Lại nói hắn tại trong võ điện còn có một cái ngụy trang thân phận, tạm thời hẳn không có người đoán được hắn liền là thương lang. Hô hô, hao tốn một canh giờ, giang giật mới đi đến võ điện bên ngoài, giờ phút này trời tối người yên lớn như vậy quảng trường đều không có một ai, võ điện đại môn quan bế cửa bên vẫn là mở ra, một tên hắc sáp hộ vệ như cọc gỗ đứng tại cửa ra vào phiên trực, cũng không biết có phải hay không ngủ thiếp đi. Ai, giang giật tới gần đánh thức hộ vệ, ánh mắt của hắn như điện quét tới, nhìn thấy ám đạm nguyệt sắc phía dưới một tấm giữ tợn thương lang mặt nạ lập tức thở dài một hơi, bất quá vẫn là đề phòng mà hỏi, ngươi là thương lang. Hộ vệ đại ca, là ta, giang giật cũng toàn thân buông lỏng, cái này hộ vệ là lần đầu tiên dẫn hắn nhập võ điện cái kia hộ vệ, hai người coi như nhận biết, có chút giao tình. Hắc giáp hộ vệ nhanh chóng đi xuống, vịn giang giật hướng bên trong đi đến, vừa đi còn một bên nghi hoặc hỏi, ai nha, thương lang tiểu tử ngươi làm sao làm chân đều đoạn mất dương quản sự biết rõ, khẳng định hội của trách ngươi. Giang giật cười khổ vài tiếng, từ trong ngực nhanh chóng móc ra hai mảnh tử kim lúc đưa tới, thấp giọng nói ra, hộ vệ đại ca, người đừng hỏi nhiều như vậy, làm phiền ngươi mang ta trở về phòng, còn có giúp ta bảo thủ bí mật, tuyệt đối đừng cho người ta biết rõ ta chân gãy, xin nhờ. Hắc giáp hộ vệ nhìn thấy hai mảnh tím kim diệp tử, hai mắt sáng lên, không lưu ngân dấu vết tiếp nhận tử kim gật đầu nói, yên tâm đi, huynh đệ, ta tuyệt không truyền cho người ngoài. Hắc giáp hộ vệ nhanh chóng mang theo giang giật đi vào phòng luyện công, Giờ phút này là nửa đêm trong phòng luyện công một người không có, Giang giật sau khi trở lại phòng của mình triệt để yên tâm lại. Hộ vệ rời đi về sau, Giang giật ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương, mãi cho đến hừng đông hắn mới bị bên ngoài tiếng bước chân đánh thức. Hắc giáp hộ vệ bẩm báo Dương Quản sự, việc này cũng không có khả năng che giấu hắn. Dương Quản sự vào đây nhìn thấy Giang giật một cái chân đoạn mất về sau, quả nhiên sắc mặt âm trầm, Giang giật thế nhưng là cây dụng tiền A, linh thú sơn cùng chấn Tây quân chiêu sinh sắp đến, trong khoảng thời gian này báo danh bồi luyện người đều xếp tới 10 ngày sau. Dương quản sự con ngươi lấp lóe mấy lần, mặt lạnh lấy hỏi: "Thương Lang, tiểu tử ngươi về nhà một chuyến, làm sao đem chân cho làm gãy còn khuya khoát một người trở về đã xảy ra chuyện gì?" Giang giật đắng chát cười nói: "Không có gì, cùng gia tộc một cái đệ tử phát sinh xung đột, ta đem hắn đả thương, chân cũng bị hắn làm gãy, ta sợ hắn tìm người trả thù ta, nửa đêm trở về, quản sự việc này xin lỗi." "Ai, tiểu tử ngươi a?" À dương quản sự lắc đầu cười khổ đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi đúng rồi các ngươi gia tộc nhưng biết ngươi chính là thương lang còn có ngươi trường kỳ tại trong võ điện các ngươi gia tộc có gì dị nghị không ha ha giang giật lắc đầu cười khẽ hỏi lại quản sự ngươi cảm thấy gia tộc giống như biết rõ ta là thương lang sẽ còn để cho ta tại cái này làm bồi luyện yên tâm đi ta trong gia tộc không quan trọng gì gia tộc không ai chào đón ta ta cho dù chết tại võ điện gia tộc người cũng sẽ không để ý vậy được rồi Dương quản sự trầm ngâm chốc lát nói, ta cho ngươi đi làm mười mấy mai nhân giai thượng phẩm liệu thương đan đến, ngươi mau chóng đem thương thế dưỡng tốt, cũng đừng lưu lại mầm bệnh. Bất quá, đan dược này tiền, nhất định phải tại ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Đa tạ Dương quản sự, Giang giật tinh thần chấn động, vội vàng chắp tay bái tạ. Ai, Dương quản sự thật dài thở dài đi ra phía ngoài, vừa đi còn một bên đau lòng lẩm bẩm nói, linh thú sơn học viện chiêu sinh chỉ có 20 ngày, tiểu tử này một tổn thương, tổn thất nặng nề a à. linh thú sơn chiêu sinh giang giật đột nhiên thân thể chấn động trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng như tinh thần mặt mũi tràn đầy hưng phấn nỉ non đúng linh thú sơn học viện ta có thể đi tham gia linh thú sơn học viện chiêu sinh tỉ thí chỉ cần ta có thể thành công trở thành học viện đắc chiêu sinh giang gia không chỉ có không dám giết ta thậm chí càng bảo hộ lung lạc ta ta cũng có thể quang minh chính đại mang theo tiểu nô rời đi thiên võ thành Linh Thú Sơn là đại lục tam đại học viện, có thể trở thành bên trong chính thức học viên đều sẽ bị các quốc gia coi trọng, sau khi thành công tốt nghiệp càng sẽ bị các nước chư hầu ban cho tước vị, bình bộ thanh vân tiền đồ bất khả hạn lượng. Giống như hắn có thể thành công tiến vào Linh Thú Sơn học viện, Giang gia tuyệt đối không còn dám động sát tâm, mà hắn cũng có thể nở mày nở mặt mang theo tiểu nô rời đi Giang gia, rời đi thiên võ thành, như thế đại trưởng lão danh dự cũng sẽ không tổn hại, hắn cũng không cần có một cái phản tộc tội, Mang theo Giang Tiểu Nô bốn biển là nhà điên phổi Lưu Ly. Trước kia hắn thực lực thấp, chưa bao giờ từng nghĩ đi tham gia Linh thú sơn học viện chiêu sinh, lần này hắn nhẹ nhõm chiến thắng Giang Như Long, để hắn hiểu được hắn cùng những thiên tài kia con em tranh lệch cũng không phải là quá xa xôi, hắn cũng không phải là không có, có cơ hội cầm xuống kia năm cái danh ngạch một trong, bởi vì không có ai biết cái kia quỷ dị hắc sắc nguyên lực có được rất nhiều thần kỳ công năng. Chỉ là, ta cùng võ điện có ước định a. À trong vòng 5 năm nhất định phải tại trong võ điện làm bồi luyện A. À. Giang giật lại nhức đầu, hắn như thế một gốc cây dụng tiền, võ điện người trừ phi đầu óc có vấn đề mới có thể đơn giản thả hắn rời đi, một vạn lượng tử kim. Đừng nói bán hắn coi như để Giang gia cầm cũng khó khăn A. À. Xa xa xa, tại Giang giật trầm ngâm bên trong, Dương Quản sự mang theo ba bình đan dược đi đến, hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ cùng Dương Quản sự giật vài câu, nuốt một viên đan dược giả bộ vận công chữa thương các loại chờ dương quản sự đi về sau giang giật lập tức mở mắt trong con người tinh quang bắn ra bốn phía hắn cẩn thận nghĩ đến mấy lần xác định chỉ có tiến vào linh thú sơn học viện mới là hắn tốt nhất đường ra chữa thương trước tiên đem tổn thương dưỡng hảo lại cố gắng lĩnh hội quyển kia bạo nguyên trưởng chỉ cần vũ kỹ này tìm hiểu ta liền có thể vững vàng cầm xuống một cái danh ngạch cuối cùng lại nghĩ biện pháp cùng võ điện nói một chút chỉ cần có thể để cho ta rời đi bất kỳ cái gì điều kiện đều tốt nói thiên võ thành ta là một khắc cũng không ở nổi nữa. Giang giật lần nữa trầm ngâm một hồi làm rõ suy nghĩ, khu trừ trong đầu tạp niệm toàn lực vận công chữa thương. Cắt cắt chương 40, đổ ước, bạo nguyên trưởng, đem nguyên lực áp xúc cùng lòng bàn tay, vận chuyển đặc biệt thủ pháp để nguyên lực bạo tạc, hình thành cường đại lực trùng kích từ đó đả thương địch thủ, chỉ là. Cái này nguyên lực làm sao áp xúc A, tổn thương đã tốt 7-8 phần, thời gian cũng đi qua 7-8 ngày, Giang giật còn ỉ lại bên trong phòng của mình, cả ngày không phải tu luyện, liền là nghiên cứu bạo nguyên trường. Thực lực đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng về sau, cấp thấp tu luyện đan dược tăng phúc hiệu quả quả nhiên có hạt, còn như địa phẩm đan dược giang giật cũng không nghĩ đến, hắn coi như có thể mua một hai cái hiệu quả cũng không lớn. Mấy ngày nay thời gian, hắn để tên kia hắc giáp hộ vệ đi tìm hiểu tin tức, kết quả giang ra gió êm sóng lặc, lại không có truyền ra nửa điểm tin tức. Giang giật rất nhanh liền nghĩ thông suốt, giang ra nội bộ khẳng định nhấc lên sóng to gió lớn, Bất quá Giang Vân Sơn tuyệt đối áp xuống tới, linh thú Sơn học viện cùng chấn Tây quân chiêu sinh sắp đến, Giang gia không có khả năng náo ra dạng này một cái bê bối để ngoại nhân đều biết. Hắn biết rõ giống như giờ phút này hắn dám đi trong thành rêu rao khắp nơi, không cần nửa canh giờ Giang gia người con em sẽ xuất hiện, trực tiếp đem hắn chém giết. Giang gia điệu thấp như vậy, Giang giật đối với Giang Tiểu Nô lo lắng ngược lại là hạ xuống thấp nhất, chỉ ít linh thú Sơn chiêu sinh trước đó, Giang Tiểu Nô là tuyệt đối an toàn, Giờ phút này Giang ra ai dám làm loạn, đều sẽ tiếp nhận Giang Vân Sơn lửa giận. Giang giật đang luyện công trong phòng an nhàn tĩnh dưỡng, bên ngoài lại náo lật trời, đám kia các công tử tiểu thư mỗi ngày tìm dương quản sự, chiêu sinh đại điển chỉ có hơn 10 ngày, ngắn như vậy thời gian các nàng cảnh giới không có khả năng còn có thể có chỗ tăng lên, giống như võ kỹ còn có thể tăng lên một chút kia là hoàn mỹ nhất cực kỳ. Rất nhiều công tử tiểu thư đều đem giá cả lật ra 3 năm lần, dương quản sự đều bị bọn hắn làm cho không dám ở phòng luyện công ló đầu. Ai, cái này bảo nguyên trưởng ngoại trừ áp xúc nguyên lực bộ phận này, còn lại đều cảm ngộ, vấn đề là không có áp xúc nguyên lực kỹ xảo, cái này bảo nguyên trưởng căn bản tu luyện bất thành. Ai, đều cảm ngộ mấy ngày, một điểm đầu mối cũng không có, xem ra vũ kỹ này hoàn toàn chính xác không thể tìm hiểu. Giang giật thu hồi suy nghĩ nặng nề thở dài, không có bạo nguyên trưởng bằng vào thực lực của hắn, hắn cầm xuống linh thú sơn học viện danh ngạch nắm chắc cũng không lớn. Linh thú sơn học viện cứ việc chỉ tuyển nhận 18 tuổi dưới đây thiếu niên thiếu nữ, nhưng toàn bộ thiên võ thành mấy chục vạn người, thế hệ tuổi trẻ thiên tư chắc tuyệt võ giả nhiều vô số kể, thành nội thập đại thiên tài cơ bản đều là chú đỉnh cảnh thất trọng bát trọng, đây là bên ngoài, ai biết có hay không ẩn tàng thiên tài. Nuốt một viên liệu thương đan, Giang giật không nghĩ nhiều nữa tiếp tục ôn dưỡng chân gãy, đan dược này rất là cao cấp, tăng thêm hắn hắc sắc nguyên lực tăng phúc, hắn khôi phục tốc độ để dương quản sự vì đó sợ hãi thán phục, giống như không phải hắn tận lực khống chế suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, giờ phút này thương thế đều hẳn là toàn bộ tốt. Ba ngày sau đó Giang Giật thương thế tốt lên tái xuất, để chờ mấy ngày các công tử tiểu thư tinh thần chấn động, Giang Giật cũng bị bách theo mỗi ngày ba trận bồi luyện, gia tăng đến năm tràng, mà lại mỗi một tràng bồi luyện phí tổn theo trăm lượng tử kim gia tăng đến hai trăm lượng. Mặc dù như thế, tìm Giang Giật bồi luyện người hay là như sang sông Lý Ngư đếm không hết, mà lại mỗi lần bồi luyện hoặc nhiều hoặc ít phó kỹ đều có tiến bộ. Năm ngày sau đó, Giang Giật nghênh đón một cái đặc thù khách nhân, một cái để hắn không muốn nhất gặp người. Giang Hận Thủy Giang hận thủy thiên tư rất không tệ, nếu không cũng không có khả năng đột phá đến chú đỉnh cảnh cửu trọng, hắn ngộ tính cũng không tệ, giang ra các loại võ kỹ đều sớm đại thành. Hôm nay tìm giang giật là bởi vì hắn gần nhất tại lĩnh hội giang ra một loại địa giai võ kỹ, là yên bộ. Thương lang, người tốt, trận này đối luyện, ta hy vọng người toàn lực công kích ta, nếu như ta là yên bộ thật có thể đại thành, tại hạ tất có thâm tạ. Giang hận thủy vẫn là như vậy phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy giang giật sau tinh thần có chút hoảng hốt, tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt bất quá nhìn thấy giang giật dưới mặt nạ cặp kia kiệt ngạo bất tuần ngông cuồng giã tính con người rất nhanh liền lắc đầu bác bỏ giang giật tính tình một mực rất là ôn hòa cũng điệu thấp trung thực tại sao có thể có như thế ánh mắt sắc bén mà lại giang giật giờ phút này hẳn là tại trốn tránh vụn trộm dưỡng thương a à không có khả năng khôi phục nhanh như vậy nhìn thấy giang hận thủy thần sắc giang giật âm thầm thở dài một hơi khi nhìn đến giang hận thủy lần đầu tiên hắn lập tức để cho mình trở nên phong mang tất lộ khí chất đại biến, giờ phút này xem hiệu quả coi như không tệ. Không bằng hắn vẫn như cũ không dám phất lờ, cũng không nói chuyện ngạo mạn nhẹ gật đầu, trên chân vận khởi cực thần bộ, hai tay như quỷ chảo hướng đem Giang Hận Thủy chụp tới. Đến hay lắm, Giang Hận Thủy con người sáng lên, hai chân hơi động một chút, thân thể thẳng tắp hướng về sau mặt thối lui, từ xa nhìn lại cũng cảm giác chân của hắn đều không nhúc nhích, thân thể hướng về sau mặt lướt tới, rất là thần kỳ. hưu Giang giật Bá đạo vô cùng qua hai tay không ngừng truy kích, Giang Hận Thủy cũng không hoàn thủ, chỉ là thân thể bay tới bay lui không ngừng tránh né. Thân hình hắn phiêu giật, cước pháp quỷ dị. Giang giật công kích nửa nén hương thời gian lại không có đụng chạm hắn một mảnh góc áo. Quả nhiên là Thiên Chi Kiêu Tử, cái này địa giai hạ phẩm La yên bộ chú đỉnh cảnh võ giả rất khó tu luyện. A à cái này Giang Hận Thủy càng như thế ngắn ngủi thời gian nhập môn, địa giai võ kỹ quả nhiên cường đại. Ta cái này cực thần bộ đều đại thành tốc độ vẫn là so với hắn tranh lệch một chút. Bất quá cái này Giang Hận Thủy là chú đỉnh cảnh cửu trọng, giờ phút này mặc dù nguyên lực phong ấn, nhưng lực lượng của thân thể so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Giang giật âm thầm cảm khái, trong mắt hắc quang lóe lên, hắn bắt đầu vận dụng hắc sắc nguyên lực, giống như không sử dụng hắc sắc nguyên lực, hắn sợ là công kích Giang Hận Thủy một ngày đều không đụng tới hắn nửa bên góc áo. Hưu, hắc sắc nguyên lực khẽ động, Giang giật thị lực trong nháy mắt trở nên kinh khủng, Giang Hận Thủy bước chân hoạt động, thân hình lưu chuyển quý tích cũng bị hắn thấy nhất thanh nhị sở, bước chân hắn trượt đi sớm đi giang hận thủy tránh né phương hướng, cũng không sử dụng võ kỹ trở tay một trường hướng giang hận thủy ngực vỗ tới. Ừ, giang hận thủy đôi mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh sợ, vừa rồi giang giật cho hắn thoạt nhìn không có nửa điểm nguy hiểm. Giờ phút này lại đột nhiên biến thành người khác, lại sớm một bước đi hắn muốn tránh né phương hướng, còn ra chiêu góc độ quỷ dị như thế, để hắn cảm giác tránh cũng không thể tránh. Uống, chú đỉnh cảnh cửu trọng thực lực không phải là giả, giang hận thủy cưỡng ép thay đổi thân thể, thân thể một cái ngửa ra sau, bước chân trượt đi hiểm hiểm tránh thoát Giang giật công kích. Hừ, Giang giật cười lạnh một tiếng, cái này Giang hận thủy chỉ tránh né không công kích, cái này cũng không khỏi quá khinh thường đi đã có người miễn phí cho hắn hành hạ, hắn cũng không khách khí, tại Giang hận thủy vừa mới tránh né thời điểm, bắp đùi của hắn như thiểm điện đá ra, mục tiêu rõ ràng là Giang hận thủy dưới hông phương hướng. Ngươi, Giang hận thủy sắc mặt lần nữa biến đổi. Giang giật càng như thế độc địa cái này một chân nếu là đá chúng hắn cần phải đoạn tử tuyệt tôn, mà giờ khác này hắn thân thể ngay tại ngửa ra sau thân thể tại chiều bên cạnh đi vòng quanh cũng không tốt tránh né chỉ có thể chân sau một điểm cả người ở giữa không chung xoay chuyển hướng bên cạnh mặt đất lăn lộn đi hiu giang giật thân thể như một đầu như độc xà vào tới hai chân như thiểm điện không ngừng đá ra khiến cho giang hận thủy chỉ có thể một đường hướng phía trước lăn đi căn bản không có thời gian đứng dậy cái này thương lang tốc độ phản ứng quá khó trách có thể trở thành từ kim bồi luyện giang hận thủy trong lòng đều là biệt khuất hắn ngay từ đầu nói không công kích, giờ phút này tự nhiên không thể xuất thủ. Nhưng không xuất thủ giang giật tốc độ phản ứng như vậy, hắn chỉ có bị hành hạ phân, đời này hắn còn không có như thế chật vật qua đây. Hưu, giang giật giờ phút này lại là vô cùng thoải mái, hắn không ngừng nhanh chóng công kích, hoàn toàn không cho giang hận thủy cơ hội thở dốc, quyền cước như như bảo phong vũ liên miên không dứt công kích, cũng không cần võ kỹ, chỉ bằng mượn năng lực phản ứng, sớm dự toán ra giang hận thủy tránh né phương vị nhẹ nhóm đem Giang Hận Thủy hành hạ phải gọi khổ không ngớt. Một phen loạn chiến, Giang Hận Thủy chính mình cũng không biết bị Giang giật đánh chúng bao nhiêu lần, bất quá Giang giật lực đạo ngược lại là khống chế rất tốt, hắn cũng không có thụ thương. Nhưng hắn công tử văn nhã hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, áo bảo búi tóc lộn xộn, toàn thân mồ hôi lâm ly, hắn mắt thấy Giang giật một đầu đùi lại hướng trên mặt hắn đạp đến, cảm giác được chính mình thể lực tiêu hao chống đỡ hết nổi, sợ là rất khó đang tránh né, vội vàng hét lớn, ngừng. Giang giật chân rừng ở giữa không trung, Giang hận thủy thân thể nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy cười khổ chắp tay nói, thương lang huynh đệ tốt tốc độ phản ứng, hận thủy cảm thấy không bằng, hôm nay cứ như vậy đi. Quay đầu ta đang tìm ngươi thỉnh giáo, Giang hận thủy chỉnh lý một phen áo bảo búi tóc, rất nhanh khôi phục thong dong đi ra ngoài, Giang giật đứng tại trong phòng luyện công trầm mặc không nói, âm thầm cảm khái cái này Giang hận thủy quả nhiên cùng hắn lão tử một cái dạng, bụng giả cực sâu. Trong lòng rõ ràng hận đến hắn răng trực dương dương, mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ khiêm cung khách khí bộ dáng, loại này tiếu lý tàng đao người so Giang Vân xà loại kia càng thêm đáng sợ a. À. Cương Chính chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài lại đi tới một tên hắc bào công tử, dáng người khôi ngô, khuôn mặt khôi ngô, đáng tiếc màu da có chút đen nhánh, bất quá lại càng lộ vẻ nam tử dương cương, hắn thật xa tựu nụ cười chân thành cười dài nói: "Thương lang huynh đệ lợi hại a, à, để hận thủy đều khen không dứt nghiệp, hắc kỳ gần nhất cũng học tập một loại võ kỹ, còn xin thương lang huynh đệ vui lòng chỉ giáo." Mã Hắc Kỳ giang giật đôi mắt lạnh lẽo, nếu như nói đối với Giang gia người hắn là nản lòng thoái chí, đối với Mã gia người vậy hắn là triệt để căm thù, Giang tiểu nô năm đó thế nhưng là kém chút bị Mã gia người đánh chết. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn cũng không ngại cùng Mã gia người đối luyện mấy trận, nhưng hắn cũng muốn lấy được Linh thú học viện danh ngạch, tự nhiên không muốn tại để cái này Mã Hắc Kỳ thực lực có chỗ tiến bộ. Đương nhiên đừng nói Mã Hắc Kỳ, ngoại trừ Giang Hận Thủy cùng Cơ Thính Vũ bên ngoài, những người còn lại thập đại thiên tài vậy cũng là hắn đối thủ cạnh tranh, trong lòng của hắn kỳ thật đều có mâu thuẫn. Thật có lỗi, chỉ là ngắn ngủi trầm mặc về sau, Giang giật hờ hững mở miệng nói, vị công tử này, vừa rồi đối chiến bên trong, ta vết thương bị khẽ động, sợ là không thể cùng ngươi đối chiến. Ừ, mã hắc kỳ nụ cười trên mặt động lại, hắn hồ nghi nhìn Giang giật vài lần, mở miệng nói thật không được. Giang giật gật đầu nói, thiên chân vạn xác kia tốt, mã hắc kỳ dứt khoát quay người rời đi, quay đầu lại nói, Vậy ta trời sáng lại đến tốt, Thương Lang huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt. Các loại mã Hắc Kỳ đi về sau, Dương quản sự rất mau vào tới, đem cửa đóng lại về sau có chút trách cứ nói ra, "Thương Lang, ngươi làm cái gì thương thế của ngươi không phải toàn bộ xong chưa Hắc Kỳ công tử thế nhưng là mã gia đại thiếu, ngươi đắc tội cái kia thế nhưng là đắc tội toàn bộ mã gia." Giang giật trầm mặc một trận, ngẩng đầu nói ra, "Quản sự, ta đây cũng là không có cách, đắc tội thì đắc tội, dù sao ta sẽ không cùng bọn hắn đối luyện." mà lại hôm nay bắt đầu thập đại thiên tài bất kỳ một cái nào ta cũng sẽ không cùng bọn hắn đối luyện dương quản sự trong mắt hàn quang lóe lên trầm giọng hỏi vì cái gì thương lang người điên rồi sao đừng quên thân phận của ngươi ha ha quản sự nói thật cái này bồi luyện ta cũng không muốn làm ta muốn đi tham gia linh thú sơn học viện chiêu sinh ta muốn đi vào linh thú học viện giang giật đem nội tâm đã sớm nghĩ kỹ toàn bộ đỡ ra nhìn thấy dương quản sự sắc mặt dây lát biến nổi giận lại muốn mở miệng hắn đưa tay trầm giọng nói quản sự ngươi đừng vội, nghe ta nói hết lời, ta cũng không phải là bạch nhãn lang, võ điện đối ta ơn tài bồi, ta nhớ kỹ trong lòng. Mà lại lần này ta muốn cùng võ điện đánh cược một lần võ điện buông tay để cho ta đi tham gia học viện chiêu sinh tỷ thí, giống như thành công tiến vào, các người cùng ta giải trừ ban đầu bồi luyện ước định, đương nhiên ta giang giật ngày sau nếu là có thành, nhất định gấp trăm lần báo đáp võ điện. Giống như lần này ta thất bại, ta cho võ điện không ràng buộc làm bồi luyện 10 năm. Như thế nào, chương 41, năng lực mới, đổ ước hừ hừ phó điện một cái xa hoa đại điện bên trong, phó điện điện chủ ngay tại đùa lấy một cái xinh đẹp hỏa hồng lông vũ tiểu điểu nghe được dương quản sự báo cáo sau hắn cười lạnh không ngừng, tay trái kia màu bạc vòng tai đung đưa, phát ra một đạo tiếng vang lanh lành. Dương quản sự nhất thời cũng không biết phó điện điện chủ là giận vẫn là vui, nội tâm rất là thấp thỏm, giang giật lần này xem như chui vào rúc vào sừng châu một lòng muốn đi tham gia linh thú sơn chiêu sinh đại điển, đánh chết hắn cũng không cùng thập đại thiên tài bồi luyện. Hắn không có cách nào chỉ có thể đem việc này báo cáo, nếu không đắc tội ngũ đại gia tộc, hắn có thể đảm nhận đợi không tầm thường. Thất bại không ràng buộc làm bồi luyện 10 năm, võ điện điện chủ nói một mình thì thào một câu, đột nhiên quay đầu nhìn về Dương Quản sự nói ra, người đi đem tiểu tử kia mang đến. Dương Quản sự vội vàng đi xuống, nội tâm lại là càng thêm thấp thỏm, điện chủ này trời sinh tính cao ngạo, bình thường tiểu gia tộc tộc trưởng muốn gặp hắn cũng khó khăn, hắn vậy mà triệu kiến Giang giật đợi lát nữa cũng đừng dưới cơn nóng giận trực tiếp đem Giang giật cho chụp chết. Giang giật rất nhanh bị mang đến, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà kinh động đến võ điện điện chủ, bất quá vào không được linh thú Sơn học viện, hắn cũng không biết làm sao trốn ly thiên vũ thành, cuối cùng cũng chỉ có thể là cái chữ chết, hắn chỉ có thể cắn răng đi vào đại điện bên trong. Thương lang bái kiến điện chủ, lần này Giang giật vẫn không có quỳ xuống, chỉ là không người ôm quyền hành lễ. Võ điện điện chủ không có xem giang giật, tiếp tục đùa chơi lấy tơ vàng trong lồng xinh đẹp tiểu điểu, trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn giang giật cùng dương quản sự cũng không dám nói chuyện, ngừng thở kiên nhẫn chờ. Nửa nén hương thời gian về sau, võ điện điện chủ xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua giang giật, nhẹ giọng hỏi, nghe nói người muốn vị ước. Giang giật ngạc nhiên, vội vàng giải thích, không phải như vậy, điện chủ. Không cần giải thích, võ điện điện chủ bá đạo khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt ngang giang giật, lạnh giọng nói ra ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào ngươi cũng đừng cùng ta nói cảm ơn ngày sau báo đáp loại hình lời hay chúng ta võ điện không phải long nhược chùa sẽ không cứu khổ cứu nạn chúng ta chỉ làm sinh ý đối với võ điện tới nói cũng không có bằng hữu chỉ có hợp làm đồng bạn hoặc là địch nhân mà ngươi trái với điều ước đó chính là chúng ta địch nhân ta cuối cùng hỏi ngươi một lần đều không nhất định phải trái với điều ước võ điện điện chủ vừa dứt lời dưới trên thân một cỗ khí thế đột nhiên dâng lên Mặc dù vẻn vẹn một tia nhưng ép tới Giang giật đại khí cũng dám lộ ra, thân thể thẳng run run, từ phủ cảnh đỉnh phong võ giả khí thế quá cường đại, hắn không có quỳ xuống đã coi như là đáng quý. Giang Dật thật sâu hô một hơi, cắn răng từng chữ từng chữ nói ra, ta không muốn trái với điều ước, nhưng ta nhất định muốn tham gia Linh thú sơn học viện chiêu sinh đại điển. Những năm này tại Giang gia đè nén sinh hoạt đúc thành Giang giật ẩn nhẫn tính cách, đồng thời cũng làm cho hắn tính tình trở nên cực kỳ quật cường, hắn nhận định sự tình chưa từng sửa đổi tỉ như giang như hổ bọn người để hắn quỳ xuống hắn coi như bị đánh chết cũng không quỳ hưu một cái đại thủ trưởng gào thét mà đến giang giật thậm chí đều không thấy rõ ràng võ điện điện chủ di động liền thấy một cái đại thủ trưởng trong mắt vô hạn phóng đại a à, dương quản sự biến sắc cũng không dám nói câu nào hắn quá người điện chủ này hỉ nộ vô thường giết chóc quả quyết hắn dám mở miệng cầu tình sợ là một chiêu đều có thể đem hắn liên quan dây giang giật không nhúc nhích thậm chí mí mắt đều không có nháy cũng không nói một lời tựa hồ chuẩn bị đứng đấy chờ chết. Hô hô, bàn tay nhanh chóng vỗ xuống, mang theo một trận bão tố phong, đem giang giật tóc dài thổi đến đầy trời cuồng vũ, cũng đem hắn áo bảo bay phất phới. Bất quá cuối cùng bàn tay này trưởng tại giang giật mặt trước đó ngừng lại, cường đại uy áp đem hắn chấn động đến lui về phía sau ba bước. Giang giật vẫn là mí mắt đều không có nháy, nhưng trên trán rõ ràng có mồ hôi toát ra, phía sau y phục càng là đều bị mồ hôi làm ướt. Võ điện điện chủ đứng ở giang giật trước mặt, một đôi không có chút nào tâm tình chập chờn con ngươi nhìn chằm chằm hắn, mở miệng yếu ớt nói, không sợ chết tốt. Ta cho ngươi một cơ hội, cũng có thể tiếp nhận ngươi đổ ước, bất quá điều kiện ta mở ra. Hô, Giang giật thở ra một hơi thật dài, vừa rồi trong lòng không có một chút bối rối là giả, không bằng hắn liệu định cái này võ điện điện chủ sẽ không giết hắn. Bởi vì điện chủ mình nói qua võ điện làm chính là sinh ý, giết hắn võ điện tự bồi thường. Giang giật dừng một chút, mở miệng nói, điện chủ, ngài nói. Võ điện điện chủ nhẹ gật đầu nói ra, người đã có như thế cường đại lòng tin, bằng vào chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực tự dám đi tranh đoạt linh thú Sơn học viện năm cái danh ngạch một trong. Như vậy chúng ta tự cực lớn một chút như thế nào chỉ cần ngươi cầm xuống danh ngạch, không chỉ có cùng võ điện 5 năm ước định xóa bỏ, ta còn đưa ngươi 100 mai địa giai hạ phẩm đan dược, ba quyển địa giai hạ phẩm công pháp, một cái bảo khí. Mà ngươi nếu bị thua, liền phải cả một đời tại võ điện làm nô. Cả một đời võ điện làm nô, giang giật chấn động trong lòng, cái này võ điện điện chủ quá độc ác, nếu là hắn thật thua, đời này liền là nô lệ, đến cho võ điện làm lao động cả một đời. Dương quản sự quét giang giật một chút khe khẽ thở dài, nói thế nào giang giật vẫn là 15-16 tuổi hài tử, dạng này đối nàng trung quy là quá tàn nhẫn, cái này võ điện điện chủ rõ ràng là thiết hạ một cái lồng để giang giật xuyên A. À. Giang giật chút thực lực ấy làm sao có thể cầm xuống danh ngạch cơ thính vũ, giang hận thủy, lãnh thiên thiên ba người này có thể vững vàng cầm xuống ba cái danh ngạch, còn lại mã hắc kỳ liếu hàn liễu chiến bọn người tất cả đều là chú đỉnh cảnh bát trọng giang giật coi như lực phản ứng lại trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thất bại một đường tốt ai ngờ giang giật chỉ là suy tính một lát tựu một tiếng đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt không có một tia miễn cưỡng có khi phách võ điện điện chủ cười cười đến vô cùng rực rỡ hắn khoát tay áo quay đầu tiếp tục đùa kia trích tiểu điểu dư quang quét về phía dương quản sự bàn giao nói phát ra thông cáo trong khoảng thời gian này thương lang không tiếp thụ thập đại thiên tài bồi luyện mời đã báo danh gấp ba bồi giao bọn hắn nếu là có cái gì bất mãn liền để bọn hắn tới tìm ta đi xuống đi thương lang linh thú sơn học viện chiêu sinh chỉ có nửa tháng chuẩn bị cẩn thận thoáng cái ta chờ mong ngươi đặc sắc biểu diễn đa tạ điện chủ giang giật thật sâu vái chào cùng dương quản sự lui xuống ai đi ra đại điện dương quản sự lắc đầu thấp giọng nói ra thương lang tiểu tử ngươi cái này quyết định quá qua loa qua loa sao ta không cảm thấy giang giật mỉm cười không cho được không, hắn đã không có đường khác có thể chọn, mà lại coi như thua cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ ít hắn đối võ điện có càng lớn giá trị, Giang gia cùng mã gia muốn động đến hắn, võ điện chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Giang giật không còn cho thập đại thiên tài bồi luyện thông cáo vừa kề sát ra, mã hắc kỳ phiền muộn đến thổ huyết, Giang hận thủy cũng là rất là phiền muộn, nguyên bản còn chuẩn bị đi thử một chút hắn dư công tử tiểu thư cũng rất là đáng tiếc, nhưng đây là võ điện điện chủ tự mình ra lệnh, không ai dám nói cái gì, vị kia ra thế nhưng là thiên võ thành đệ nhị cường giả, chỗ dựa càng là toàn bộ võ điện. Hắn dư công tử tiểu thư thì đại hỷ, thập đại công tử tiểu thư không thể tìm, bọn hắn có thể tìm A. Nhất là thập đại thiên tài thực lực không kém nhiều các gia tộc con em, càng là chạy theo như vịt, hận không thể ngày đêm cùng giang giật đối luyện. Giang giật cả người cũng vội vàng lên, ngoại trừ bồi luyện bên ngoài ngày đêm không ngừng tu luyện, phá giải phong ấn, nghiên cứu hắc sắc nguyên lực ý đồ tại linh thú sơn học viện chiêu sinh trước đó, để thực lực lần nữa có đột phá tính tiến triển. Nhưng mà, tu luyện 7-8 ngày sau, Dương quản sự hắn cho đan dược toàn bộ sử dụng hết, cách đột phá chú đỉnh cảnh đệ ngũ trọng còn xa xa khó vời, phong ấn phá giải vẫn là như cũ trong thời gian ngắn căn bản phá giải không hết, tốc độ tu luyện mặc dù còn đang tăng thêm, nhưng vẫn là quá chậm quá chậm. Còn như hắc sắc nguyên lực, hắn đem toàn thân đều thử một lần, cũng không có phát hiện những chức năng khác, quyển kia bạo nguyên trưởng nghiên cứu mấy ngày cũng không thu hoạch được gì, hắn tu luyện lâm vào bình cảnh thôi, thôi, lại một lần nữa để hắc sắc nguyên lực trong thân thể du tẩu một vòng, không có chút nào phát hiện về sau giang giật bất đắc dĩ thở dài mở to mắt. Trong thời gian ngắn không thể tăng cường thực lực, hắn chỉ có dựa vào trước mắt chút thực lực ấy đi đụng một cái, thắng hay thua tựu xem thiên ý. Ba ba, hắn có chút nhức đầu vỗ vỗ cái chán, tự diễu nở nụ cười khổ, ta còn tự phụ ngộ tính vô song, coi là có thể lĩnh hội cái này bảo nguyên trường, xem ra vẫn là quá ngây thơ rồi, sợ là ta cái này du mộc đầu lại chuyển gần 10 lần cũng lĩnh hội không được đi. Ừ, giang giật trong đầu một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên, để hắn thân thể run lên một cái cơ linh, hắn nghĩ tới một cái khả năng, giống như. Hắn đem hắc sắc nguyên lực vận chuyển đi trong đầu, vậy liệu rằng dẫn đến não hải chuyển động tốc độ tăng tốc, sau đó lĩnh hội võ ký tốc độ tăng tốc. Không, không được, nhân thể não hải là trọng yếu nhất địa phương, sao có thể loạn động một cái không tốt ta biến thành đồ đần liền xong rồi. Giang giật sau một khắc lại lắc đầu thì thào, nhân thể bất kỳ địa phương nào đều có thể thử, giang giật toàn thân cũng cơ bản đều thử qua, nhưng là não hải hòa dưới hông chưa từng muốn thử, thậm chí cũng không dám để hắc sắc nguyên lực theo phụ cận kinh mạch lưu chuyển mà qua. Cái trước hắn sợ biến thành đồ đần, cái sau sợ tiểu đệ đệ biến dị, vạn nhất vĩnh viễn nhất trụ kình thiên liền xong rồi. Sẽ không có chuyện gì a à, cái này hắc sắc nguyên lực là tu luyện ra được, mà lại chưa bao giờ hại qua ta, chỉ có tăng phúc năng lực mà lại màu lam nguyên lực có thể theo não hải phụ cận vận chuyển mà qua, cái này hắc sắc nguyên lực vì sao không thể vạn nhất não hải lĩnh hội võ kỹ tốc độ thật tăng nhanh đâu. Trong đầu một cái ý niệm khác, lại như như ma quỷ một mực lấy hắn, giang giật trần chờ tình thế khó xử, dòng dã suy tính nửa canh giờ, hắn trong khung tiềm ẩn bên trong cực tính phát tác, hắn quyết định thử một chút. Thận trọng vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi não hải phụ cận, không có nửa điểm phản ứng, giang giật cắn răng một cái khống chế hắc sắc nguyên lực trực tiếp tiến vào não hải. Oanh, hắc sắc nguyên lực tiến vào giang giật não hải một khắc này, giang giật cảm giác toàn bộ não hải đều chấn động, hắn nháy nháy mắt cũng không có phát hiện cái gì khác biệt, hắn hổ nghi suy nghĩ miên man, rất nhanh hắn phát hiện một tia khác biệt. Ý nghĩ của hắn giờ khắc này trở nên vô cùng rõ ràng, cả người não hải tựa như biến thành máy móc, trở nên không phải hắn, tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn lập tức âm thầm vui mừng, lập tức hết sức chuyên chú bắt đầu tìm hiểu bão nguyên trường, kết quả để hắn rất là chấn kinh. Cứ việc không có nguyên lực áp xúc kỹ xảo, nhưng bảo nguyên trưởng quý thích vận hành, hắn vậy mà có thể tại trong đầu mô phỏng ra một bức hình ảnh, vận chuyển bao nhiêu nguyên lực ra ngoài, từ chỗ nào đường kinh mạch nội vận đi, lưu chuyển lộ tuyến, cuối cùng tại lòng bàn tay làm sao lợi dụng thủ pháp đặc biệt thả ra ngoài, trong đầu tạo thành một bộ rõ ràng hình tượng, bất quá hình tượng này là không trọn vẹn, bởi vì thiếu đi nguyên lực áp xúc kỹ xảo. Loại tình cảnh này phi thường quỷ dị, quỷ dị đến làm cho người cảm giác được đáng sợ. Cũng may cái này hắc sắc nguyên lực năng lực giang giật đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trong đầu hình tượng, nhìn xem đối với lĩnh hội bạo nguyên trưởng phải chăng có trợ giúp. Rất nhanh giang giật tựu cuồng nghỉ, bởi vì hắn có thể bằng vào giờ phút này trong đầu năng lực, không ngừng thôi diễn, xác minh, đem trong đầu này tấm không chọn vẹn hình tượng nghĩ biện pháp chậm rãi bổ đủ, hình thành bạo nguyên trưởng hoàn mỹ vận hành tuyến đường, tiếp theo tại thân thể phóng xuất ra cái này bạo nguyên trưởng. Nói một cách khác, hắn rất có thể lĩnh hội cái này không chọn vẹn bí tịch. Chương 42, Chấn Tây Vương, Võ Kỹ là chỉ võ công chiêu thức, đặc thù thần thông. Bình thường võ kỹ có thể tùy ý dùng nhục thể vận chuyển ra, nhưng uy lực xa xa vô dụng nguyên lực vận chuyển ra uy lực lớn, thậm chí rất nhiều võ kỹ không có nguyên lực căn bản phóng thích không ra. Võ kỹ tác dụng tự nhiên là để võ giả các loại năng lực đạt được tăng cường, thông qua đặc thù thủ pháp, để nguyên lực trong thân thể thông qua kỳ dị nào đó quý tích vận hành, từ đó ngưng tạo ra các loại trận pháp, tăng phúc công kích, phòng ngự, tốc độ vân vân. Sở dĩ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, rất nhiều võ kỹ đều có thể dùng một bộ tuyến lộ đồ mới mô phỏng, nguyên lực theo trong đan điền xuất phát, đi qua trong thân thể phức tạp kinh mạch, lại thông qua những kinh mạch này vận chuyển ra trận pháp đặc biệt, cuối cùng theo thân thể cái nào đó bộ vị phát ra. Giang giật vừa rồi gặp được một kiện rất chuyện thần kỳ, đầu hắn bên trong nhưng vẫn động bên trong hiển hiện một bộ tuyến lộ đồ, một bộ vô cùng rõ ràng, cùng võ kỹ quỹ thích vận hành giống nhau như đúc tuyến lộ đồ. Bất quá cái này tuyến lộ đồ đại bộ phận là hoàn chỉnh, ở giữa một đoạn ngắn lại là không chọn vẹn. Giang giật sở dĩ nhận định hắn có hy vọng có thể lĩnh hội vũ kỹ này là bởi vì hắn có được cái này tuyến lộ đồ phía trước bộ phận cùng đằng sau bộ phận, hắn có thể căn cứ trước sau bộ phận thôi diễn ra ở giữa không chọn vẹn bộ phận, từ đó đạt được hoàn mỹ tuyến lộ đồ lĩnh hội cái này không chọn vẹn võ kỹ. Trên lý luận cái này có thể thực hiện, nhưng thực tế thao tác phi thường khó khăn, mà lại vạn nhất tính sai, Giang giật rất có thể nguyên lực nhiễu loạn, từ đó kinh mạch nổ tung, bạo thể mà chết. Bất quá giờ phút này Giang Giật không cố được nhiều như vậy, hắn yên lặng tại phát hiện năng lực mới trong hưng phấn, hắn cái gì cũng mặc kệ ngồi xếp bằng hết sức chăm chú bắt đầu lĩnh hội cái này bạo nguyên trường. Đêm đã khuya, Giang Giật không có chút nào buồn ngủ, sau nửa canh giờ hắn ngược lại là mở mắt, bởi vì hắc sắc nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, trong đầu của hắn tuyến lộ đồ biến mất, não hải cũng cảm giác không có vừa rồi như vậy thanh tỉnh tỉnh táo, thối lui ra khỏi loại kia kỳ dị trạng thái. Tiếp tục tham ngộ, hắn lập tức triệu tập một lần hắc sắc nguyên lực đi não hải, tại trong võ điện hắn tốc độ tu luyện gấp bội, tăng thêm phong ấn phá giải để hắn tốc độ tu luyện tăng lên, giờ phút này hắn tu luyện ra 10 tia hắc sắc nguyên lực chỉ cần hơn nửa canh giờ, sở dĩ hắn cũng không sợ hắc sắc nguyên lực tiêu hao sạch sẽ. Một mực tu luyện tới hừng đông, Giang giật mới ngừng lại được, một đêm không ngủ hắn không chỉ có không có nửa điểm mỏi mệt, nhìn ngược lại so đêm qua càng có thần. Hắn tu luyện một canh giờ đem hắc sắc nguyên lực tồn đầy, lúc này mới đi ra bên ngoài bắt đầu mỗi ngày bồi luyện công việc. Hắn tại dương quản sự kia nhìn một chút danh sách, nhưng lại nhìn thấy một cái phi thường không thoải mái danh tự, Giang Cố Thủy. Giang Cố Thủy chú đỉnh cảnh ngũ trọng, Giang Vân Sơn hiển nhiên hy vọng hắn có thể tăng lên một chút thực lực, không nói tiến vào linh thú Sơn học viện, ít nhất cũng có thể vào trấn Tây Quân. Giang giật lần này không rất xuất chiến, nếu không càng sẽ gây nên Giang ra hoài nghi, hắn trầm mặc đi vào, lại nhìn thấy Giang Cố Thủy nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng, trong lòng của hắn âm thầm gấp, mặt ngoài lại giả vờ làm một bộ lãnh khốc bộ dáng, một câu cũng không nói, cũng may Giang Cố Thủy tựa Hồ cũng không có lên quá lớn lòng nghi ngờ, cùng hắn đối chiến nửa canh giờ bị hắn hành hạ đến hoa hoa gọi về sau, cười khổ cáo từ rời đi. Cái này Giang Cố Thủy chẳng lẽ nhận ra ta tới, các loại Giang Cố Thủy rời đi về sau, Giang giật cẩn thận hồi tưởng lại hắn vừa rồi nhất cử nhất độc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không thể khẳng định. Người phía sau đã ra sân, hắn cũng chỉ đành buồn buồn không để ý tới. Như thế trước mắt, coi như bị Giang Cố Thủy nhận ra được hắn cũng không có cách nào, nội tâm của hắn cũng không phải là khủng hoảng, chỉ cần hắn không ra võ điện, Giang ra người dám giết hắn. Hao tốn một buổi sáng đối chiến năm chàng, Giang giật vẫn như cố tinh thần sáng láng, trở về tiếp tục tham ngộ bạo nguyên trưởng thẳng đến nửa đêm mới ngủ thật say. Ngày thứ hai, Giang Cố Thủy không có xuất hiện, Giang như lang lại là tới, nhìn hắn ánh mắt vẫn còn có chút đặc biệt, bất quá che giấu rất tốt, Giang giật cũng mặc kệ nhiều như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Về sau mấy ngày rất là bình tĩnh, Giang Cố Thủy xuất hiện lần nữa hai lần còn đối với hắn thiên ân vạn tạ, nghe nói hắn mới học một loại võ kỹ đại thành, còn mời Giang giật có cơ hội đi Giang ra làm khách, nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi hắn. Giang giật giả bộ lãnh khốc vô cùng, một câu không có nhiều lời, nội tâm càng là cười lạnh liên tục, hắn dám đi Giang ra sợ là đi tới đi vào, giờ lên ra đi. Thời gian như bạch mã qua câu, theo linh thú Sơn học viện cùng Trấn Tây Quân thu nhận học sinh ngày càng ngày càng gần, toàn bộ thiên võ thành đều trở nên náo nhiệt mấy phần, rất nhiều phụ cận trong tiểu trấn tiểu gia tộc con em sớm đi vào thiên võ thành, chờ đợi tại chiêu sinh đại điển bắt đầu. Còn có rất nhiều kèm theo đại thành chỉ thành viên gia tộc cũng tới, cũng nghĩ tới này thành nhỏ nhìn xem phải chăng có thể mời chào một chút ưu tú con em gia nhập gia tộc bọn họ bên ngoài, đương nhiên cũng không thiếu đến xem náo nhiệt người. Cách chiêu sinh đại điển còn có hai ngày, trong võ điện ngược lại vắng lạnh rất nhiều. Rất rõ ràng các gia tộc cao tầng đều cho mỗi cái gia tộc con em nghỉ, để bọn hắn buông lỏng một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức tốt toàn lực một trận chiến. Giang giật mặc dù không cần lên chàng bồi luyện, nhưng lại sau trước kia càng thêm khắc khổ, bão nguyên trưởng đã lĩnh hội đến cuối cùng trước mắt, hắn án lấy trong đầu tuyến lộ đồ, không ngừng thôi diễn, xác minh, chính đem nguyên lực áp xúc kỹ xảo từng điểm từng điểm suy tính ra. Dòng giã một ngày hai đêm, Giang giật đói bụng tựu gặm mấy cái bánh cao lương, mệt nhọc tựu nhắm mắt chợp mắt, cả người hắn đều bị điên, toàn lực lĩnh hội. Rốt cục, tại chiêu sinh đại điển đêm trước, Giang giật rốt cục mở mắt, tràn đầy tơ máu trong đôi mắt đều là mỏi mệt cùng hưng phấn, hao tốn thời gian 7-8 ngày, không biết ngày đêm lĩnh hội, tại hắc sắc nguyên lực năng lực thần kỳ phụ trợ dưới, hắn bù đắp bạo nguyên trưởng vận công tuyến lộ đồ. Hắn không có mạo muội lập tức thí nghiệm, mà là ngã đầu tựu bổ nhào vào trên mặt đất ngủ thật say, hắn buồn ngủ quá. Như thế trạng thái tinh thần cũng không dám đi nếm thử vận chuyển bạo nguyên trưởng, nếu không sơ ý một chút vận chuyển lộ tuyến sai lầm, tạo thành kinh mạch nổ tung vậy liền xong a à, không biết qua bao lâu giang giật đột nhiên bừng tỉnh hắn bốn phía mở mịt nhìn một cái xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài đã mặt trời lên cao lập tức cuống quýt bỏ lên rửa mặt đều không để ý tới trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy như điên thương lang đừng nóng vội trong một cái phòng dương quản sự đột nhiên đi ra mỉm cười cùng hắn nói ra hôm nay chỉ là một chút nghi thức cùng báo danh ngày mai mới chính thức bắt đầu tỉ thí ta biết a à, nhưng ta phải đi báo danh a à. Giang giật nhanh chóng nói một câu, vẫn như cũ hướng ra phía ngoài chạy như điên. Người tiểu tử ngốc này, Dương quản sự cười khổ một tiếng, người cũng không nhìn một chút đây là giờ gì chờ ngươi đi báo danh đã sớm kết thúc, sáng sớm ta cũng làm người ta cho ngươi đi báo danh, cầm, đây là lệnh bài của ngươi. A, à, Giang giật tiếp nhận một cái lệnh bài màu đen, nhìn thấy phía trên viết 536 ba chữ, lập tức cảm kích hướng Dương quản sự chắp tay nói, đa tạ quản sự, mặc kệ việc này kết cục như thế nào, ân tình của người ta thương lang khác trong tâm khảm. Ha ha, Dương quản sự xem thường, trầm mặc một trận mở miệng nói, thương lang, thêm lời thừa thái ta cũng không nói, lần này ngươi có thể thành công tốt nhất, giống như thất bại ngươi cũng đừng nhụt chí, có ta ở đây. Ngươi không ăn thiệt thòi, đi, ngươi vào đi, ta và ngươi nói đơn giản nói chiêu này sinh đại điển quy củ. Tốt, Giang giật tinh thần nhất chấn, vội vàng đi theo Dương quản sự tiến vào một cái phòng nhỏ, lại từ một đạo trong cửa nhỏ chuyển vào một cái mật thất nhỏ. Để Giang giật tùy ý ngồi xuống, Dương quản sự bưng lên một cái chén trà uống một ngụm mới nói ra, Linh Thú Sơn học viện, chắc hẳn ngươi nghe nói qua chứ cái này học viện rất đáng gờm, Đại lục Tam Đại học viện một trong, ngay tại chúng ta thần võ quốc cùng phía Nam Đại Hạ Quốc biên giới ba vạn trong núi lớn, đây cũng là duy nhất tuyển nhận bình dân học viện, hắn dư thanh long bách hoa hai học viện lớn rất ít chiêu sinh, thanh long học viện càng là lục đại chư hầu quốc phương chứ công chúa, hoặc là gia tộc siêu lớn con em mới có thể tiến nhập. Giang giật nhẹ gật đầu, Thanh Long học viện cùng Bách Hoa học viện hắn ngược lại là nghe nói qua, cái này hai học viện lớn đều xếp hạng tại Linh Thú Sơn học viện trước đó, bất quá cơ bản không đối ngoại chiêu sinh. Chỉ có cái này Linh Thú Sơn học viện, hàng năm tại lục đại các nước chư hầu các trong thành chỉ thay phiên tuyển nhận chút ít học viên, lần này tới đến nơi đây cũng coi là thiên võ thành con em trẻ tuổi bọn họ may mắn. Dương quản sự dừng một chút, tiếp tục giải nói ra, lần này linh thú Sơn học viện cùng Trấn Tây quân đồng thời chiêu sinh, kỳ thật cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là Trấn Tây vương cho linh thú Sơn học viện mặt mũi. Nếu không chấn Tây quân như thế cường đại làm sao lại đến nho nhỏ thiên võ thành chiêu binh đương nhiên. Người cũng đừng hòng gia nhập chấn Tây quân, danh ngạch kỳ thật đều là nội định, sở dĩ người cơ hội duy nhất liền là cướp đoạt linh thú Sơn học viện năm cái danh ngạch một trong. Nội định làm sao có thể chấn Tây vương như thế anh minh thần võ, chấn Tây quân như thế cường đại, đây không có khả năng a giang giật hồ nghi chừng mắt nhìn trong đầu hiện ra một cái cường đại đến làm cho cả thần võ quốc người trẻ tuổi quỳ bái nam tử trấn tây vương có lẽ là bởi vì trấn tây vương cũng họ giang có lẽ đại trưởng lão lúc còn trẻ tại trấn tây vương phủ xem như người hầu giang giật đối với cái này thần võ quốc nhất cường đại nam tử rất là sùng bái đương nhiên không riêng gì giang giật trấn tây vương là sở hữu thần võ quốc con dân trong lòng anh hùng bởi vì giống như không phải hắn cùng dưới chướng hắn trấn tây quân sợ là thần võ quốc giờ phút này đều bị diệt 13 tuổi xuất đạo, 15 tuổi thanh danh vang dội, 18 tuổi chấp trưởng trấn Tây quân đồng thời xuất lĩnh 10 vạn đại quân, nhất cử hủy diệt 30 vạn xâm lấn thần võ quốc Bắc Lạnh quân, danh chấn thiên hạ. Hai năm sau hắn thế tập trấn Tây Vương tước vị, sau đó hắn kinh lịch lớn nhỏ chiến dịch mấy chục tràng, đánh đầu thắng đó, thực lực càng là có một không hai quần hùng, dùng không đến 40 tuổi niên kỳ trở thành đại lục đỉnh cấp cường giả một trong, thần võ quốc vô địch. Đây là một cái thần đồng dạng nam tử, đây cũng là thần võ quốc thủ hộ thần sở dĩ giờ phút này dương quản sự nói trấn tây quân như thế hắc ám giang giật mới có thể rất là chất vấn này bằng với phá hủy trong lòng của hắn thần tượng danh dự dương quản sự cười cười lắc đầu nói thương lang người vẫn là quá nhỏ rất nhiều chuyện không hiểu a à, nước quá trong ắt không có cá coi như trấn tây vương biết những chuyện này cũng sẽ không nhiều nói tốt người đừng ngắt lời trước hết nghe ta nói hết lời dương quản sự sắc mặt trịnh trọng lên trầm giọng giải nói ra linh thú sơn chiêu sinh rất đơn giản hai loại biện pháp, đệ nhất lôi đài thi đấu, đệ nhị đấu vòng loại. Loại thứ nhất là quang minh chính đại khiêu chiến sở hữu báo danh võ giả, bất kỳ người nào đều có thể ra sân đối chiến, mà lại nhất định phải là trăm thắng liên tiếp. Loại này phi thường khó khăn, chẳng qua nếu như người có thể thắng liên tiếp trăm chàng thì trực tiếp có thể cầm xuống một cái danh ngạch. Loại thứ hai là dựa theo giúp thăm luận võ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, một đường làm hạ thấp đi, so đến chỉ có 5 người mới thôi, đương nhiên, nếu có người lôi đài thi đấu sớm cầm xuống danh ngạch, năm cái danh ngạch đều bị bắt rồi, như vậy đấu vòng loại sẽ không có ý nghĩa. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, lần này báo danh võ giả tổng cộng có hơn 2.000 người, trong đó chú đỉnh cảnh thất trọng trở lên võ giả, ít nhất có 100 người trở lên, sở dĩ. Ta khuyên người khác đừng ôm quá lớn hy vọng. chương 43, cái thứ năm danh ngạch là tiểu gia. Thiên võ thành quảng trường trong một đêm thay đổi, lớn như vậy quảng trường toàn bộ đều bị vây lại, đến lúc xây dựng 105 cái lôi đài, cùng một cái xa hoa khán đài. Linh Thú Sơn học viện hàng năm muốn đi đâu quốc gia, nào thành trì chiêu sinh đều không phải là cố định, trên thực tế về khoảng cách lần học viện đến thiên võ thành chiêu sinh đã là dòng dã hơn 100 năm, sở dĩ mấy ngày nay đối với thiên võ thành tới nói kia là khoáng thế thịnh sự, so mỗi năm một lần thiên tinh tiết còn muốn náo nhiệt. Linh Thú Sơn học viện tới ba cái đạo sư, bất quá hôm nay lộ diện chỉ có một cái, chấn Tây Quân một cái thiên tướng ngược lại là cùng đi thiên võ thành thành chủ cơ thiên xuất hiện. Cơ thiên một phen làm người nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết, triệt để đốt lên trình diện sở hữu thiếu nam thiếu nữ, dựa vào thống kê không trọn vẹn hết hạn đến vào lúc giữa trưa, báo danh dự thi võ giả liền đã đạt đến 2.500 người. Giang giật không có có cơ hội nhìn thấy thịnh huống như thế, giờ phút này hắn ngay tại võ điện một cái khảo thí trong phòng khảo thí mới học võ kỹ. Bạo nguyên trưởng, hắn nhắm mắt đứng tại một mặt màu đen vách tường trước, khẽ quát một tiếng, chậm rãi vận chuyển một chút nguyên lực, bắt đầu ở trong kinh mạch dựa theo đặc thù quý tích lưu chuyển, lưu chuyển ba vòng mấy lúc sau bộ phận này nguyên lực dòng giã thiếu đi 2 phần 3, sau đó hắn vận chuyển những này nguyên lực nơi tay lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, ánh mắt của hắn tại thời khắc này cũng mở ra, đối phía trước hắc tường đột nhiên vỗ xuống. Âm, um, âm, um, âm, um, năm đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, Giang giật đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức lông mày rất nhanh nhíu lại. Hắn quan sát trong lòng bàn tay hồ nghi thì thào, không đúng, cái này bão nguyên trưởng ta đã thành công phóng thích ra ngoài, nhưng lực lượng làm sao mới gia tăng như thế điểm không phải tăng cường gấp 3 sao chẳng lẽ bí tịch này có vấn đề hay là ta lĩnh hội sai. Hắc tường là khảo thí lực lượng thạch đầu, thứ này giang ra cũng có, trong võ điện đá đo lực kia là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vừa rồi vang lên năm đạo tiếng vang, kia chứng minh hắn vừa rồi một trưởng kia có được năm mã chi lực. Mặc dù hắn cũng vô dụng lớn nhất nguyên lực thôi động bão nguyên trưởng, nhưng cũng dùng không ít, coi như toàn lực thôi, động cũng gia tăng không có bao nhiêu lực lượng. Hắn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng tùy ý vận chuyển nguyên lực đối hắc tường vỗ xuống, hắc tường chấn động, rất nhanh vang lên bốn đạo tiếng vang nặng nề, hắn là chú đỉnh cảnh tứ trọng, có được bốn mã chi lực không sai, cái này đá đo lực cũng không có vấn đề. Dung hợp một hạ hắc sắc nguyên lực thử một chút, Giang giật nghĩ một lát vẫn là không nghĩ ra, cắn răng theo trong đan điền điều tập một phần nguyên lực, dung hợp một tia hắc sắc nguyên lực lại bắt đầu áp xúc cuối cùng theo trong lòng bàn tay vận chuyển mà ra, đột nhiên hướng hắc trong tường đập tới. Phanh phanh phanh, phanh hắc tường chấn động, vang lên tám đạo trầm muộn thanh âm về sau, toàn bộ trong phòng luyện công yên tĩnh lại, giang giật xác định hắc tường không tiếp tục truyền ra thanh âm về sau, đầy mắt thất vọng. Tám mã chi lực, hắc sắc nguyên lực cùng bạo nguyên trưởng cùng một chỗ tăng phúc phía dưới, lực lượng vẻn vẹn mới tăng lên gấp đôi, mới có thể so chú đỉnh cảnh bát trọng võ giả. Cùng hắn ban đầu dự đoán tranh lệch quá tốt đẹp đại, phải biết hắn chỉ là lực lượng tăng cường mà thôi. Tốc độ cùng phòng ngự, so sánh chú đỉnh cảnh bát trọng võ giả chênh lệch quá lớn, giống như không phải hắc sắc nguyên lực có thể tăng cường thị lực, để hắn tốc độ phản ứng rất là, hắn đều không cần đi dự thi. Hắn cùng chú đỉnh cảnh bát trọng, thậm chí cùng chú đỉnh cảnh cửu trọng Giang Hận Thủy đối chiến qua, nhưng đó là đang luyện công phòng phong ấn nguyên lực, mà lại lần trước Giang Hận Thủy chỉ phòng ngự không né tránh, nhất thời không ngờ tới hắn tốc độ phản ứng như thế, nếu là Giang Hận Thủy có thể vận chuyển nguyên lực cuối cùng bị hành hạ người tuyệt đối là hắn đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề giang giật cúi đầu nghĩ đến thật lâu hắn triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực dung hợp màu lam nguyên lực lại khảo nghiệm một lần lại phát hiện lần này chỉ có thất mã chi lực hắn ẩn ẩn có chút minh bạch xem ra cảnh giới càng cao hắc sắc nguyên lực tăng phúc hiệu quả càng ngày càng yếu hắn trước kia nghĩ quá ngây thơ rồi còn tưởng rằng cả mộ cái này bạo nguyên trưởng phối hợp hắc sắc nguyên lực có thể quét ngang chú đỉnh cảnh không muốn nhiều như vậy trời sáng liền muốn bắt đầu thành hay bại tiểu xem thiên ý giang giật buồn buồn trở về phòng nghỉ ngơi tu luyện bổ sung vừa rồi tiêu hao nguyên lực đồng thời lần nữa bắt đầu tìm hiểu bạo nguyên trưởng nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện chỉ là lính hội đến hơn phân nửa đêm giang giật vẫn là không thu hoạch được gì hắn chỉ có ngủ thật say ngày thứ hai giang giật thật sớm tùy ý ăn một chút điểm tâm sau hắn ra ngoài trong phòng luyện công một mảnh yên tĩnh không có người nào giang giật bốn phía quét qua có chút tiếc núi đi ra phía ngoài thương lang tiểu tử cố lên, mới vừa đi tới trong hành lang, đằng sau lại vang lên một giọng già nua, giang giật trong lòng ấm áp, quay đầu cùng đứng tại cửa ra vào dương quản sự nhẹ gật đầu, nhanh chân đi ra phía ngoài. Đi ra võ điện, bên ngoài mặc dù còn chưa bắt đầu chính thức luận võ, nhưng đã là người đông nghìn nghịt. Võ điện ngay tại quảng trường mặt phía bắc, đứng tại võ điện cửa ra vào trên quảng trường cảnh vật nhìn một cái không sót gì. Giang giật mang theo giữ tận đầu sói mặt nạ, không muốn để người chú ý cũng khó khăn, Bất quá giờ phút này Giang giật ngược lại là thanh danh tại ngoại, rất nhiều trên quảng trường chờ tuổi trẻ võ giả đều cùng hắn gật đầu chào hỏi. Trong khoảng thời gian này cùng Giang giật đối chiến qua người ít nhất có một hai trăm người, những người này hoặc nhiều hoặc ít võ kỹ đều có tiến bộ, đối với hắn có chút hào cảm. Giang giật trầm mặc đứng thẳng, bảo trì hắn lãnh khốc tác phong. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều, đem trung tâm song song 105 cái lôi đài vây chật như nêm cối. Giang giật trầm mặc đứng thẳng, giống như là một cái quần chúng, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng chú ý tình huống chung quanh, cũng phát hiện rất nhiều lão bằng hiếu. Tỷ như rực ra rực lăng tuyết rực long vũ, tỷ như mã hắc kỳ liếu hà, tỷ như giang cố thủy bọn người, để hắn nghi ngờ là, hắn cũng không nhìn thấy giang hận thủy cùng cơ thính vũ còn có lãnh thiên thiên. Xoạt, phía đông truyền đến một mảnh tiếng hồn ào, hấp dẫn giang giật chú ý. Hắn đưa mắt nhìn một cái, nhìn thấy một đám người nhanh chân đi đến, phía trước nhất là một vị màu xám hoa bào trung niên nhân, người này thân cao trọn vẹn nhưng so sánh giang như long, thân thể càng thêm khôi ngô, tướng mạo bá khí, khí độ bất phàm, hắn thỉnh thoảng cùng bên cạnh ba cái người áo bảo trắng, cùng các vị người mặc màu đen chiến giáp quân sĩ thấp giọng chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra một đạo cười mở tiếng cười to, khí chàng mười phần, không để cho người chú ý cũng khó khăn. Thành chủ cơ thiên ba cái kia mặc xanh nhạt bào người là linh thú sơn học viện đạo sư A. Người đạo sư kia làm sao còn trẻ như vậy, thật xinh đẹp. Người đạo sư này khí chất sợ là Cơ Thính Vũ cũng không sánh nổi a." À. Giang giật ánh mắt, hoặc là nói toàn trường vô số nam tử ánh mắt đều bị ba tên linh thú sơn học viện đạo sư bên trong một nữ tử hấp dẫn. Nữ tử này hẳn là chừng 20 tuổi, loại đến tuổi này chính là rút đi ngây ngô, đi hướng thành thục niên kỷ, thân thể cũng hoàn toàn nảy nở. Nữ tử này có một tấm đẹp mắt mặt trứng ngống, ngũ quan cùng Cơ Thính Vũ không kém cạnh, dáng người lại là hoàn toàn miểu sát nàng nhất là trên người nàng có một loại tránh xa người ngàn dặm lãnh diễm khí chất, càng câu đến vô số nam tử tâm trực dương dương. Đây cũng là giang giật lần thứ nhất nhìn thấy cười đều cảm thấy lạnh nữ tử, mặc dù cách xa nhau nửa cái quảng trường, nhưng giang giật đều có thể cảm nhận được trên người nàng lạnh ý, cái này tựa hồ là một cái băng làm nữ tử. Cơ thiên dẫn một đám người rất nhanh lên phía nam xa hoa khán đài, tiến vào bên trong nhã các, thiên võ thành bên trong hộ vệ đem khán đài đoàn đoàn bao vây, cũng chia ra một đội người bắt đầu túc chàng, đem 105 cái lôi đài ngăn cách. Xa xa xa, khán đài mặt khác phương hướng, cũng có một đám người đi tới, giang giật đôi mắt lạnh lẽo, đám người kia bên trong thình lình có giang gia gia chủ cùng trưởng lão bọn họ, những người còn lại hiển nhiên là tam đại gia tộc các đại nhân vật. Linh Thú Sơn học viện chiêu sinh tranh tài chính thức bắt đầu. Một tên hoa bào lão giả đi đến chính giữa khán đài, hai tay đè ép, để toàn trường yên lặng xuống tới. Hắn như ưng ánh mắt tại bốn phía một đảo, quát lớn, đấu vòng loại trước đó, dựa theo lệ cũ, nhưng có người muốn khiêu chiến lôi đài thi đấu nếu như không có thì bắt đầu đấu vòng loại, ta niệm đến bảng số lên đài luận võ, giống như không lên chàng tính toán bảo quyền. Chính thức bắt đầu, phía dưới tất cả mọi người bắt đầu tâm thần dâng chào, đây chính là có thể quyết định ở đây rất nhiều người vận mệnh tranh tài, trên khán đài có không chỉ có linh thú Sơn Đạo Sư, còn có chấn Tây Quân Tướng Quân, phụ cận càng ẩn giấu đi vô số đại gia tộc thành viên. Trận đấu này coi như không thể được đến linh thú Sơn danh ngạch, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, đồng dạng cũng có thể bị người coi trọng, mời chào, bình bộ thanh vân. Giờ phút này ra sân khiêu chiến lôi đài thi đấu ngược lại là tốt nhất cơ hội biểu hiện, vạn người chú mục. Nhưng không có người ngu như vậy, cũng không có cái này dũng khí, dù sao muốn thắng liên tiếp trăm chàng, mỗi ngày còn nhất định phải ít nhất chiến đấu 10 chàng, một khi thất bại một trận liền bị đào thải. Ai dám lên đài khiêu chiến kia toàn thành tuổi trẻ cường giả đều sẽ ra sân, trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi, nếu không ngươi cầm xuống một cái danh ngạch, người khác cơ hội liền sẽ ít đi rất nhiều sang giật cũng không có ngu như vậy đấu vòng loại hoàn toàn ngẫu nhiên rút thăm như thế có thể vững vàng thỏa thỏa một đường tấn cấp trừ phi vận khí kém đến cực điểm mới có thể tao ngộ cường địch mà một khi bên trên lôi đài thi đấu kia là tuyệt đối sẽ tao ngộ cái này đến cái khác cường địch ta khiêu chiến lôi đài thi đấu đột nhiên một đạo dễ nghe khẽ kêu tiếng vang lên phía đông trên quảng trường một đạo thân ảnh màu vàng phóng lên tận trời liên hoa bắp chân tại vô số người trên bờ vai điểm qua như một cái nhẹ nhàng hồ điệp nổi lên một cái trên lôi đài. Cơ thính vũ, giang giật đôi mắt sáng lên, trên quảng trường vô số thiếu nam con mắt cũng sáng lên, đây chính là thiên võ thành xinh đẹp nhất một đóa hoa tươi, vô số thiếu niên trong lòng trong mộng. Ha ha ha, trên khán đài cũng truyền tới một đạo ngẩn ra tiếng cười, cơ thiên đối với cái này tiểu nữ nhi hiển nhiên sủng ái đến cực điểm, giờ phút này nhìn thấy nữ nhi xuất sắc như thế cũng cảm thấy tự hào. Ha ha ha, ta cũng chịu đựng náo nhiệt, khiêu chiến thoáng cái lôi đài thi đấu một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đám người vọt lên, thân hình giữa không trung trệ không chỉ chốc lát, lập tức thẳng tắp hướng một cái lôi đài lướt tới, vững vàng đứng tại một cái trên lôi đài, mỉm cười liếc nhìn đài phương hướng chắp tay hành lễ, phong độ vô song. Giang hận thủy xuất hiện, giang giật ám đạo không ổn, bởi vì một phương hướng khác, một cái thân thể khôi ngô như như đạn pháo bắn bên trên lôi đài, trên bờ vai khiêng một thanh kim sắc đại đao, ánh mắt chừng chừng nhìn qua cơ thính vũ phương hướng đều là khiêu khích chi sắc, không phải lãnh ra cái kia so ra môn còn muốn hung hãn tiểu thư là ai. Hưu, tại mọi người còn đến không kịp lúc cảm khái, trong đám người lại là một đạo thân ảnh màu xanh lam tiêu xạ mà lên, người nhẹ như yến, động tác mạnh mẽ, khí thế không kém chút nào lãnh thiên thiên ba người. a à, toàn trường một mảnh tiếng huyên náo, bởi vì cái này áo lam thiếu niên lạ mặt vô cùng, không có người nhận biết, mà thực lực của người này còn ít nhất đều là chú đỉnh cảnh bắt trọng, thậm chí rất có thể là chú đỉnh cảnh cửu trọng. Năm cái danh ngạch, đã có bốn người tham gia lôi đài so tài, giống như các nàng có thể thu được trăm thắng liên tiếp, như vậy còn lại hơn hai ngàn người cũng chỉ có thể cướp đoạt còn lại duy nhất cái danh ngạch. Giang giật trong lòng ám gấp, bốn người này như thế thực lực cường đại, rất có thể trăm thắng liên tiếp, trận đấu này cũng còn không có bắt đầu, mắt thấy danh ngạch chỉ còn lại một cái, cái này còn thế nào đùa. Hưu, Giang giật khóe mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn nhìn thấy nơi xa lại có một thân ảnh hướng trên lôi đài tiêu xạ mà đi, lập tức cuống lên. Cái này nếu là năm cái danh ngạch cũng bị mất, hắn không phải chỉ có thể cả một đời tại trong võ điện làm nô lệ. Cái thứ năm danh ngạch là tiểu gia, giang giật sung huyết não, bạo giống một tiếng, thân thể tựa như tia chớp hướng trên lôi đài phóng đi, sau kia một người trước một bước xông lên lôi đài. Chương 44, thắng liên tiếp, linh thú sơn chiêu sinh tranh tài quy tắc, ở đây dự thi các thiếu niên thiếu nữ đều giải rất rõ ràng, sớm tại trước hôm nay rất nhiều người tự tiên đoán tuyệt sẽ không có người đi đần độn khiêu chiến lôi đài thi đấu, dù sao cái này quá mức mạo hiểm coi như thực lực lại cường đại tự tin đi nữa tại đại sự như thế trước mặt đều sẽ cẩn thận một chút nhưng mà thời khắc này cục diện lại làm cho vô số người mộng không chỉ có người khiêu chiến lôi đài thi đấu còn thoáng cái tự xuất hiện năm người nhất là giang giật lên đài càng là gây nên một mảnh xôn xao võ giả cảnh giới mặc dù theo bề ngoài rất khó coi ra nhưng giang giật vừa rồi lên đài thời điểm vận chuyển nguyên lực rất nhiều người bằng vào hắn toát ra tới khí thế nhẹ nhõm cảm ứng được hắn chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng một cái chú đỉnh cảnh tứ trọng võ giả cũng dám đi tham gia lôi đài thi đấu cái này khiến rất nhiều người cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Người này mang theo đầu sói mặt nạ, nhìn kỳ quái, chẳng lẽ là lên đài ngây thơ. Tự liền nhìn trên đài đám kia các đại nhân vật đều cười khẽ, bất quá đối với cơ thính vũ giang hận thủy bốn người, linh thú sơn học viện ba tên đạo sư cùng chấn tây quân các quân quan ngược lại là rất hài lòng. Bốn người này bằng chừng ấy tuổi có thể đạt tới cảnh giới như thế, nhập vào có dũng khí khiêu chiến lôi đài thi đấu, cái này rất khó được. Cơ Thính Vũ muốn tham gia lôi đài thi đấu cơ thiên hiển nhiên đã sớm biết, hắn mỉm cười liếc nhìn trên đài lão giả nhẹ gật đầu, lão giả kia lập tức khoát tay chặn lại ngăn chặn toàn trường tiếng ồn ào, quát khẽ nói tốt, đã có người khiêu chiến lôi đài thi đấu, như vậy đấu vòng loại áp về sau, bất luận kẻ nào đều có thể lên đài giao chiến, đối thủ đầu hàng hoặc là đánh rơi đối với thủ hạ đài tính toán thắng, nhớ lấy không được giết người. Hưu, hoa bào lão giả lời nói vừa rơi xuống, một thân ảnh lập tức từ phía dưới tiêu xạ mà lên mục tiêu rõ ràng là Giang giật chỗ lôi đài. Người này nhìn thực lực cũng không tính quá mạnh, hiển nhiên cho rằng Giang giật là quả hồng mềm tốt nhào nặn, nghĩ thắng một trận phong quang thoáng cái. Hưu, Giang giật bên cạnh cái kia áo làm thiếu niên lôi đài cũng tiêu xả đi lên một thân ảnh, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên muốn cầm xuống một cái danh ngạch, thành nội các gia tộc con em đương nhiên sẽ không đáp ứng. Không trải qua đài thực lực võ giả cũng không tính quá mạnh, rất rõ ràng là đến sò xét hư thực. Hưu, còn lại ba cái lôi đài cũng có người lên đài, trên quảng trường rất nhiều người sáng suốt xem xét lập tức mắng to vô sỉ. Bởi vì tìm lãnh thiên thiên chính là lãnh ra người, tìm giang hận thủy chính là giang gia con em, tìm cơ thính vũ thì là một cái phụ thuộc cơ gia gia tộc tử đệ. Ba người này rõ ràng là tam đại gia tộc an bài đi lên đi đánh xỉ dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế mục đích không cần nói cũng biết để ba người nhanh chóng thắng liên tiếp. Thương lang, ta nghe nói qua ngươi, ngươi không hảo hảo tại trong võ điện làm bồi luyện tới đây làm gì cút về đi. Cái này lôi đài ta dương phong giúp ngươi đánh. Tìm tới Giang Giật chính là thành nội dương ra một tên công tử, thực lực chú đỉnh cảnh lục trọng, hắn cái thứ nhất ra sân rút thứ nhất, rất là bản thân cảm giác tốt đẹp, bá khí quát khẽ một tiếng, cũng không còn nói nhảm chân sau một điểm thân thể bay tứ tung mà đi, hai cái đùi như roi hướng Giang Giật quét ngang mà đi. Giang Giật nóng vội phía dưới vọt lên, kỳ thật vừa lên đến hắn tự hối hận, cái này lôi đài thi đấu thật quá khó khăn. Thành nội những cái kia đỉnh cấp thiên tài không dám trêu chọc Giang Hận Thủy Cơ Thính Vũ các nàng, hắn tự nhiên sẽ trở thành những người kia công kích đối tượng, mà lại dạng này vạn chúng chú mục cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận. Chỉ là đã đi lên, hắn chỉ có tử chiến, bằng không hắn tự đã mất đi dự thi tư cách, chỉ có thể cả một đời cho võ điện làm nô lệ, đây không phải là. Hắn muốn sinh hoạt, nghĩ lại nghĩ đến, cơ thính vũ mấy người đều tại trên lôi đài, hắn không cần cùng bốn người này khai chiến, cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hắn tỉnh lại, hắc sắc nguyên lực trước tiên điều động đi con mắt, ánh mắt như điện hướng người kia hai chân quét tới. Chú đỉnh cảnh lục trọng cũng dám như thế cuồng lăng không phi cước cái này ngu đần. Giang giật âm thầm cười lạnh một tiếng, võ giả giao chiến trưởng khống trọng yếu nhất, không chỉ có muốn trưởng khống đối phương, còn muốn trưởng khống chính mình. Mà người một khi hai chân cách mặt đất, như vậy rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, để cho mình thân thể mất đi cân bằng, một khi không thể trưởng khống thân thể của mình, như vậy hắn tự cách chiến bại không xa. Uống, hắn quát khẽ một tiếng, bước chân nhanh chóng lui lại, song quyền như thiểm điện ném ra, hướng đối phương hai chân đập tới. Phanh, phanh 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 phanh, Dương Phong như thiểm điện đá ra bốn chân, Giang giật thì ném ra bốn quyền, không bằng hắn không có vận chuyển hắc sắc nguyên lực, lực lượng cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Mặc dù hắn đã cực lực ổn định thân thể nhưng vẫn như cố bị đẩy lui mấy trượt, suýt nữa bị đá hạ lôi đài. Hừ hừ, cho bản thiếu gia lăn xuống đi. Dương Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt uy phong một cái rất là đắc ý nhìn thấy Giang giật thân thể đã đến bên bờ lôi đài, đương nhiên sẽ không lại cho hắn trở mình cơ hội. Bước chân vừa mới rơi xuống đất thân thể lập tức lăng không mà lên, một cái xinh đẹp đá ngang vạch phá bầu trời đối Giang giật đầu trùng điệp đánh xuống. Ừm, đi xuống đi. Giang giật nhẹ giọng thì thào một tiếng lần nữa huy quyền đập tới, nhưng lần này hắn không dùng lực, mà là nắm đấm cùng đối phương đụng một cái sở lập tức biến quyền thành chảo, bắt lấy đối phương cước theo lực hướng phía trước kéo đi, thân thể của hắn thì nhanh chóng hướng về sau mặt ngưỡng đi. Hill. Dương Phong thân thể tiêu sái vô cùng hướng phía dưới lôi đài thẳng tắp bay đi, còn duy trì phi cước tư thế, giang giật nửa người treo tại lôi đài bên ngoài, nhưng hắn hai chân lại kề cận tại trên lôi đài, chờ Dương Phong vừa bay xuống dưới, phần eo co rụt lại, thân thể lại không cao tùng về tới trên lôi đài. 536 thắng một trận, hoa bào lão giả thanh âm vang lên, phía dưới vô số nhân tài giật mình tỉnh lại, nhìn thấy giang giật bên hông treo lệnh bài chính là 53 số 6, rất nhiều người đều dở khóc dở cười. Giang giật thực lực thấp nhất, đúng là trước hết nhất thắng một trận người, chỉ là hai cái đối mặt kia chú đỉnh cảnh lục trọng Dương Phong tự tự động bay xuống lôi đài. Dương Phong hận hận nhìn Giang giật một chút, sám xịt nhanh chóng chui vào đám người, vốn muốn mượn Giang giật hảo hảo ra một phen tiếng tăm, để trên khán đài đại nhân vật thưởng thức một chút hắn vô thượng phong thái, lại là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ta đến, một thân ảnh bay vụt đi lên, Giang giật xem xét cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhìn kỹ một chút lại nở nụ cười khổ. Người này cùng hắn trước kia đối chiến qua, Hắn nhớ rõ cũng là Dương gia con em, xem ra Dương gia là muốn tìm về cái này chàng tử. Dương Lăng, chú đỉnh cảnh lục trọng, xin chỉ giáo. Người này thực lực cùng vừa rồi người kia đồng dạng nhưng trầm ổn rất nhiều, Giang giật sắc mặt ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu đưa tay làm một cái tư thế xin mời, đối phương cũng không có mạo muội xông lên, mà là vây quanh lôi đài bắt đầu chậm rãi nhích người, tìm kiếm cơ hội công kích. Tốt, phía dưới đột nhiên vang lên một mảnh tiếng khen, Giang giật cùng Dương Lăng theo bản năng theo ánh mắt của mọi người quét tới vừa mới bắt gặp cơ thính vũ đem đối thủ đá bay xuống đài thân thể giữa không trung xoay tròn một vòng chậm rãi rơi xuống đất kiệt tư thái yêu mỹ vô cùng phiêu nhiên như tiên cơ hội tốt dương lăng nhìn thấy giang giật đầy mắt đều là vẻ si mê lại hoàn toàn quên chính mình cũng tại trên lôi đài lập tức hai chân đạp một cái thân thể như mũi tên nhọn phóng tới song trường ẩn ẩn có lóng lanh ánh sáng đỏ không khí bốn phía cũng biến thành nóng rực lên a à, các loại dương lăng vào tới giang giật ba thước khoảng cách giang giật tựa hồ mới thức tỉnh tới trong mắt của hắn đều là hoảng sợ, bước chân trượt đi thân thể lay động một cái, lại không cẩn thận trượt xuống hạ lôi đài. Ha ha, bốn phía bị hấp dẫn tới các khán giả lập tức vang lên một mảnh cười vang, Dương Lăng bước chân cũng một trận, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới giành được như thế nhẹ nhõm, nguyên bản còn chuẩn bị rất nhiều sát chiêu đều không dùng ra. Không đúng, đột nhiên, hắn cảm giác được một tia nguy cơ, bởi vì một thân ảnh đột nhiên theo hắn phụ cận trên lôi đài nhảy lên hai chân như hai đầu như độc xà hướng hắn hạ thân quét tới. Hiu, cứ việc đối mới xuất hiện đột ngột, mặc dù hắn vừa rồi một khắc này tinh thần hoảng hốt, nhưng hắn vẫn là lập tức phản ứng lại, thân thể như diều hâu vọt lên, tránh thoát công kích của đối phương, hai chân lần nữa như thiểm điện hướng đối phương thân thể bổ tới. Già la thủ, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, người kia hai tay kết một cái cổ quái thủ ấn, đối hắn hai chân đánh tới. Oanh, lực lượng cường đại va chạm, để cho hai người thân thể đồng thời đẩy lui, khác biệt chính là Dương Lăng giờ phút này ngay tại bên lôi đài bên trên, cái này vừa lui thân thể cũng không còn cách nào trên không trung tiếp sức, chỉ có thể trơ mắt hướng phía dưới rơi đi. Dương ra võ giả quả nhiên một cái đức hạnh, Giang giật phủi tay, liếc nhìn trên đài nhìn lại, kia lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra, 536, thắng liên tiếp hai trận. Không đúng, hắn vừa rồi rõ ràng đã rớt xuống lôi đài, làm sao hay là hắn thắng Dương Lăng vừa mới rơi xuống đất, nghe được hoa bào lời nói của ông lão, vội vàng lớn tiếng kháng nghị. Hoa bào lão giả ánh mắt quét tới, ánh mắt kia rõ ràng tựa như nhìn thằng ngốc, hắn lạnh lùng nói ra, 536 vừa rồi một cái tay bắt lấy lôi đài, ngươi nhìn không thấy bản nhân đã bị thành chủ đại nhân hủy nhiệm trọng tài, tự nhiên công bằng công chính, còn dám lại chất vấn bản trọng tài, hết thảy hủy bỏ tư cách dự thi. Cái này, phía dưới lập tức lại là một trận tiếng huyên náo, rất nhiều người xem giang giật ánh mắt đều là khinh thường, cho là hắn không có thực lực chân chính, quá mức âm hiểm xảo trá, 10 phần tiểu nhân một cái. Giang giật ngược lại là không quan trọng, hắc sắc nguyên lực để thị lực tăng cường thời gian có hạn, hắn không có thời gian lãng phí, hơi không kiên nhẫn hướng xuống mặt khua tay nói kế tiếp. Hừ hừ, có thực lực giả kia là như bức, không có thực lực giả kia là, Giang giật một cử động kia triệt để chọc giận phụ cận tất cả mọi người, vô số tiếng hử lạnh vang lên, một tên mập lùn thiếu niên thân thể nổ bắn ra mà lên. Người giữa không trung tựu giống to, ra ra đến chiếu cố ngươi, rất tốt, Giang giật trong mắt ý cười chợt lóe lên, không đợi đối phương xuất thủ, thân thể nhẹ nhàng hướng phía trước phóng đi, cũng không sử dụng võ kỹ vận chuyển nguyên lực tùy ý ném ra một quyền, nhẹ nhõm liền đem đối phương nện xuống lôi đài, bởi vì người này chỉ có chú đỉnh cảnh tam trọng. Còn có ai muốn khiêu chiến ta, tốc độ lặn đi đi lên. Giang giật bá khí người phần đứng tại trên lôi đài, phách lối đối với phía dưới đại hống, thanh âm đi qua hắn tận lực cải biến, có chút bén nhọn, lại càng là chói tai hưu, người phía dưới triệt để bạo động, vậy mà đồng thời có ba người hướng lên trên mặt phóng đi, mà lại thực lực đều không mạnh mẽ. 536, thắng liên tiếp 4 trận, 008, thắng liên tiếp 3 trận, 536, thắng liên tiếp 5 tràng, chỉ là trong chốc lát giang giật thậm chí ngay cả tháng 6 tràng, vượt xa còn lại 4 người, quỷ dị như vậy tình huống tự nhiên đưa tới khán đài nhã các bên trong đại nhân vật chú ý. Một tên linh thú sơn thanh niên nam tử đạo sư, vuốt vuốt cái cầm một nắm dâu rìa, tán thán nói thiếu niên này thật cao tâm trí chú đỉnh cảnh tứ trọng có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy chẳng hơn nữa nhìn tình huống hôm nay cái thứ nhất 10 thắng liên tiếp sẽ còn trong tay hắn sinh ra a à. một cái khác niên kỳ tương đối lớn đạo sư cũng gật đầu nói đúng vậy a à, thiếu niên này vừa lên đài ta tự chú ý mỗi một bước nhìn như may mắn kỳ thật đều tại hắn tính toán bên trong hắn cái này một cái phép khích tướng dùng đến quá hợp thời nghi điêu trùng tiểu kỹ thôi ngồi ở một bên lạnh đến cùng một tòa băng sơn đẹp đến mức lại như băng sơn phía trên tuyết liên hoa nữ đạo sư lại lắc đầu hờ hững nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là giấy mỏng, người này không có thực lực, chỉ dựa vào một điểm nhỏ thông minh tuyệt đối đi không được quá xa, ta cược hắn hôm nay tuyệt đối không thắng được người chàng. Chương 45, lừa gạt tiểu hài đâu? Khán đài nhã các bên trong giờ phút này ngồi rất nhiều người, thân phận cao nhất tự nhiên là ba vị này linh thú sơn đạo sư, tiếp theo là chấn Tây quân vị tướng quân kia cùng Cơ Thiên, còn như tứ đại gia tộc người đừng nói những trưởng lão kia, liền xem như gia chủ tại như thế trường hợp cũng không dám loạn nói tiếp. Trấn Tây quân thiên tướng cũng họ giang, nghe vị này xinh đẹp làm người ta hít thở không thông nữ đạo sư lời nói, hắn thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, tột tiểu thư nói rất hay, tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là mây khói. Các ngươi xem còn lại bốn người liền là đường đường chính chính đối địch, nhất là cơ thành chủ nữ nhi này, còn có cái này không không tám hào, tự dùng thực lực cường đại trực tiếp áp đến đối thủ, theo ta thấy hai người này tuyệt đối có thể thu được trăm thắng liên tiếp, Thiên Võ thành thế hệ này con em rất không tệ a. À. Thiên tướng đại nhân quá khen rồi. Cơ Thiên vội vàng thấp giọng cười làm lành, mặt mày bên trong vui mừng lại là làm sao cũng giấu giếm không ở. Một bên khác Giang Vân Sơn cũng nụ cười chân thành đứng dậy chắp tay nói, Thiên tướng đại nhân si ái, Quyền tử so với Giang Y thành thế tử bọn công tử kém xa, thế tử bọn hắn mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Giang Y thành nói là thần võ quốc Tây Bộ đệ nhất trọng thành chấn tây vương phủ chỗ thành trì giang y thành bên trong đại gia tộc là thần võ quốc chân chính hào môn gia tộc bọn họ thiên tài con em cùng giang hận thủy bọn hắn so ra tự nhiên không cùng đẳng cấp a à cái này không không tám hào đúng là vân sơn nhi tử thiên tướng hơi kinh ngạc hỏi một tiếng mỉm cười khen quả nhiên hổ phụ không khuyển tử a à, không tệ không tệ giang vân sơn cùng giang ra trên mặt người trong bụng nở hoa còn lại tam đại gia tộc cũng đầy mặt trong tươi cười tâm lại là thầm mắng không thôi cái này thiên tướng đêm qua ngay tại giang gia đại viện ở lại Hôm nay còn ở lại chỗ này làm bộ không biết giang hận thủy cái này rõ ràng là đang diễn giật dây a diễn cho linh thú sơn ba vị đạo sư xem a thiên điện dừng một chút lại thân thiết hỏi vân sơn vì sao không thấy hải đại nhân a lần này ta dẫn đội đến đây kỳ thật liền là muốn gặp một lần hải đại nhân hải đại nhân a ngài nói là hải thúc a giang vân sơn cùng giang vân thạch bọn người khẽ giật mình trong con người đều là nghi hoặc cái này thiên tướng đại nhân thu giang ra trọng lễ hôm nay giúp giang ra nói vài lời lời hữu ích cái này rất bình thường nhưng hô giang vân hải đại nhân đây cũng quá khách khí a à. thiên tướng thở dài một tiếng nói đúng liền là giang vân hải đại nhân các người cũng không biết rõ a à, năm đó hải đại nhân thế nhưng là từng theo hầu vương gia rất thụ vương gia coi trọng bất quá về sau bị thương lưu lại tàn tật mới rời khỏi vương phủ đến thiên võ thành thiên tướng vừa rơi xuống ở đây toàn bộ mặt người sắc run lên tự liền vì kia lạnh băng băng tô đạo sư đều bên mặt nhìn giang vân sơn một chút Trấn Tây Vương rất là coi trọng giống như đây là chuyện thật, Giang gia vị này Giang Vân Hải có thể khó lường. Giang Vân Sơn cùng Giang Vân Thạch Giang Vân xà liếc nhau, trong mắt toàn bộ hiện lên một tia kinh ngạc, việc này bọn hắn cũng không có theo nghe nói qua, Giang Vân Hải chỉ nói tại trong vương phủ làm qua hạ nhân, chưa bao giờ đề cập qua cùng thần võ quốc đệ nhất cường giả Trấn Tây Vương có nguồn gốc. Bất quá ba người đều là kẻ già đời, mặc kệ cái này thiên tướng nói thật hay giả, mặt mũi này cho lớn, Nhìn thấy ở đây vô số người thậm chí bao gồm cơ thiên đều dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể thần sắc, Giang Vân Sơn mừng thầm, đứng dậy cười làm lành nói, "Hải Thúc ở gia tộc thời điểm ngược lại là thường xuyên nhắc tới vương gia năm đó đối với hắn tốt, ân." "Hải Thúc mấy năm trước Vân Du tứ phương đi, hẳn là cái này một hai năm hội trở về đi." "Nha, cái kia ngược lại là đáng tiếc." Thiên tướng trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, không giống làm ngụy, ánh mắt nhìn về phía phía ngoài lôi đài không nói thêm gì nữa hắn lời ngày hôm nay đã nói đến rất đúng chỗ giang hận thủy giống như có thể thành công cầm xuống danh ngạch tiến vào linh thú sơn học viện hôm nay lời nói này tự nhiên sẽ lên ta tác dụng chí ít ba vị này đạo sư hội coi trọng một chút giống như bắt không được danh ngạch vậy hắn những lời này xem như nói vô ích tốt lúc này bên ngoài vang lên một trận quát lớn âm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người ánh mắt mọi người quét qua nhìn thấy cơ thính vô cùng giang hận thủy lại lại thắng một trận lãnh thiên thiên cũng liền thắng ba trận vị kia áo lam thiếu niên càng là dữ dội vô cùng, nhẹ nhõm thắng liên tiếp bốn trận. ầm, um, Giang giật độc lĩnh phong tao, hắn nhẹ nhõm một chân đem một người đá bay xuống dưới, kia hoa bảo lão giả thanh âm rất nhanh vang lên, 536, thắng liên tiếp 8 tràng. Kế tiếp, Giang giật lại đứng ngạo nghễ trên lôi đài trầm hống, phách lối đến không ai bị nổi. Bất quá lần này không ai ở trên cầm cố, những cái kia chú đỉnh cảnh tam trọng tứ trọng võ giả đều nhận được các gia tộc mệnh lệnh, không được với đi mất mặt xấu hổ. Chính bọn hắn cũng không có ngu như vậy, giờ phút này toàn thành đại nhân vật đều ở đây, bị người đạp xuống tới hoàn toàn chính xác rất mất mặt. Mã cổ, người đi lên bồi thương lang chơi đùa, quảng trường phía đông trong một góc, mã hắc kỳ nhìn qua giang giật kia ngông cuồng dáng vẻ, nhớ tới hắn tìm giang giật đối chiến bị cự tuyệt tràng cảnh, khí không đánh vừa ra tới. Lôi đài thi đấu nhất định phải thắng liên tiếp trăm tràng, hắn đương nhiên sẽ không sớm như vậy đi lên, chỉ có thể phái một người đi diệt diệt giang giật uy phong, Bên cạnh hắn một tên gầy đến cùng hầu tử người trẻ tuổi lập tức âm lãnh cười một tiếng, nhẹ gật đầu thân thể vượt không mà lên, tại vô số đầu người bên trên một điểm, hướng giang giật trên lôi đài phóng đi. Ôi, rất nhiều bị mã cổ đạp chúng đầu người nhao nhao giận dữ, nhưng thấy rõ ràng mã cổ dáng vẻ sau toàn bộ ngậm miệng lại. Người này tại thiên võ thành thế nhưng là có rất nhiều tên, không chỉ có thực lực mạnh mẽ bối cảnh cứng rắn còn âm độc vô cùng, đắc tội hắn gãy tay gãy chân đều là nhẹ. Giang giật ánh mắt cũng lạnh xuống, Người này đã từng cùng hắn đối chiến qua xuất thủ rất là ngoan độc, có hai lần còn kém chút bị hắn đả thương, thực lực cường hoành phi thường, chú đỉnh cảnh thất trọng, đây là hắn hôm nay gặp được nhất địch nhân cường đại. Mã cổ phi nhảy lên đài, một câu không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm giang giật, như một đầu như độc xà thấy giang giật rất không thoải mái, bước chân hắn theo bản năng vừa lui, còn lảo đảo thoáng cái, tựa hồ rất là e ngại. Lần này người phía dưới không tiếp tục cười vang, ngược lại khinh thường nhếch miệng, giang giật hôm nay giả bộ nhiều lắm, liền là đồ đần cũng nhìn ra hắn đang cố ý yếu thế, làm cho đối phương khinh địch. Bất quá người phía dưới cũng không cho rằng Giang giật lần này còn có thể đi vận khí cướp chó, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Trên khán đài rất nhiều ánh mắt cũng quét tới, muốn nhìn một chút Giang giật là thế nào bị thua. Uống, mã cổ quát khẽ một tiếng, khom người như một con sói hướng Giang giật phóng đi, động tác mạnh mẽ tốc độ tấn mãnh chỉ là hai cái trong trước mắt đã đến Giang giật trước người, trong tay một cái màu trắng dao găm đột nhiên thoáng hiện, đối giang giật cổ hung hăng vạch tới. Vừa ra tay tự động binh khí, vẫn là chí mạng ngoan chiêu. Tranh tài cũng không có quy định không cho phép nhúc nhích binh khí, lãnh thiên thiên cũng là cóng trên đao tràng, nhưng lãnh thiên thiên động thủ rất có phân tắc chưa từng công kích yếu hại, cái này mã cổ thực lực so giang giật cường đại ba cái cảnh giới, vừa ra tay càng như thế hung ác. Hừ, giang giật cũng thật sự nổi giận, trên chân vận chuyển cực thần bộ thân thể hướng bên cạnh thối lui, song quyền nguyên lực vận chuyển hóa thành sáu cái nắm đấm đem mã cổ bao phủ đi vào, đây là hắn lần thứ nhất vận dụng giang gia võ kỹ, như thế trước mắt nếu là hắn lại ẩn giấu thực lực chỉ có bị thua một đường, mà lại cái này mã cổ để hắn rất là khó chịu, hắn quyết định để mã cổ hào hào thoải mái một chút. Huyễn ảnh quyền, giang giật khẽ động, rất nhiều người đều kinh nghi, tự liền nhìn trên đài giang vân sơn bọn người trong con người tinh quang bắn ra bốn phía, cái này huyễn ảnh quyền là giang ra một vị tiền bối tự sáng tạo, chỉ có giang ra con em mới có thể tu luyện, cái này thương lan chẳng lẽ là giang ra con em. Gia chủ, hắn rất giống. Giang giật, Giang Vân xà trong con ngươi hàn quang lóe lên, đột nhiên nhẹ giọng nói. Hắn đã sớm cảm thấy Giang giật thân hình có chút quen mắt, giờ phút này vô cùng khẳng định, bởi vì Giang giật chính là chú đỉnh cảnh tứ trọng, một đoạn thời gian trước còn mất tích, đột nhiên xuất hiện mang theo mặt nạ hội huyễn ảnh quyền không phải hắn là ai. Giang giật, Giang Vân Sơn nỉ non một tiếng cũng càng xem càng giống, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng nói ra, để cho người ta đi dò tra, hắn có phải hay không đoạn thời gian trước trong võ điện cái kia từ kim bồi luyện thương lang giang vân xà lập tức đứng dậy đi bên ngoài dạo qua một vòng sau khi trở về sắc mặt triệt để trở nên âm trầm thấp giọng bẩm báo nói đích thật là thương lang tiểu tử này tâm hắn đáng chết ga hừ giang vân sơn hừ lạnh một tiếng thấp giọng bàn giao nói tiểu tử này quả nhiên là bạch nhãn lang truyền lệnh xuống cái này mấy ngày để cho người ta trước đừng nhúc nhích hết thảy chờ chiêu sinh đại điển hoàn tất về sau lại nói, Giang giật cùng võ điện quan hệ không rõ biệt xuất nhiễu loạn. Tại Giang Vân Sơn cùng Giang Vân xà xem ra, Giang giật có được thần kỳ như thế năng lực, có thể giúp người nhanh chóng võ kỹ đại thành, hắn không lên báo gia tộc ngược lại tự mình đi võ điện làm bồi luyện, vô cớ làm lợi ngoại nhân, hắn tâm hoàn toàn chính xác có thể chu. Hoa, hai người đang chuẩn bị lại thương nghị vài câu, đột nhiên bị bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh, hai người theo bản năng quét qua bên ngoài lôi đài nhưng trong nháy mắt một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì giờ khắc này mã cổ chính trực thẳng hướng ngoài lôi đài bay đi, miệng đầy tiên huyết cuồng phún, ngực y giáp bạo liệt ẩn ẩn có tiên huyết tràn ra, rõ ràng bị đả thương nặng. Làm sao có thể, hai nhân đồng thời kinh hô lên, bốn phía quét qua cũng phát hiện nhã các bên trong rất nhiều người một mặt kinh ngạc, tự liền vì kia băng sơn mỹ nữ tô đạo sư lông mày cũng nhíu lên, trong mắt đẹp quang mang lấp lóe đều là nghi hoặc có thể tại cái này trong khán đài tòa hạ người, thực lực ít nhất đều là tử phủ cảnh tứ ngũ trọng trở lên. Ánh mắt của mọi người phi thường độc ác, nhẹ nhóm có thể nhìn ra giang giật chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng, chiến đấu mới vừa rồi rất nhiều người cũng thấy rất cẩn thận. Nhưng lần này giang giật cũng vô dụng quỷ kế, mà là đường đường chính chính một quyền đem mã cổ đánh bay xuống đài. Vấn đề là, hắn dựa vào cái gì đem chú đỉnh cảnh thất trọng mã cổ đánh xuống đài. Giang giật trước kia đã đánh bại Giang Như Long, nhưng Giang Vân Sơn bọn người căn bản không tin tưởng Giang Giật có như thế chiến lực, bởi vì ngày đó chiến đấu bọn hắn sau đó hỏi thăm qua, là Giang Giật lợi dụng Giang như hổ làm vũ khí để Giang như long sợ ném chuột vỡ bình, về sau lại đánh lén mới thành công đánh bại hắn. Sở dĩ, Giang Vân xà trầm ngâm một phen, lập tức hướng bên cạnh liễu ra một vị trưởng lão dò hỏi, tiểu tử này làm sao thắng? Làm sao thắng cái này cần hỏi các ngươi a Vân xà trưởng lão. Không ngờ, kia liễu ra trưởng lão đưa qua một cái ý vị thâm trường ánh mắt, U, U nói ra, vừa rồi tiểu tử này chỉ là vận dụng cực thần bộ, huyễn ảnh quyền, triền ti thủ, cùng lưu tinh quyền bốn loại võ kỹ, hết thảy 12 chiêu. Vân xà trưởng lão, trong đó ba loại là các người giang gia độc môn võ kỹ A H H. Các người giang gia ẩn tàng đủ sâu A tiểu tử này làm sao đem chú đỉnh cảnh thất trọng cảnh giới ngụy trang thành tứ trọng, lão phu thế nhưng là còn không có nhìn ra A. Giang Vân xà đôi mắt co rụt lại, lắc đầu bác bỏ nói, chú đỉnh cảnh thất trọng không có khả năng tiểu tử này nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng. Ha ha, Giang Vân xà dẫn tới một mảnh tiếng cười lạnh, vừa rồi mã cổ thế nhưng là một quyền bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trường, một quyền tự bị đả thương nặng, lực lượng này ít nhất đạt đến chú đỉnh cảnh thất trọng. Thời gian nửa năm chú đỉnh cảnh nhất trọng tăng lên tới thất trọng lừa gạt tiểu hải đâu. mươi 46, thân phận bại lộ, chú đỉnh cảnh thất trọng, Giang Vân xà cùng Giang Vân Sơn lần nữa liếc nhau, trong mắt đều là tức giận, nếu như nói trước kia giang giật trong lòng bọn họ phán quyết tử hình, giờ khác này càng là có thể giết tới mấy chục lần. Hai người nhớ tới giang giật nói hắn nuốt thiên niên huyết sâm mới thực lực tăng lên nghĩ đến nơi này có cái thiên đại nghi điểm, cái này thiên niên huyết sâm cao cấp như vậy linh dược, một cái chú đỉnh cảnh nhất trọng võ giả có thể tùy ý nuốt luyện hóa như thế cường đại dược lực sẽ không bạo thể mà chết. Không phải thiên niên huyết sâm, như vậy giang giật khẳng định che giấu rất nhiều chuyện, giống như giang giật là giang gia con em, kia một ngày sự tình không có phát sinh, có lẽ giờ phút này Giang giật thực lực đại trướng, Giang ra mọi người toàn bộ sẽ vì hắn cao hứng, bởi vì hắn mà tự hào. Nhưng Giang giật đã bị hai người nhận định bạch nhãn lang, giờ phút này giấu giếm nhiều chuyện như vậy, tự nhiên không có lòng tốt có mưu đồ, cũng tự nhiên càng hẳn là giết. 536, cửu liên thắng, bên ngoài hoa bào lão giả thanh âm lại vang lên, tiếp lấy Giang giật thời khắc đó ý cải biến bén nhọn kêu gào âm thanh lại vang lên kế tiếp. Lần này phía dưới không có người ồn ào, ngược lại hoàn toàn yên tĩnh, tự liền bên cạnh mấy cái trên lôi đài chiến đấu đều tựa hồ ngừng lại, lớn như vậy trên quảng trường quanh quẩn giang giật kia ngông cuồng thanh âm. Không có người lên đài, mã hắc kỳ cùng mã ra bọn công tử khóe miệng giật một cái nhưng toàn bộ nhịn được. Mã cổ đã mất thể diện, mã ra người lại đến đi giống như lại thua, đối với mã ra danh dự cùng mã ra con em sĩ khí là cái đả kích, chủ yếu là giang giật thực lực không rõ, đến nay tất cả mọi người vẫn là cảm giác hắn chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng, không có thăm dò rõ ràng ai dám lên đài ta tới đi. một đạo màu trắng âm thanh ảnh phiêu nhiên mà lên, hai chân như lăng không dạo bước, chỉ là ở giữa không trung đạp bảy tám bước thân thể liền lên lôi đài, thân hình phiêu giật vô cùng, dẫn tới một mảnh tiếng khen. liễu hà, giang giật âm thầm giật mình. liễu hà thân là thập đại thiên tài một trong, lại lên đài như thế chi sớm nếu là hắn thắng mọi người cũng cảm thấy bình thường, nếu bị thua hắn còn có mặt mũi tham gia đằng sau tranh tài. tốt, liễu gia chủ, người này như tử can đảm lắm a. À. Lãnh ra một cái trưởng lão chân thành cảm khái, những người còn lại cũng khẽ vuốt cầm, tụ liền học viện đạo sư cùng vị kia thiên tướng cũng nhiều nhìn Liễu Hà thêm vài lần. Như thế trường hợp dám lên đài, người này hoặc là đối với mình có cường đại lòng tin, hoặc là liền là cái kẻ ngu, 16-17 tuổi có thể tu luyện tới chú đỉnh cảnh bát trọng thiếu niên thiên tài, có thể là đồ đần sao. Ha ha, Liễu ra ra chủ Liễu Phong mỉm cười, nội tâm lại là thầm mắng không thôi, cái này Liễu Hà là cái nào gân không đúng liền lên chàng cái này giang giật cổ quái như vậy, nếu bị thua hắn mặt tựu ném đi được rồi. Giang giật đã thắng liên tiếp cửu tràng, nếu là thắng Liễu Hà liền là 10 thắng liên tiếp. Mấu chốt là Liễu Hà là tối cường dự thi võ giả một trong, Giang giật nếu là thắng hắn, vậy liền hoàn toàn có khả năng trăm thắng liên tiếp. Sở dĩ trong khán đài mọi ánh mắt đều nhìn về phía Giang giật lôi đài, phía dưới trên quảng trường đại bộ phận ánh mắt cũng quét về phía bên này, rất nhiều người âm thầm hưng phấn lên, đây chính là hôm nay tối cao tiêu chuẩn một trận chiến A. Liễu Hà, chú đỉnh cảnh bát trọng, thương lang huynh, xin chỉ giáo. Làm liễu gia đại thiếu, liễu hà khí độ rất là bất phàm, ôn tồn lễ độ phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, hắn hướng giang giật có chút khom người hành lễ, thần tình trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong mắt đều là chiến ý. Người khác khách khí với hắn, giang giật thường thường đối với người khác càng khách khí, hắn thu hồi vừa rồi ngung cuồng tư thái, gật đầu nói, thương lang, chú đỉnh cảnh tứ trọng, liễu huynh, người xuất thủ trước đi. Vậy ta tự không khách khí, liễu hà quát khẽ một tiếng, chân sau đạp mạnh, toàn bộ lôi đài cũng hơi chấn động, thân thể của hắn như gió nhẹ hướng giang giật lao đi, tốc độ không chỉ có nhanh như thiểm điện, mà lại thân thể còn cảm giác ở giữa không trung phiêu động, để cho người ta khó phân thật giả. Thanh phong khắp múa thân pháp, giang giật con người co rụt lại, thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh thối lui, con mắt gắt gao khóa chặt liễu hà. Hắn cùng liễu ra con em đối luyện qua, lĩnh giáo qua thanh phong khắp múa thân pháp lợi hại. Liễu Hà cảnh giới sau còn lại liễu ra con em mạnh mẽ quá nhiều, vận chuyển thân pháp này càng thêm thân pháp này là nhân giai thượng phẩm võ kỹ, vận chuyển thân này pháp cả người như như một trận gió không thể phỏng đoán, ngươi công kích hắn thời điểm, thân thể của hắn thậm chí có thể cùng phong bay tới bay lui, để ngươi công kích không công mà lui. Mà một khi bị hắn cận thân, hắn cũng sẽ giống như như một trận gió đi theo ngươi, để ngươi thoát khỏi không cần né tránh, chỉ có trở lấy bị hắn công kích. Sở dĩ cùng người của Liễu gia giao chiến chỉ có không cho hắn cận thân, lại tìm lại cơ hội nhất kích tất sát. Liễu Hà chú đỉnh cảnh bắt trọng, giang giật chú đỉnh cảnh tứ trọng tại không sử dụng hắc sắc nguyên lực tình huống dưới hắn có thể ngăn cản liễu hà cận thân đáp án là phủ định liễu hà rất nhanh thiếp thân tới một đôi thon dài bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng đánh tới giang giật vội vàng vận chuyển già la thủ ngăn cản hai người bàn tay đụng chạm giang giật thân thể chấn động rút lui lái đi hắn không dám ham chiến lần nữa tránh đi liễu hà thân ảnh lại như quỷ hồn đuổi theo bàn tay không ngừng vỗ xuống ba 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 nguyên lực đụng chạm thanh âm không ngừng truyền đến trong thời gian ngắn ngủi Giang Giật cùng Liễu Hà không biết giao thủ bao nhiêu trường. Bất quá thế cục rất rõ trong sáng, Giang Giật một mực tại tránh né, Liễu Hà một mực tại đuổi theo đánh, mà lại Liễu Hà rõ ràng không có đem hết toàn lực, Giang Giật cũng hoàn toàn không có vừa rồi kích thương mã cổ chiến lực, mỗi lần đều bị đẩy lui mấy bước, còn có mấy lần suýt nữa trực tiếp bị đánh bay hạ lôi đài. Không tệ, Liễu gia chủ ngươi này nhi tử rất thông minh, biết rõ 536 âm hiểm xảo trá, mưu trí trồng chất, sở dĩ ổn đánh ổn đâm, kiên quyết không mắc mưu, theo ta thấy tiếp tục như vậy liễu hạt tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thắng. Trên khán đài mã ra một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng khen, mọi người nhãn lực đều rất mạnh, toàn bộ gật đầu biểu thị tán đồng. Tất cả mọi người nhìn ra giang giật tốc độ càng ngày càng chậm, tốc độ phản ứng cũng đang giảm xuống, cái này rõ ràng là nguyên lực cùng thể lực tiêu hao rất lớn biểu hiện, không lừa được người. Bất quá tất cả mọi người nhao nhao nổi lên nghi ngờ, cái này giang giật thật chẳng lẽ chính là chú đỉnh cảnh tứ trọng, nếu không làm sao biểu hiện như thế chi tranh lệch vấn đề là. Hắn vừa rồi làm sao kích thương mã cổ, mọi người có chút nhìn không thấu giang giật, tự liền tại chàng thực lực nhất cường đại một tên đạo sư cùng cơ thiên cũng nhìn không thấu, lông mày chăm chú nhíu lại, ánh mắt khóa chặt giang giật, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Liễu Hà cũng đang nhìn giang giật phản ứng, rất nhiều lần Liễu Hà vốn có thể nhẹ nhõm đem giang giật đánh bay xuống đài, nhưng hắn rất nhịn được. Giang giật đã có thể thắng liên tiếp cửu trang, đã có thể nhẹ nhõm đánh bại mã cổ, như vậy hắn khẳng định không chỉ trước mắt chút thực lực ấy, sở dĩ hắn quyết định dùng bất biến ứng vạn biến, cứ như vậy tiếp tục kéo dài các loại giang giật nhẫn không ra lại ra sát chiêu. Giang giật hoàn toàn chính xác nhịn không được, hai tay của hắn miệng hổ đã bị chấn thương, nguyên lực cũng tiêu hao rất lớn, cái này liếu hà lại cùng không có chuyện gì người, tiếp tục nữa hắn chỉ có chiến bại một đường. Ánh mắt hắn bên trong quang mang không ngừng lấp lóe, cuối cùng quyết định liều mạng. Hắc sắc nguyên lực, trong đan điền hắc sắc nguyên lực chỉ có 6 tia, Giang giật cắn răng lần nữa triệu tập một tia, để hắn nắm đấm lực lượng gia tăng đến thất mã chi lực, hắn tránh né Liễu Hà một lần công kích về sau, lập tức phóng thích huyễn ảnh quyền hướng Liễu Hà đại não ngược trái hạ thân công kích mà đi. Rốt cục nhịn không được, Liễu Hà trong mắt lóe lên một lần ý cười, thân thể tung bay theo gió, một đôi tay nhẹ nhàng đánh ra mấy cái trưởng ấn, hướng Giang giật nắm đấm đụng nhau mà đi. Giang giật nắm đấm không có ngoài ý muốn bị Liễu Hà ngăn lại, Giang giật tốc độ công kích quá chậm, tại Liễu Hà trong mắt đừng nói ba cái nắm đấm hư ảnh, liền là 10 cái cũng có thể cản lại. Âm, nhưng lần này để Liễu Hà kinh ngạc là, một cỗ cự lực truyền đến đem hắn tay trái chấn động đến đau nhức, hắn sắc mặt trầm xuống nhìn thấy Giang Giật như thiểm điện vào tới, âm thầm kinh hãi lập tức vận chuyển thân pháp nhanh chóng lùi về phía sau, trong ánh mắt tinh quang lập lòe nhìn chằm chằm Giang Giật nhất cử nhất động, hắn biết rõ Giang Giật chân chính sát chiêu muốn ra. Huyễn ảnh quyền, Giang Giật khí thế như hồng trong hai tròng mắt bày ra đến dọa người, hai tay cùng lúc đánh ra huyễn ảnh quyền, sáu cái quyền ảnh lại đem Liễu Hà bao phủ đi vào. Ừ, Liễu Hà nội tâm lại kinh ngạc, đây chính là cái gọi là sát chiêu hắn thân thể nhanh chóng hướng về sau mặt lướt tới, song trưởng hóa thành trưởng ảnh đầy trời hướng giang giật nắm đấm nghênh đón, trong lòng cảnh giác vạn phần, thời khắc chuẩn bị ứng đối giang giật sát chiêu. Suy suy, đột nhiên, một đạo có chút tiếng vang kinh động đến Liễu Hà, hắn đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt như điện hướng giang giật tay phải quét tới khi hắn nhìn thấy một cái màu xanh dao găm đột ngột ra giang giật trong tay kéo căng tâm lập tức buông lỏng những thứ không biết luôn luôn khiến người sợ hãi mà giang giật một khi lộ ra hắn sát chiêu vậy liền không ở gây cho sợ hãi bảo khí hừ hừ nhìn thấy giang giật trong lòng bàn tay cái kia thanh binh khí lóng lánh thanh quang liễu hà cười lạnh bảo khí liễu gia cũng có nhưng liễu hà không thích dùng binh khí liễu gia thân pháp cũng không thích hợp binh khí tác chiến cũng chưa từng e ngại binh khí hắn thân tử không lui mà tiến tới biến trưởng thành trảo, như u minh quỷ trảo hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng giang giật tay phải tìm kiếm. Quỷ ảnh trảo, liễu ra thành danh võ kỹ, nhân giai thượng phẩm, phối hợp thanh phong khắp múa thân pháp hoàn mỹ nhất tán thủ võ kỹ, giết người ở vô hình, người kế tiếp binh khí kia càng là cực kỳ đơn giản. Suy, không ra liễu hà ngoài ý liệu, tay của hắn nhẹ nhõm bắt lấy giang giật mánh khóe, dùng sức một chảo giang giật bàn tay bị đau bản năng buông ra cái kia thanh nguyên lực quán chú bảo khí cũng lập tức hướng phía dưới rơi xuống mà đi liễu hà cười nhạt một tiếng một cái tay khác cấp tốc nhô ra hướng dao găm chộp tới chuẩn bị kết thúc trận này trò chơi a à, không được đột nhiên liễu hà trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt ánh mắt của hắn đột nhiên hướng giang giật tay phải quét tới xem xét phía dưới trong nháy mắt hoảng sợ bởi vì giờ khác này giang giật cái kia bị hắn chế trụ lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một cỗ nguyên lực một cỗ để linh hồn hắn đều cảm giác được sợ hãi nguyên lực mà kia cỗ nguyên lực còn quỷ dị tại trong lòng bàn tay hắn xoay tròn màu lam nguyên lực bên trên lóng lánh hắc quang, nhìn càng khiến người ta tim đập nhanh. Bị lừa rồi, đây mới là thương lang chân chính sát chiêu. Liễu Hà giật mình tỉnh lại, thân thể lui nhanh, nhưng hắn tỉnh ngộ đã quá muộn, giang giật tay phải nhất chuyển, đột nhiên đối Liễu Hà tay trái vỗ tới. ầm, um, nguyên lực bạo tạc đưa tới bốn phía không gian rung động, từng tầng từng tầng hơi mở liên y dập dần mà đi. Liễu Hà thân thể bị tạc bay ra ngoài, giang giật thân thể cũng bị cường đại lực trùng kích đẩy lui lái đi, không bằng hắn là chủ công bạo tạc phương hướng là Liễu Hà bên kia sở dĩ cũng không có thụ thương, mà Liễu Hà nửa cái cánh tay trái máu thịt be bé bét, phía trên sâm sâm bạch xương đều có thể nhìn thấy, rõ ràng bị đả thương nặng. Loảng xoảng, màu xanh dao găm rơi xuống đất thanh thúy thanh âm vang lên, vang vọng tại vô số người trong lòng, vô số người đều sắc mặt trang nghiêm. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn cho rằng Giang Giật là may mắn, vận dụng quỷ kế chiến thắng, như vậy giờ phút này không còn có một người hoài nghi Giang Giật thực lực. Toàn trường nhiều như vậy dự thi võ giả, ngoại trừ chú đỉnh cảnh cửu trọng cơ thính vô cùng giang hận thủy, ai có thể đem thân pháp liễu hà trọng thương. Thanh minh kiếm, giờ khắc này, vô số cắn răng nghiến lợi thanh âm cũng vang lên, mã ra rất nhiều con em bao quát mã ra mấy vị trưởng lão trong mắt đều lộ ra sát ý. Cái kia thanh màu xanh đoạn kiếm bảo khí tên là thanh minh kiếm, là mã ra năm đó ban cho mã phi lão cha, đoạn thời gian trước mã phi bị người phế đi, bảo khí còn bị tranh đoạt, đại sự như thế làm sao có thể giấu giếm được giờ phút này thanh minh kiếm nhất xuất hiện, giang giật thân phận tự nhiên cũng bại lộ. chương 47, giang giật phải chết, bạo nguyên trưởng tiểu tử này thế mà thật tu luyện thành công. Quảng trường trong một góc, dương quản sự tấm kia tràn đầy nếp uốn mặt mò đều là kinh ngạc, hôm nay phòng luyện công không có việc gì, tại vũ điện hạ người bẩm báo giang giật tham gia lôi đài sau trận đấu hắn vội vàng chạy đến. Giang giật mỗi một cuộc chiến đấu hắn đều nhìn kỹ, mỗi một lần hắn đều kinh thán không thôi, phát hiện hắn vậy mà đem quyển kia không chọn vẹn bí kỹ tu luyện thành công, càng là khiếp sợ không gì sánh kịp. Hắn rốt cuộc minh bạch giang giật cũng không phải là đồ đần, giang giật sở dĩ dám cùng võ điện đánh cược là bởi vì trong tay hắn có át chủ bài, có hai tấm có thể xuất kỳ chế thắng át chủ bài, một cái là bạo nguyên trưởng còn có một cái liền là hắn quỷ dị chiến lực. Giang giật thực lực có thể đột nhiên bạo tăng, bất quá là thời gian ngắn tính, vừa rồi một chiêu kia bạo nguyên trưởng giang giật rõ ràng mới vừa vận nhập môn uy lực cũng rất là dọa người, chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực tuyệt đối không có khả năng tuôn ra như vậy uy lực cường đại. Mà lại vừa rồi giang giật màu lam nguyên lực mặt ngoài toát ra tới hắc quang, hắn thấy rất cẩn thận, thậm chí trên khán đài các đại nhân vật đều chú ý tới, đạo hắc quang kia để sở hữu các đại nhân vật đều nội tâm run lên, cứ việc không có ai biết đó là cái gì, nhưng bọn hắn đều mơ hồ đoán được giang giật thực lực đột nhiên mạnh lên tuyệt đối cùng cái này hắc quang có quan hệ. Nửa năm trước mới chú đỉnh cảnh nhất trọng, lại có thể đánh bại thập đại thiên tài một trong liễu hà. Dương quản sự tựa như thấy được một viên tân tinh ngay tại quật khởi, hắn trầm ngâm một phen hạ giọng cùng sau lưng một tên võ điện hộ vệ bàn giao nói, người nhìn một chút thương lang, có bất kỳ sự tình lập tức báo cáo, ta đi gặp điện chủ. Một cái như thế nghịch thiên nhân tài, võ điện nhất định phải cho thận trọng đối đãi. Dương quản sự không biết võ điện điện chủ nghĩ như thế nào, dù sao trong lòng hắn gian giật địa vị đã thẳng tắp tăng lên, hắn cảm thấy giờ phút này có thể cùng gian giật thành lập một loại nào đó tình nghĩa, đối với hắn, đối với võ điện vậy cũng là một kiện cực tốt sửa tình. Đi điều tra thoáng cái cái này 536. Trong khán đài cơ thiên lặng lẽ cùng một tên hộ vệ bàn giao một câu, lãnh gia gia chủ cũng âm thầm phân phó để cho người ta điều tra, có thể đánh bại Liễu Hà Giang giật đã thành công đã chứng minh giá trị của hắn. Liễu Hà thằng ngu này, mặc dù Liễu Hà đã sớm bị người đưa trở về trị liệu, Liễu gia gia chủ cũng có thể lợi dụng lực ảnh hưởng để Liễu Hà tiếp tục dự thi, nhưng Liễu gia gia chủ vẫn như cũ nổi giận vô cùng, hắn tấm mặt mo này xem như mất hết. Làm sao bây giờ gia chủ? Giang ra bên này, Giang Vân Thạch có chút trần chờ thấp giọng nhích lại gần, hắn trước kia đối Giang giật rất là khó chịu, nhưng sau trận chiến này hắn lại do dự. Dù sao một kẻ như vậy mới, giống như có thể mời chào đối với Giang gia tuyệt đối là đại hảo sự, đương nhiên trong đó còn có Giang Vân Hải quan hệ, kia thiên tướng cũng đã có nói Giang Vân Hải rất là bị trấn Tây Vương coi trọng a. À. Vạn nhất Giang Vân Hải không chết, cái này thiên tướng nói lại là thật, vậy liền phiền phức lớn rồi cái gì làm sao bây giờ người này không thể lưu. Giang Vân xà khẳng định dị thường nói tiếp, Giang Vân Sơn lại trầm ngâm không nói, sau một lát mới lắc đầu nói, hết thảy chờ chiêu sinh kết thúc sau lại nói đi. Đại ca, mã ra bên kia mã phi lão cha mã vĩnh cát cuống lên, Giang giật đã đánh xong người dưới trận đài cùng thành vệ làm quan một cái đơn giản ghi chép trực tiếp hướng võ điện đi, mắt thấy là phải rời đi tầm mắt mọi người. Mã ra ra chủ lại một câu không nói, cái này mã vĩnh khát tự nhiên có chút cuống lên. Vội cái gì, mã ra ra chủ trừng mã vĩnh cắt một chút âm thanh lạnh lùng nói biết rõ con trai mình là cái phế vật trả lại hắn bảo khí cầm lấy đi tặng người muốn ta nói mã phi bị phế kia là chuyện sớm hay muộn bất quá đã có người khi dễ đến chúng ta mã ra trên đầu tự nhiên không có khả năng tính thế nào người yên tâm đi việc này ta tự có an bài người này hẳn phải chết tiến vào khán đài nhã các bên trong rất ít nói chuyện băng sơn mỹ nhân tô đạo sư cao mày nghĩ đến thật lâu vẫn là không nghĩ ra nàng ánh mắt quay lại Nhìn qua trong học viện vị kia nhiều tuổi nhất đạo sư hỏi, Phúc Lão, 536 thực lực cổ quái như vậy ngài kiến thức rộng rãi có thể nhìn ra chút gì sao? Tô đạo sư lời nói gây nên cơ thiên đám người chú ý, rất nhiều người ghé mắt nhìn sang, Phúc Lão lại lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, tiểu tử này rất tà môn. ầm phía ngoài một cái trên lôi đài, cơ thính vũ nhẹ nhàng một trưởng đem một cái đối thủ đánh bay xuống đài, nàng hướng gian giật rời đi phương hướng nhìn thoáng qua đẹp mắt lông mày lắc một cái, nhẹ giọng nỉ non thương lang dịch kiếm dịch công tử tốt a. À. Thính vũ là xem thường ngươi, giống như ngươi có thể trăm thắng liên tiếp, thính vũ tự nhiên tới cửa bồi tội. Sau đó tranh tài mặc dù vẫn như cũ đặc sắc, nhưng xa xa không có giang giật mang cho chúng nhân tâm linh lực rung động mạch, trên lôi đài bốn người, trong đó có ba người đều là thiên võ thành thành danh thiếu niên thiên tài, có thể không ngừng thắng liên tiếp kia là trong dự liệu sự tình. Một tên khác áo làm thiếu niên thân phận cũng rất nhanh bị lộ ra, tên là Trúc Đao, là thiên võ thành phụ cận một cái chấn nhỏ bên trong một cái ẩn tàng thế gia hạ gia công tử, cái kia thế gia không thể so với ngũ đại gia tộc yếu, bất quá một mực điệu thấp, linh thú sơn học viện chiêu sinh tốt như vậy sự tình bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là nửa canh giờ cơ thính vũ tự hoàn thành 10 tháng liên tiếp, về sau giang hận thủy lãnh thiên thiên không chút huyền niệm cũng liền thắng 10 tràng, cái kia áo lam thiếu niên trúc đao cuối cùng hoàn thành 10 tháng liên tiếp. Hắn chú đỉnh cảnh bát trọng thực lực, mặc dù tao ngộ ngũ đại gia tộc tử đệ chặn đánh, nhưng Liễu Hà thảm bại để rất nhiều đỉnh cấp công tử có chỗ cố kỵ, tự nhiên không còn dám lung tung lên đài, ngược lại cho hắn nhẹ nhõm 10 thắng liên tiếp. Lôi đài thi đấu kết thúc về sau liền là đấu vòng loại, bất quá bởi vì lôi đài thi đấu cao tiêu chuẩn chiến đấu, đấu vòng loại trở nên không có chút nào xem chút, mà lại tham gia đấu vòng loại đám võ giả cũng hữu khí vô lực. Hôm nay có 5 người tham gia lôi đài thi đấu cũng đều là 10 thắng liên tiếp, cái này nếu là một mực thắng được đi, 5 người kia trực tiếp cầm đi 5 cái danh ngạch, bọn hắn đánh tới đánh lui còn có cái gì ý nghĩa. Linh Thú Sơn học viện ba vị đạo sư, còn có chấn Tây quân các quân quan nhìn ra ngoài một hồi nhau nhau rời đi, những này tranh tài đã hấp dẫn không được bọn hắn lực chú ý, các nàng để ý là trời sáng lôi đài thi đấu. Hôm nay rất nhiều gia tộc trở tay không kịp, trời sáng khẳng định hội trăm phương ngàn kế trận đánh kia năm vị tham gia lôi đài thi đấu tuyển thủ, nếu không gia tộc các nàng con em làm thế nào chiếm được danh ngạch. Giang giật cũng biết trời sáng lôi đài thi đấu khẳng định rất kịch liệt, Hắn rơi vào đường cùng bại lộ Giang gia võ kỹ cùng theo Mã Phi kia cướp đoạt mà đến Bảo khí, hắn biết rõ thân phận của mình đã bại lộ, chỉ ít Giang gia cùng Mã gia người khẳng định biết rõ. Sở dĩ trong mấy ngày tiếp theo, hắn sẽ rất nguy hiểm, thậm chí rất có thể mất mạng. Hắn không biết về sau đường đi như thế nào, nhưng hắn đã không có đường có thể đi, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Sở dĩ hắn tranh tài song sau không có một khắc dừng lại, lập tức trở về đến võ điện an dưỡng vết thương, khôi phục tiêu hao nguyên lực tích cực chuẩn bị chiến đấu. Xa xa xa, tu luyện một canh giờ, bị liếu Hà chảo thương mánh khóe đã tốt hơn phân nửa, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân đem hắn đánh thức. Thương lang, đi tới là một cái mặt mũi tràn đầy như khô thụ ra lão giả, hắn cười mặt kia bên trên nếp nhăn càng thêm rõ ràng. Giang giật nhìn thấy trương này khuôn mặt tươi cười nội tâm dâng lên một tia ấm áp, cùng lão đầu này ở chung được mấy tháng, mặc dù hai người giao lưu không nhiều, nhưng lão nhân này ngẫu nhiên truyền đến thiện niệm vẫn là để hắn cảm thấy rất ấm áp quản sự, hắn vừa định đứng lên, dương quản sự lại khoát tay áo, từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ cười nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta tìm ngươi không có việc gì, đây là ba cái địa giai đan dược, có thể nhanh chóng hồi phục nguyên lực, ân. Là điện chủ đưa cho ngươi, địa giai đan dược, giang giật khóe miệng co quắp động, đầy mắt kinh ngạc cùng kinh dị, cái này địa giai đan dược đắt như thế, võ điện điện chủ lúc nào khách khí như vậy hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cảm kích nhìn qua Dương Quản sự nói, đa tạ Quản sự đại nhân. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng nói những cái kia nói nhảm, hảo hảo tu luyện, hảo hảo tranh tài, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục thắng được đi, địa giai đan dược võ điện mỗi ngày miễn phí cung ứng. Vạn nhất thụ thương cũng đừng sợ, chỉ cần không chết võ điện cam đoan ngươi ngày thứ hai có thể tiếp tục tranh tài. Dương quản sự khoát tay áo cười đi ra ngoài, tại cửa ra vào lúc đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói, đúng rồi, thương lang, điện chủ để cho ta mang cho ngươi câu nói, địa giai võ kỹ muốn đại thành, nhất định phải cảm ngộ bên trong tinh túy, cái này bạo nguyên trưởng hắn không hiểu nhiều lắm. Không bằng hắn để ngươi thêm chú ý một chữ, bảo, dương quản sự đi ra, sang giật đôi mắt phát sáng lên, địa giai đan dược mỗi ngày có chỉ cần không chết võ điện cam đoan ngày thứ hai có thể lên chàng có võ điện làm hậu thuẫn cho hắn, hắn còn có cái gì lo lắng. Hắn lập tức hào tình vạn trưởng âm thầm quyết định toàn lực buông tay một trận chiến, nhất định muốn cầm xuống trăm thắng liên tiếp. Bảo, hắn rất nhanh nuốt một viên đan dược, ngồi xếp bằng tu luyện, trước đem nguyên lực khôi phục lại nghĩ biện pháp cảm ngộ thoáng cái địa giai võ kỹ tinh túy, cái này muốn cái này bạo nguyên trưởng có thể đại thành, hắn trăm thắng liên tiếp nắm chắc càng lớn hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai giang giật dậy thật sớm, hảo hảo ăn một bữa, đến canh giờ hắn đi ra võ điện. Khi hắn đi hơn 10 trượng xa vô ý thức quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy võ điện phía trên một cái trên sân thượng một cái mang theo vòng tai trung niên nam tử cùng dương quản sự chính yên lặng nhìn chăm chú hắn lúc hắn đột nhiên gỡ xuống mặt nạ, nhếch miệng cười một tiếng, khom người thật sâu bái. Về sau, hắn đem mặt nạ ném cho giữ cửa một tên hộ vệ, nhanh chân hướng lôi đài phương hướng đi đến, đã thân phận đã bại lộ, hắn cũng không muốn che che lấp lấp, dứt khoát buông tay nhất bác. Hưu, chân hắn bên trên nguyên lực vận chuyển, thân thể như thương lang lướt lên lôi đài, ánh mắt liếc nhìn trên đài quét qua, phát hiện đại nhân vật còn chưa tới chàng, nhắm mắt lại bình yên đứng thẳng, chờ đợi tranh tài bắt đầu. liền là hắn, Hắc Kỳ Ca, liền là người này. Quảng trường phía đông trong một góc, một cái khôi ngô công tử chỉ vào giang giật toàn thân đều đang run rẩy hắn trong con người tất cả đều là vẻ oán độc, nhìn xem giang giật hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Phong Nguyệt lâu bên trong hắn bị giang giật phế đi đan điền, về sau hắn điều động huyết thảy có thể điều động lực lượng tìm kiếm giang giật mấy tháng, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, trong khoảng thời gian này đối với Mã Phi tới nói quả thực là ác mộng, một ngày không có đem giang giật giết chết, hắn một ngày đều không được sống yên ổn. Được rồi, Mã Phi, Mã Hắc Kỳ lạnh lùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt nhìn về phía giang giật, nở nụ cười, người yên tâm đi, phụ thân ta đã có an bài, hôm nay ta cũng sẽ ra sân, giang giật. Phải chết, mươi 48, Gai Cấn, xa xa xa, quảng trường phía đông trên đại đạo, một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, đây là mười mấy tên tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, cầm đầu một tên công tử trẻ tuổi làm cho người ta chú ý nhất, còn không có tới gần quảng trường vô số người tự thật xa cùng hắn chào hỏi nước thiếu tốt, hận thủy công tử tốt. Giang hận thủy một đường cùng mọi người gật đầu mỉm cười thăm hỏi, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn động lại, phía sau Giang ra con em bước chân cũng dừng lại. Rất nhiều người nghi ngờ nhìn qua trên lôi đài một cái áo đen suy nhược thiếu niên, một người kinh hô lên, mau nhìn, là Giang giật. Hắn, hắn làm sao tại trên lôi đài? Giang hận thủy Giang cố thủy cùng Giang như lang, còn có một số Giang ra con em rất nhanh kịp phản ứng. Giang hận thủy trong mắt lóe lên một tia phức tạp ý vị, Hàn nhẹ một tiếng nói, bởi vì Giang giật chính là. Thương lang, cái gì, rất nhiều Giang gia con em đôi mắt đột nhiên mở tròn vo, nhìn qua Giang giật cảm giác là như vậy lạ lắm. Đây là Giang gia cái kia bị phong ấn đan điền phế vật sau ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn vậy mà đứng được cao như thế, tiến bộ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin, hôm qua hắn nhưng là chiến thắng liễu hả a. Dịch kiếm kiếm dễ Giang giật, ha ha, một bên khác cơ thính vũ cũng mang theo cơ gia con em chậm rãi đi tới, Ánh mắt tại Giang Giật trên mặt đảo qua, đồng dạng rất có cảm xúc. Ánh mắt của nàng luôn luôn rất cao, lớn như vậy Thiên Võ Thành để nàng để mắt nam tử thật đúng là không có mấy cái. Giang Giật miễn cưỡng tính toán một cái, cái này Thương Lang dáng dấp còn rất thanh tú nha, mặc dù không có Giang Hận Thủy, Mã Hắc Kỳ, Liễu Hà đẹp trai như vậy, nhưng càng xem càng nén lòng mà nhìn a. À. Dược Lăng Tuyết đứng ở trong đám người, nhìn qua thật cao đứng tại trên đài Giang Giật, trong lòng tựa như đổ ngũ vị bình, tư vị gì đều có. Mấy tháng trước là nàng cái thứ nhất phát hiện Giang Giật đặc biệt, bất quá nàng tự kiềm chế thân phận có chút trướng mắt Giang Giật, giờ phút này sợ là Giang Giật chướng mắt nàng A. À. Thành chủ tới, cho hay bắt đầu diễn, nương theo lấy một trận làm ồn âm thanh, cơ thiên cùng linh thú sơn ba vị đạo sư, chấn tây quân các quân quan nhanh chân đi đến, ngũ đại gia tộc gia chủ các trưởng lão cùng đi ở bên. Làm Giang Vân Sơn bọn người theo bản năng hướng trên lôi đài quét qua về sau, sắc mặt lập tức hơi đổi, Giang Giật dạng này giống chống khua chiêng lộ diệt, đây là tại im ắng đánh bọn hắn mặt A. À. Lôi đài thi đấu bắt đầu, hòa bào lão giả thanh âm rất nhanh vang lên, dưới quảng trường mấy vạn người đều hưng phấn lên, hôm nay lôi đài thi đấu tuyệt đối rất có đáng xem, đêm qua rất nhiều gia tộc khẳng định bí mật thương nghị an bài, hôm nay năm người này tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy 10 thắng liên tiếp. Hưu, một người tại lão giả vừa dứt lời dưới, lập tức hướng trên lôi đài vọt lên, mọi người quét qua, toàn bộ một bộ quả là thế biểu lộ. Lên đài người là một tên chú đỉnh cảnh lục trọng võ giả, người này tại thiên võ thành có chút danh tiếng, bởi vì hắn là mã gia chi thứ con em, mà hắn bên trên lôi đài là giang giật lôi đài. Rất rõ ràng, mã gia người chuẩn bị trận đánh giang giật. Ha ha, giang giật cười nhạt một tiếng khuôn mặt rất là bình tĩnh, hắn đã sớm đoán trước đạo hôm nay giang gia người không xuất thủ, mã gia người khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Để hắn thêm đứng tại trên lôi đài một hồi, mã gia giang gia gia chủ mặt liền sẽ đau một hồi. Uống, Mã ra con em lên đài về sau, không có dư thừa nói nhảm, hướng giang giật thẳng tắp phóng đi, trong mắt đều là giữ tận ý. Hắc sắc nguyên lực, giang giật trước tiên điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt, chú đỉnh cảnh lục trọng đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực, không bằng hắn vẫn là cẩn thận vô cùng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, liễu hà hôm qua liền là quá bất cẩn Ta đến bồi hạ công tử chơi đùa, một bên khác, liễu ra một tên công tử cũng xuất thủ, tìm tới là áo lam thiếu niên trúc đao hôm qua liễu hà chiến bại để liễu gia mất hết mặt mũi liễu gia hôm nay rõ ràng chuẩn bị cầm xuống trúc đao trọng trấn quân tâm lãnh tiểu thư xin chỉ giáo dược lăng tuyết bay người lên đài chủ động tìm tới lãnh thiên thiên dược gia thế hệ này mạnh nhất là dược long vũ dùng thực lực của hắn rất khó cầm xuống năm cái danh ngạch một trong bất quá thiên võ thành bên trong 10 cái tiểu gia tộc đêm qua đã liên hợp lại chỉ cần liên thủ đem mấy vị này làm xuống lôi đài như vậy bọn hắn làm mất đi vào linh thú sơn học viện tư cách còn lại gia tộc tử đệ cũng liền có cơ hội. Hai gia tộc khác còn em tìm tới Giang Hận Thủy cùng cơ thính vũ, cứ việc hai vị này gần như xác định có thể vững vàng cầm xuống hai cái danh ngạch, nhưng không thử một chút ai có thể biết rõ kết quả cuối cùng, vạn nhất hai người thất thủ chiến bại đâu. Lôi đài thi đấu ngay từ đầu tự thịnh vượng vô cùng, để phía dưới cùng trên khán đài các đại nhân vật đều trở nên hưng phấn, hôm nay xem tình huống tuyệt đối phải ra chút chuyện A. À. Đương nhiên đại đa số người ánh mắt đều nhìn về phía Giang giật cùng Trúc Đao, bởi vì hai người này trận đánh lực lượng khẳng định là lớn nhất xuống dưới giang giật nhẹ nhóm tránh khỏi mã ra con em công kích một trường như thiểm điện hướng đối phương ngực vỗ tới hắn thị lực kinh khủng tốc độ phản ứng nghịch thiên đối thủ chỉ có chú đỉnh cảnh lục trọng hắn không cần hắc sắc nguyên lực ra chỉ lực lượng đều nhẹ nhóm có thể đánh bại đối thủ a à, để hắn kinh dị là hắn một trường này góc độ công kích phi thường xảo trá đối phương hoặc là lui lại rơi xuống lôi đài hoặc là chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận hắn một trường cái này đổi lại bất kỳ người nào đều sẽ lựa chọn lui lại dù sao hắn hôm qua chiến lực như thế cường đại một trưởng phía dưới rất có thể bị trọng thương thậm chí bị đánh giết nhưng cái này mã gia võ giả vậy mà không lùi ngược lại trong tay áo đột nhiên xuất hiện một cái dao găm đối vai trái của hắn hung hăng đâm tới như thế trước mắt giang giật cũng không tốt biến chiêu chỉ có thể cưỡng ép hướng bên cạnh tránh né thoáng cái một trưởng trùng điệp hướng đối phương vỗ xuống ầm mã gia con em lên tiếng bay rất ra ngoài Giang giật vai trái lại bị lôi ra một đạo rãnh máu, tiên huyết báo táp mà ra. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên thuốc chữa thương nuốt vào, vận chuyển vài vòng cầm máu dịch chảy ra. Trong mắt của hắn quang mang bắn ra bốn phía, nhìn thấy phía dưới một tên chú đỉnh cảnh lục trọng mã ra võ giả lại bay vụt mà đến, hắn trong nháy mắt minh bạch. Tiêu hao chiến, mã ra xem ra đã sớm chế định tốt chiến thuật, cái kia chính là không ngừng phái ra gia tộc tử đệ liều mạng cùng giang giật tử chiến, cái này lôi đài thi đấu không cho phép giết người, sở dĩ vô luận giang giật như thế nào trọng thương đối thủ, bọn hắn đều không có tổn thất quá lớn mất, cùng lắm thì tiêu hao một chút thuốc chữa thương. Mà bọn hắn liều mạng không ngừng để giang giật tiêu hao nguyên lực cùng thụ thương, chờ giang giật vết thương chồng chất về sau, mã hắc kỳ cuối cùng xuất thủ liền có thể nhất kích tất sát. Cái này mưu kế rất đơn giản lại phi thường thực dụng, vẫn là đường đường chính chính dương mưu, không rơi người lên án. Dù sao tham gia lôi đài thi đấu liền muốn có bị người xa luân chiến chuẩn bị, đây cũng là lôi đài thi đấu khó khăn nhất địa phương đùa hung ác kia tốt, nhìn xem ai so với ai khác hung ác đi, nhìn thấy đối phương như một cái hung tàn như dã thú vào tới, giang giật trên mặt cũng lộ ra một tia dữ tợn, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi đối phương nắm đấm hung hăng đập tới, hắn mới lặng yên triệu tập một lần hắc sắc nguyên lực ra chỉ lực lượng đột nhiên một quyền ném ra, hắn lựa chọn cứng đối cứng. Oanh, nguyên lực va chạm thanh âm vang lên, giang giật thân thể bị đẩy lui ba bước, đối phương lại ngay cả lui vài chục bước, hữu quyền bên trên áo bảo toàn bộ bị chấn nát, phía trên ẩn ẩn có tiên huyết tràn ra, hiển nhiên cánh tay này là bị chấn thương. Hưu, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Giang giật thân thể rất nhanh bắn tới, người ở nửa đường nắm đấm huyễn hóa ra 6 cái, đem đối phương toàn thân đều bao phủ đi vào. Đối phương nằm trong dự liệu của hắn không có tránh né, càng không có chạy trốn, trong tay đồng dạng xuất hiện một cái dao găm đối hắn thân thể đột nhiên đâm xuống. Ý đồ rất rõ ràng, liều mạng thụ thương, cũng muốn kéo giang giật xuống nước. Tranh tranh, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, mã ra con em cái kia thanh dao găm bị một đạo thanh quang xẹt qua, đột nhiên cắt thành hai đoạn, mà giang giật một nắm đấm hung hăng nện ở đầu của hắn phía trên, đồng thời một cái chân như thiểm điện đá ra, chính giữa đối phương bắp chân đem đối phương đá bay ra ngoài. a à, mã ra con em kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà đi, trùng điệp đập xuống tại dưới lôi đài trong đám người. Giang giật một quyền này cái này một lực chân đạo đều 10 phần, cái này mã ra con em đầu bị nện đến đầu rơi máu chảy, bắp chân cũng thụ thương. Cái này thanh ninh kiếm quả nhiên không hổ là bảo khí, chém sắt như chém bùn A. À. Giang giật hờ hững quét phía dưới một chút, một cái tay khẽ vuốt trong tay màu xanh đoản kiếm, để phía dưới mã ra con em toàn bộ bùn bực thổ huyết. Mã xí, người lên, mã hắc kỳ sắp xếp người đem thụ thương mã ra con em mang về chữa thương, mặt âm trầm cùng một tên khác mã ra con em hạ lệnh. Hôm nay mã ra là vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống giang giật, coi như đem mã ra thế hệ tuổi trẻ cường giả toàn bộ bị trọng thương, cũng nhất định phải cầm xuống. Hưu, lại một tên mã ra con em ra sân, lần này liền xem như đồ đần cũng biết mã ra đang cố ý nhằm vào giang giật, bất quá mã hắc kỳ muốn cầm danh ngạch, chọn chúng giang giật ra tay vậy cũng là bình thường. Sau đó chiến đấu càng phát rõ ràng, mã ra con em liên tục không ngừng ra sân, giang giật mặc dù lại liên tục thắng mấy lần, nhưng trên thân lại tăng thêm bốn đạo vết thương, mã ra con em căn bản không sợ thụ thương, liều mạng bị trọng thương cũng phải cấp Giang Giật lưu lại một đạo vết thương. Giang Giật bị đánh ra hỏa khí, mã ra mấy cái ra sân con em mỗi một cái đều bị trọng thương xuống đài. Nội tâm của hắn nổi giận vô cùng, nhưng vẫn là không dám hạ sát thủ, bởi vì hắn dám giết người sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách. Mã ra cũng chính là coi trọng điểm ấy, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Trận thứ bảy, vẫn là chú đỉnh cảnh lục trọng, mã ra hôm nay xem tình huống là chuẩn bị đem toàn bộ tinh nhuệ đều cử đi chàng, phải tất yếu cầm xuống giang giật. Hắc sắc nguyên lực chỉ còn lại bốn tia, thân thể thụ thương năm nơi, nguyên lực cùng thể lực đều tiêu hao rất lớn, nhìn xem phía dưới cười lạnh không ngừng mã hắc kỳ, giang giật tâm triệt để trầm xuống. Là các ngươi bước ta đó, giang giật gầm nhẹ một tiếng, hai chân đạp một cái, thân thể như cuồng long hướng lên trên đài mã ra võ giả phóng đi, trong tay hắn cầm thanh minh kiếm cũng không cần phóng thích võ kỹ, cứ như vậy thẳng tắp hướng đối phương đâm tới. Mới trận thứ bảy, giống như tiếp tục như vậy xuống dưới hắn sớm muộn là cái thua chữ. Một khi thua, hắn đem sẽ không nhận võ điện coi trọng, kết cục cũng chỉ có bị giang ra mã ra ám sát. Đã như vậy, hắn còn có cái gì cố kỵ hắn cũng mặc kệ thắng thua, chơi trước thống khoái lại nói. Tốt, mã ra mới ra sân võ giả nhìn thấy giang giật như thế, không chỉ có không có vẻ kinh hoàng, thân thể ngược lại thẳng tắp hướng giang giật phóng đi, không lọt vào mắt giang giật sẽ đâm vào hắn ngược trái đoạn kiếm, hắn tay trái trong tay áo một cái dao găm lại như thiểm điện xuất hiện đối giang giật cánh tay phải vừa hung ác bổ tới nghĩ phế cánh tay ta vậy ta phế bỏ ngươi giang giật triệt để nổi giận vai phải cưỡng ép uốn éo mặc cho đối phương dao găm hung hăng chém vào vai phải của mình bằng hắn đoản kiếm đột nhiên hướng phía dưới đi vòng quanh như thiểm điện đâm vào đối phương bụng dưới giang rác giang giật vai phải hai cái xương cốt bị đối phương hung hăng chém nứt trong thời gian ngắn là bị phế nhưng mã ra con em đan điền lại tựa như một cái bị đâm phá bóng ra, bụng dưới thoáng cái xẹp, đan điền bị giang giật vĩnh cửu phế đi. Chiến đấu càng thêm bạch nhiệt hóa, chương 49, xong, mặc kệ là bất luận cái gì tranh tài, khảo nghiệm đều là tổng hợp chiến lực, sở dĩ cái này tranh tài xưa nay không cấm binh khí, chỉ là quyết không thể cố ý giết người. Dĩ vãng trong trận đấu thường xuyên cũng có đổ máu sự tình phát sinh, nhưng chưa bao giờ lần này như thế tàn khốc, ngay từ đầu mã ra con em hung hãn không sợ chết cùng thủ đoạn hung tàn tựu kinh hãi rất nhiều người giờ phút này gian giật tàn nhẫn càng làm cho toàn trường chấn động không thôi thế giới này thuốc chữa thương rất cường đại đâm mấy đao gãy mấy cái xương cái này đều không phải là vấn đề chỉ cần không chết liền có thể phục hồi như cũ nhưng nếu là thật đem người tay chân tháo hoặc là đem đan điền phế đi như vậy người này đời này tựu vĩnh viễn trở thành phế vật mặc dù trong truyền thuyết thánh giai đan dược có thể phục nguyên đan ruộng nhưng thiên võ thành bên trong tiểu gia tộc có thể mua nổi. Mã gia hiển nhiên mua không nổi, sở dĩ mã gia gia chủ mã khuê trùng điệp vỗ cái ghế đứng lên, hư lạnh nói, chư vị, kẻ này tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay tiểu phế nhân đan điền, ta đề nghị hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Mã gia gia chủ thanh âm rất lớn, đe lại phía ngoài tiếng hồn ào. Toàn trường an tĩnh lại ánh mắt nhìn về phía trong khán đài, giống như linh thú sơn học viện ba vị đạo sư cũng nhận định giang giật quá tàn nhẫn lời nói, như vậy hắn thật rất có thể bị thủ tiêu tư cách. Đúng, cá nhân ta cũng cảm thấy 536 quá mức, ta cũng đề nghị hủy bỏ tư cách dự thi. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền ra, dẫn tới toàn trường một mảnh xôn xao. Khán đài nhã các bên ngoài mặc dù có rèm châu cách xa nhau, để mọi người thấy không rõ cảnh vật bên trong, nhưng người này thanh âm rất nhiều người đều hết sức quen thuộc, đây chính là Giang Vân xả thanh âm. Giang gia trưởng lão đề nghị hủy bỏ Giang gia con em tư cách dự thi đây là. Nội chiến sao, liễu gia gia chủ cũng bắt đầu lửa đổ thêm dầu, hoàn toàn chính xác quá mức hung tàn, phế nhân đan điền cái này sao giết còn muốn tàn nhẫn a. Cơ Thiên trầm mặc một hồi, ánh mắt nhìn về phía Linh thú Sơn học viện ba vị đạo sư, nói ra, cá nhân ta giữ nguyên ý kiến, đương nhiên này chủ yếu là ba vị đạo sư ý kiến làm chủ, ba vị các ngươi ý như thế nào? Ba vị đạo sư trong đó vị kia tuổi trẻ nam đạo sư nhướng mày, gật đầu nói, cá nhân ta cũng cảm thấy quá mức hung tàn, như thế tính cách đi học viện cũng sẽ náo ra rất nhiều chuyện mang xoạt linh thú sơn lời của đạo sư truyền ra lập tức gây nên một mảnh xôn xao người đạo sư này đều mở miệng giang giật xem ra là trăm phần trăm muốn bị hủy bỏ tư cách ta phản đối một đạo hét lớn vang lên chấn động đến vô số người màng nhĩ đau nhức vô số người ánh mắt quét tới lại nhìn thấy giang giật thân thể nhảy lên bưng lấy vai phải liếc nhìn trên đài đi đến hắn vai phải vừa rồi kém chút cho đủ cánh tay cắt đi giờ phút này mặc dù dùng nguyên lực áp chế thoáng cái nhưng tiên huyết còn tại chậm rãi tràn ra, nương theo cước bộ của hắn trôi đầy đất. Bởi vì đổ máu quá nhiều, hắn thanh tú mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn màu đen võ sĩ bảo bị cắt ra mấy vết thương, bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, nhìn rất là thê thảm. Nhưng hắn sắc mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, bước chân vững vàng, từng bước một liếc nhìn lên trên bục đi. Hắn đi đến nhã các bên ngoài, ánh mắt mới xuyên thấu qua rèm trâu tại trên người mọi người quét qua, tại Giang Vân Sơn ba người cùng mã ra gia chủ trên mặt dừng lại một lát, cuối cùng ánh mắt rơi vào cơ thiên cùng ba vị đạo sư trên thân hắn chậm rãi mở miệng nói chư vị đại nhân ta muốn hỏi hỏi ta giang giật vi phạm với đầu nào quy tắc tranh tài các ngươi vì sao muốn hủy bỏ của ta tư cách tranh tài tranh tài quy định không thể động võ khí sao hay là quy định không thể gây tổn thương cho người vừa rồi tranh tài các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ngay từ đầu ta có thể từng hạ nặng tay không phải làm cho đi đường không đường ta hội hạ này ngoan thủ mã ra gia, gia chủ các ngươi mã ra con em mỗi một lần đều muốn đem ta phế đi nếu như ta không có thực lực giờ phút này một cánh tay cũng bị mất, đến lúc đó không biết. Ngươi là có hay không cũng sẽ nói các ngươi mã ra con em quá hung tàn để hắn hủy bỏ tư cách tranh tài. Tích đáp, tí tách, giang giật huyết dịch còn tại nhỏ xuống, đánh vào trên khán đài trên ván gỗ, phát ra tiếng vang lanh lành. Trong khán đài tất cả mọi người trầm mặc, bất quá rất khoái mã ra gia chủ mở miệng phản bác, tiểu tử, ngươi không muốn như thế ngông cuồng coi như để ngươi đánh, ngươi còn có thể thắng lại nói, nói người hung tàn cũng không phải ta một người ý tứ, hắc hắc. Các ngươi Giang Gia Vân xà trưởng lão nhưng cũng là nhận đồng. Mã Khuê, ngươi, Giang Vân xà không nghĩ tới hắn vừa rồi thuận miệng đáp một câu, lại bị Mã Gia Gia chủ mượn cơ hội ép buộc, còn công nhiên chỉ ra Giang Giật là Giang Gia con em. Ha ha ha, Giang Giật tiếng cười to cắt ngang Giang Vân xà, hắn cười lạnh vài tiếng, bình tĩnh nhìn qua Mã Khuê nói ra, có đánh hay không đến thắng, cũng muốn đánh qua mới biết được. Ngươi không phục, có thể để Mã Hắc Kỳ đi lên thử một chút. Mặt khác đừng nói, chúng ta giang ra, ta giang giật tại giang ra trong mắt liền con chó cũng không bằng. Bọn hắn cũng xem sớm ta không vừa mắt, sợ là sớm muốn đem ta trục xuất giang ra, giang vân xà trưởng lão càng là muốn đem ta giết về sau nhanh a à ha ha, ta giang giật thân phận thấp hèn, không xứng cũng không muốn chịu lấy giang ra con em khối này bằng hiệu. a à, giang giật như như tiếng sấm đem toàn trường người chấn mộng, tự liền cơ thính vũ giang hận thủy đám người tranh tài đều tạm dừng. Giang Vân xà lời nói mới rồi liền để mọi người cảm giác được một tia không đúng, Giang giật lời nói càng cảm giác hơn đinh tai nhức óc. Trong quảng trường giờ phút này đều quá nhiều gia tộc tử đệ, bọn hắn nhìn thấy gia tộc mình trưởng bối các cao tầng lớn tiếng lời cũng không dám nói, chứ nói chi là ngay trước nhiều người như vậy cùng gia tộc cao tầng trực tiếp đối thoại. Trọng yếu nhất chính là mở miệng như thử bất tốn nói rõ không muốn làm Giang ra con em, đây là muốn trước mặt mọi người phản tộc sao Giang giật điên rồi sao. Giang giật, người hốn trướng, Người cái này bạch nhãn lang, gia tộc không xử bạc với ngươi. Giang Vân xá tức nổ tung, trên thân đằng đằng sát khí, suýt chút nữa thì nhịn không được trực tiếp xuất thủ đem Giang giật cho làm. Không bằng hắn mới mở miệng liền lập tức tỉnh ngộ lại, nơi này là chỗ nào phụ cận có người nào hắn là lời nói được càng nhiều càng sai đến kịch liệt, Giang ra càng mất mặt. Vân xà, ngậm miệng, Giang Vân Sơn làm Giang ra gia chủ xa xa so Giang Vân xà thông minh, mặc dù hắn nội tâm đã nổi giận đến hận không thể đem Giang giật tháo thành tám khối, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ thất vọng, hắn nhìn qua Giang Giật có chút thở dài, Giang Giật, người cùng Vân Xà có ân oán ta biết, người không muốn nhận cái này Giang gia ta cũng không trách ngươi. Bất quá Giang gia sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một tên gia tộc tử đệ, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, gia tộc vĩnh viễn sẽ không trục ngươi gia tộc. Tốt, trước hào hảo tranh tài, có việc chúng ta về gia tộc bàn lại đi. Thông minh, Giang Vân Sơn một phen tận tình lời nói, để vô số người lặng yên giơ ngón tay cái lên, chỉ là nhẹ nhàng mấy câu, Giang Vân Sơn lập tức để tình thế nghịch chuyển. Người ở bên ngoài xem ra, đây là Giang giật bởi vì cùng Giang Vân xả ân oán giận chó đánh mèo Giang ra, tại như thế trường hợp đại phóng lời nói sơ lầm chửi bới Giang ra, đây là Giang giật không đúng. Mà Giang Vân Sơn lòng dạ rộng lớn, không chỉ có không trách tội Giang giật pha chạm còn cực lực vãn hồi, có thể nói là nhân từ đến cực điểm. Người bên ngoài xem không rõ, nhã các bên trong ngồi đều là người thông minh. Bọn hắn không biết chuyện đã xảy ra, nhưng bọn hắn đều biết, giang giật một thiếu niên 15-16 tuổi không có đặc thù duyên cớ, trừ phi là não tàn, nếu không làm sao dám đảm đương chúng cùng gia tộc đối kháng còn mịt mờ cho thấy nghĩ phản tộc hắn đây là ngại chán sống rồi sao. Giang giật là não tàn sao rõ ràng không phải, bất quá giang giật trầm mặc, mọi người cũng không tốt xen vào việc của người khác, ánh mắt đều nhìn về phía linh thú Sơn học viện ba vị đạo sư, muốn nghe xem quyết đoán của các nàng. 536 không có vi phạm quy tắc tranh tài, cá nhân ta phản đối hủy bỏ hắn tư cách. Ngoài dữ liệu của mọi người, vị kia như băng sơn mỹ nữ đạo sư lại đột nhiên mở miệng, hôm qua nàng còn đối giang giật không có nửa điểm hào cảm thậm chí có chút chán ghét, hôm nay lại ngược lại giúp hắn nói chuyện. Tuổi trẻ đạo sư biến sắc, cái này tô đạo sư cùng hắn ý kiến trái ngược, này bằng với là đánh hắn mặt. Chỉ là không đợi hắn mở miệng phản bác, vị kia lớn tuổi đạo sư Phúc Lão cũng mở miệng nói, không giết người không coi là vi quy, tiếp tục tranh tài đi. Phúc Lão giải quyết dứt khoát, Giang giật cũng thở dài một hơi, ánh mắt thật sâu tại tô đạo sư cùng phúc lão trên mặt nhìn một cái, có chút khom người, quay đầu nhìn về trên lôi đài nhảy tới. Vừa mới đứng tại trên lôi đài, ánh mắt của hắn tự quét về phía phía dưới mã hắc kỳ, quát to, mã hắc kỳ, ta một cánh tay phế đi, toàn thân thụ thương sáu nơi, nguyên lực tiêu hao một nửa, giống như ngươi là nam nhân liền lên tràng. Đương nhiên, giống như ngươi sợ hãi, có thể để các ngươi gia tộc tử đệ tái chiến hai trận. Cuồng vọng, ngông cuồng, tên điên, đây là giờ phút này giang giật cho toàn trường người cảm giác thụ nặng như thế thương thế không chỉ có không trị liệu ngược lại kêu gào nói rõ khiêu chiến thập đại thiên tài một trong mã hắc kỳ hắn đây là chính mình muốn chết vẫn là biết mình không có khả năng tại thắng được đi sở dĩ vò đã mẻ không sợ rơi ha 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 mã hắc kỳ cười một tiếng dài thân thể sôi nổi mà lên như thế giờ phút này hắn không trả nổi tràng vậy sẽ để toàn thành người đều xem thường hắn đi lên về sau trong ánh mắt đằng đằng sát khí mở miệng nói thương lang Giang giật ngươi nhất định phải cùng ta chiến ngươi không sợ ta cũng đem ngươi đàn điển phế đi. Khác đừng giả mù sa mưa, các ngươi lâu như vậy, chẳng phải đang chờ ta bị thương sao tới đi, ngươi có thể phế đi ta, ta giang giật tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Giang giật quát lạnh một tiếng, hai chân đạp mạnh, thân thể như mũi tên nhọn hướng mã hắc kỳ vào tới, hắn nguyên lực cùng thể lực tiêu hao quá lớn, thân thể huyết dịch chảy hết để hắn càng ngày càng suy yếu, không tốc chiến tốc thắng, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đến hay lắm, Mã Hắc Kỳ cười một tiếng dài, thân tử không lui mà tiến tới hướng Giang Giật phóng đi, hai tay thành ưng chảo thức hướng Giang Giật đầu hung hăng chụp tới. Con, Giang Giật giấu ở trong tay áo thanh minh kiếm xuất thủ tâm, hắn nguyên lực quán chú binh khí, tay trái nhoáng một cái, lại huyễn ra ba đạo vô cùng chân thực hư ảnh, theo ba phương hướng hướng Mã Hắc Kỳ đâm tới. Huyễn ảnh quyền lại bị hắn cải biến, mang theo vũ khí sử ra, biến thành huyễn ảnh kiếm. Điêu trùng tiểu kỹ, xem ta Hắc Long Tiên mắt thấy ba thanh hiện ra thanh quang bảo kiếm đâm tới mã hắc kỳ trên mặt không có nửa điểm bối rối hắn một cái tay trong ngực tìm tòi một cái màu đen nguyễn tiên quang ra thẳng tắp hướng giang giật thanh minh kiếm quấn đi tốc độ nhanh đến để vô số người một trận nhãn tốn ầm um, nguyễn tiên cùng đoàn kiếm va nhau giang giật tay trái chấn động miệng hồ tê dần đoàn kiếm trong nháy mắt bị cuốn lấy kia nguyễn tiên còn vô cùng thần kỳ tựa như vật sống liền mang theo đem hắn tay trái nửa cái cánh tay cùng một chỗ quấn quanh đi vào giang giật ta muốn thay Mã Phi cùng Mã Nguyên đòi lại nợ máu. Nhìn thấy Giang giật sắc mặt dây lát biến, hoảng sợ lui nhanh. Mã Hắc Kỳ trên mặt đều là tàn ý, hắn một cái tay bắt lấy roi dài đột nhiên kéo một phát, đem Giang giật thân thể kéo tới, một cái tay khác hóa thành ưng chảo hung hăng đối Giang giật bụng dưới chộp tới, mục tiêu rõ ràng là Giang giật đan điền. Xong, võ điện trên sân thượng dương quản sự nặng nề thở dài, Giang giật giờ phút này tay trái bị trói, tay phải đã sớm phế đi, mà lại đổ máu quá nhiều, nguyên lực thể lực tiêu hao quá nhiều, làm sao còn có thể là toàn thịnh mã hắc kỳ đối thủ sợ là đan điền bị phế vẫn là nhẹ. Bên cạnh võ điện điện chủ khẽ lắc đầu, kia màu bạc vòng tai truyền ra một trận thanh âm thanh thúy, hắn hờ hững mở miệng nói là xong, bất quá. Là mã hắc kỳ, chương 50 tiếp tục. Mã Hắc Kỳ xong đây không có khả năng A à Giang giật hai tay đều không có cách nào công kích hắn còn có thể đánh bại Mã Hắc Kỳ theo ta đoán chừng Giang giật duy nhất có thể tổn thương Mã Hắc Kỳ chỉ có bạo nguyên trường, vấn đề không có tay hắn làm sao phóng thích bạo nguyên trường. Dương quản sự rất là không hiểu, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía dưới lôi đài, nhìn thấy giang giật đã bị mã hắc kỳ kéo tới, mắt thấy là phải bị cào nát đan điền, tâm lập tức nắm chặt. Võ điện điện chủ bất động thanh sắc, chỉ là lạnh nhạt nói ra trực giác. Ta cảm giác vừa rồi tiểu tử này giống như cố ý bị người chặt tổn thương cánh tay phải mà lại đằng sau cũng không có lập tức trị liệu, ngược lại trực tiếp khiêu chiến, hắn hẳn là. Là tại đưa tử địa mà hậu sinh, suy suy, trên lôi đài, mã hắc kỳ ưng chảo đã gần sát giang giật cái bụng, hắn ưng chảo không phải phổ thông ưng chảo, hiển nhiên là một loại cao cấp võ khí. Bởi vì hắn năm ngón tay tại lúc này trở nên thon dài, móng tay cũng biến thành phá lệ sắc bén, giống như là một cái có thể bắt nứt xương thú diều hâu chi chảo. Xong, dược lăng tuyết đã sớm bị lãnh thiên thiên đánh rơi xuống đài, giờ phút này đều có chút không đành lòng quay đầu ra đi, tựa hồ không muốn nhìn thấy giang giật bụng dưới bị bắt nát, đan điền bạo liệt hình dạng. Mã Hắc Kỳ, Tự ngươi dạng này còn muốn cho mã phi bọn hắn báo thù để ngươi cha báo thù cho ngươi đi ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo tia tóc giang giật đột nhiên mở miệng nói một câu nói nguyên bản có chút kinh hoàng sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh một đôi mắt đều là lạnh ý cánh tay phải của hắn miệng vết thương một cỗ tiên huyết đột nhiên tiêu xạ mà ra như một đạo huyết tiến hướng mã hắc kỳ vò tới mà mã hắc kỳ vừa lúc bị giang giật lời nói kinh hãi đến bản năng ngẩng đầu lại bị phun mặt mũi tràn đầy đều là a à. Dưới lôi đài hai tên Giang ra con em kinh hô lên, Chiều này Giang giật từng dùng qua, tại Tây Sơn trên hắn há mồm phun ra Giang như hổ một mặt huyết, để Giang như hổ trong thời gian ngắn ngủ, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Bất quá hôm nay máu của hắn không phải phun, mà là theo miệng vết thương bắn ra, bắn ra còn phi thường chuẩn, nắm bắt thời cơ đến mức dị thường hoàn mỹ. Mã Hắc Kỳ trước kia là cúi đầu, bị Giang giật hét một tiếng vừa mới ngẩng đầu, lại đối diện nhìn thấy một đạo huyết tiến phóng tới. Hắn trong nháy mắt nhắm mắt, nhưng vẫn là có một ít huyết dịch tiến vào con mắt để trong mắt hắn một trận đau rát trong lòng của hắn ám đạo không ổn một cái tay đột nhiên vung lên nguyễn tiên lắc một cái chuẩn bị đem giang giật quăng bay ra đi đồng thời thân thể như thiểm điện lui nhanh tốt giang giật khóe miệng lộ ra mỉm cười mã hắc kỳ phản ứng quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn cái này lắc một cái nguyễn tiên tay trái của hắn tự giải trừ trói buộc mà tay trái của hắn một khi có thể động hắn liền có thể đơn giản ra sát chiêu còn muốn trốn hắn quát lạnh một tiếng võ điện điện chủ đoán rất đúng hắn vừa rồi trận chiến kia đích thật là cố ý thụ thương vì chính là giờ phút này hắn kế hoạch lâu như thế sự tình làm sao lại để mã hắc kỳ nhẹ nhõm né ra tay trái của hắn sớm tại nguyễn tiên khẽ động thời điểm tự động nhẹ nhõm thoát ly nguyễn tiên trói buộc đem thanh minh kiếm nhất phung trở tay bắt lấy nguyễn tiên dùng sức kéo một cái mượn lực thân thể càng nhanh hơn hướng mã hắc kỳ phóng đi khẽ dựa gần mã hắc kỳ đầu của hắn trùng điệp đối với mã hắc kỳ mặt đánh tới vai trái một cái dựa vào vai đụng hai chân vận chuyển xà tiên thối liên miên không ngừng đá xuống. Hắn lợi dụng toàn thân có thể lợi dụng mỗi một chỗ địa phương, triển khai một vòng như bạo phong vũ công kích. Để vốn là kinh hoàng vạn phần mã hắc kỳ mộng triệt để hoảng loạn lên, chỉ có thể một bên nhanh chóng lui lại, một bên lung tung vung vẩy tay trái ưng chảo công kích. Suy suy, trong hỗn loạn, giang giật thân thể vô số chỗ bị bắt xuất ra đạo đạo rãnh máu, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm lùi bước, càng không có nửa điểm bối rối, tựa như thân thể không phải chính hắn hắn công kích một vòng, để mã hắc kỳ triệt để loạn về sau, thân thể đột nhiên thối lui, một mực không nhúc nhích tay trái động, một đạo màu xanh lam sấm quang mang sáng lên đột nhiên đối mã hắc kỳ thân thể vỗ tới. Bạo nguyên trưởng phóng thích, hắc kỳ thua, mã khuê nhìn thấy giang giật phóng thích bạo nguyên trưởng, vô lực nhắm mắt lại. Mã hắc kỳ giờ phút này con mắt bị thương, bị giang giật vừa loạn mưa to gió lớn công kích triệt để rối loạn tắc lòng, giống như hắn bất loạn bảo trì thanh tình, tiếp tục khống chế hắc long tiên trói lại giang giật tay trái để hắn không cách nào ra sát chiêu, giang giật tuyệt đối không thắng được. Nhưng giờ phút này giang giật đã thả ra bạo nguyên trưởng, vẫn là như thế gần khoảng cách, kết cục không cần nhìn đều biết. ầm um, một tiếng bạo hưởng, giang giật cùng mã hắc kỳ đồng thời bị tạc bay, giang giật rời đi bạo tạc trung tâm không xa, thân thể vốn là vết thương trồng chất, giờ phút này càng là toàn thân áo bảo rách dưới, rất nhiều nơi máu thịt be bét. Cũng may hắn là chủ công, chính mình lui được nhanh, cũng không nhận được chí mạng tổn thương. Mã Hắc Kỳ có chút thảm, ngược trái một mảnh cơ bắp bị tạc toái, lộ ra sâm sâm bạch xương, thân thể như phá bao tải lật ngược hạ lôi đài, liên đới hai tên võ giả đều bị đụng bay. Lúc rơi xuống đất vẫn là sau đầu trước chạm đất, kia đầu cùng bàn đá xanh va chạm một ngạt âm thanh, để phụ cận người đều thay hắn cảm giác được thịt đau. Thật là khủng khiếp tâm trí, tốt cao minh thủ pháp, thật là lòng dạ độc ác. Nhìn qua gian nan đứng lên cái kia đạo máu me khắp người thân ảnh, nhìn qua cặp kia lạnh lùng tới cực điểm con ngươi, trong khán đài các cường giả nội tâm toàn bộ kích động. Giang giật mỗi một chiêu mỗi một thức các nàng đều nhìn ở trong mắt, giang giật chiến thuật vô cùng đơn giản, trước yếu thế tại địch, lại dụ địch xâm nhập, cuối cùng bằng vào một chiêu ai cũng không nghĩ tới huyết tiễn thành công phá cục, sau đó hết thảy đều thuận lý thành trương. Cái này nhìn rất đơn giản, thậm chí tại sở hữu trong mắt cường giả rất là ngây thơ, nhưng ở chàng bất cứ người nào để tay lên ngực tự hỏi, đem bọn hắn đổi thành giang giật, dưới tình huống như vậy bọn hắn có thể làm được so giang giật hoàn mỹ sao hiển nhiên độ khó vô cùng lớn. Thậm chí, đến giờ phút này rất nhiều người đều đang nghĩ, giang giật trên thân nhiều chỗ thụ thương, có phải hay không cũng là cố ý mục đích đúng là từng bước một tan giã mã hắc kỳ phòng bị chi tâm còn có vừa rồi giang giật đang nhìn trên đài, đối giang ra gia chủ giang vân xà nói kia lời nói ngữ, có phải hay không cũng là cố ý. Để mọi người nhất cảm khái là, giang giật không chỉ có tâm trí kỳ cao, mà lại đặc biệt hung ác. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác thụ nặng như thế tổn thương giống như mã hắc kỳ ổn trọng một điểm giống như cuối cùng một khắc này huyết tiến khống chế kém một chút không có bắn trúng mã hắc kỳ con mắt hắn tất cả bố cục đem thất bại trong gang tấc hạ tràng cũng rất không tươi đẹp đan điền tuyệt đối sẽ bị phế còn như giang giật sao có thể khống chế huyết dịch phun ra điểm này nhã các bên trong các cường giả cũng không cảm thấy kỳ quái ở đây bất cứ người nào cũng có thể làm đến chỉ là vận dụng nguyên lực bước ra huyết dịch mà thôi. Bất quá trước đó bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới như thế kỳ chiêu, giang giật chẳng khác gì là hiện trường cho tất cả mọi người lên bài học, thời điểm mấu chốt bất kỳ vật gì đều có thể trở thành vũ khí đả thương địch thủ. 536, 8 tháng liên tiếp, hoa bào lão giả thanh âm đem mọi người suy nghĩ kéo lại, lão giả kia có chút không đành lòng nhìn qua giang giật nói, người còn muốn tiếp tục tranh tài sau 536. Bị mã hắc kỳ nắm, bắt loạn mấy chảo, giang giật lại thêm mấy chỗ vết thương, Mặc dù miệng vết thương trên người hắn không có một chỗ là chí mạng, nhưng tiếp tục chiến đấu xuống dưới coi như có thể thắng được mặt hai trận, thân thể của hắn cũng tuyệt đối sẽ chịu không được, rất có thể đổ máu quá nhiều mà chết. Khác đừng dựng lên, 536 trở về chữa thương đi, một trận tranh tài mà thôi, tiếp tục làm hạ thấp đi ngươi sẽ chết. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên theo nhã các bên trong truyền đến, để mọi người kinh dị vô cùng. Bởi vì lời nói này đúng là theo vị kia tô đạo sư trong miệng nói ra được, vị này tô đạo sư tính tình cực lạnh, cơ thiên nói chuyện cùng nàng đều xa cách, lại đối giang giật như thế nhìn với con mắt khác. Không, tiếp tục tranh tài, giang giật lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua rèm châu hướng tô đạo sư nhìn thoáng qua, miễn cứng cười một tiếng nói ra, yên tâm đi, ta giang giật mệnh tương đối tiện, không chết được. Tô đạo sư nói không sai, nhưng đối với người khác đây có lẽ là một trận tranh tài, một cái kỳ ngộ, đối với giang giật tới nói, đây là hắn duy nhất có thể trốn ly thiên vũ thành cơ hội mà không trốn ly thiên vũ thành hắn chỉ có tử lộ một trận, coi như võ điện đều không gánh nổi hắn, mã ra cùng giang ra muốn giết chết hắn quá đơn giản. Trừ phi hắn cả một đời trốn ở trong võ điện không ra, nếu là như vậy hắn tình nguyện đi chết, sở dĩ hắn không có đường có thể đi, chỉ có tử chiến. Tốt a, à, tiếp tục tranh tài, hoa bào lão giả thấy không có thanh âm truyền tới, bất đắc dĩ thở dài, khua tay nói. Hưu, một thân ảnh như thiểm điện vọt lên, trong con người đều là sát khí, không nói hai lời tựu hướng giang giật phóng đi, trong tay một cái dao găm phía trên hiện ra lãnh quang để rất nhiều người cảm giác được không rét mà run. Không được giết người, hoa bào lão giả xem xét tình huống không đúng lập tức quát lớn, người này rõ ràng cũng là mã gia con em, nhìn xem mã hắc kỳ bị trọng thương đi lên báo thù. Thực lực mặc dù chỉ có chú đỉnh cảnh lục trọng, nhưng là nếu là hắn liều chết cũng muốn giết chết giang giật, vậy liền thật phiền toái. Giang giật cũng cảm giác được không đúng, người này sát khí quá nặng đi, hắn nhìn đối phương cặp kia tràn đầy giữ tợn ý con mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Hắn nguyên địa đứng đấy bất động, triệu tập còn sót lại hai tia hắc sắc nguyên lực một trong, vận chuyển tới quyền trái tại đối phương giao găm đối trái tim của hắn bộ vị hung hăng đâm xuống lúc đột nhiên ra quyền. Suy, ầm, um, giao găm đâm vào thân thể của hắn một tấc, rời đi trái tim của hắn chỉ có một tia, nắm đấm của hắn rốt cục hung hăng nện ở đối phương ngực, người kia lên tiếng bay rất ra ngoài. Dung hợp hắc sắc nguyên lực, giang giật lực lượng đạt đến thất mã chi lực. Một quyền đem đối phương đập bay cũng bình thường. Phốc, Giang giật một ngụm máu tươi rốt cuộc áp chế không nổi cuồng phún mà ra, hắn thân thể lắc lư mấy lần cũng không kiên trì nổi, quỳ một chân xuống đất, tay trái chống đất, ngực tiên huyết thành như tia tơ chảy ra, đem lôi đài đều nhuộm thành huyết hồng, hắn hư nhược nhắm mắt lại nghỉ ngơi thoáng cái, ánh mắt lần nữa hướng phía dưới quét tới, quát lạnh nói tiếp tục. Tê, vô số dự thi thiếu niên thiếu nữ hít một hơi lãnh khí, tâm linh bị thật sâu chấn động các nàng nhìn qua trên lôi đài cái kia đẫm máu thân thể, tấm kia yếu ớt như tuyết mặt, cặp kia vẫn như cụ chiến ý cao long con ngươi, cảm giác đây không phải là một thiếu niên 15-16 tuổi, mà là một cái chân chính chiến sĩ, một cái không sợ tử vong, bách chiết không buông tha chiến sĩ. Hắn cũng không phải đem cái này xem như tranh tài, mà là một trận chiến đấu, một trận ngươi không chết thì là ta vong chiến đấu. chương 51, lặn đi bên trên Tây Sơn, cuối cùng một trận, mã ra một tên con em vừa mới chuẩn bị ra sân lại bị một người kéo lại còn lại mã ra con em cũng rất nhiều nhận được mệnh lệnh hôm nay mã ra người không phải lại đến chàng hôm nay mã khuê bố trí vốn là dương mưu nghĩ là đường đường chính chính đánh bại giang giật còn không rơi tiếng người chui nhưng mà kế hoạch này xuất hiện một chút dị biến mã ra con em không hội diễn trò vui quá liều mạc ngay từ đầu cũng làm người ta nhìn ra về sau mã hắc kỳ bị chọc giận sớm ra sân kế hoạch này đã triệt để mất hiệu lực Giống như Mã Hắc Kỳ chiến thắng cái này không gì đáng trách, nhưng Mã Hắc Kỳ đều thua về sau lại phái người ra sân, như vậy thì có sai lầm lỗi lạc. Vừa rồi kia một người báo thù tâm lại có thể lý giải, còn lên chàng vậy sẽ tại ba vị đạo sư cùng chấn Tây quân quan trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, nói không chừng lấy giỏ chúc mà múc nước công dã chàng. Mã ra con em không lên chàng, còn lại gia tộc tử đệ thì càng không tốt hơn chàng, thực lực mạnh khinh thường bỏ đá xuống giếng, thực lực yếu ai dám lên chàng giang giật kia thủ đoạn hung tàn ngấm lại đều để người không rét mà run trong lúc nhất thời ngược lại rằng co xuống tới bất quá theo thời gian trôi qua giang giật càng ngày càng suy yếu đây đối với hắn tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt ầm um, cơ thính vũ hai tay như cách không đánh đàn trên không trung ngúa, lại không cao tùng đem một tên đối thủ đánh rơi hạ chàng nàng ánh mắt quét qua giang giật bên kia lông mày có chút nhân lại nhìn xem hắn ngay cả đứng lập đều khó khăn chảy xuôi tiên huyết đã nhuộm đỏ gần phân nửa lôi đài vẫn còn quật cường không chịu rời khỏi tranh tài, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bất nhẫn. Nàng khe khẽ thở dài, cuối cùng cắn cắn bối môi, ánh mắt hướng xuống mặt một tên cơ gia võ giả hơi liếc mắt ra hiệu, người kia lập tức đã hiểu hướng giang giật lôi đài bay vọt mà lên. a à, chú đỉnh cảnh giới tam trọng, toàn trường đều đang chăm chú bên này, xem xét là tên chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả vẫn là người cơ gia, lập tức hướng cơ thính vũ quét tới. Thấy được nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua giang giật bên này, tựa hồ không phủ nhận là sắp xếp của nàng, toàn bộ nguyên man bất định, chẳng lẽ cái này xem nhẹ thiên võ thành nam tử cơ tiên tử, rốt cuộc động phàm tâm coi trọng giang giật. Cơ Thính Vũ ưu tú không thể nghi ngờ, đây là một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ tử, trọng yếu nhất chính là nàng còn thiên tư tuyệt thế. Nàng là thiên võ thành vô số thiếu niên trong lòng nữ thần, một vị cao cao tại thượng chưa từng đối nam tử tỏ ra thân thiện tiên tử, Giang Hận Thủy Mã Hắc Kỳ liếu Hà truy cầu nàng mấy năm nàng cho tới bây giờ đều là lạnh lùng mà vô tình, hôm nay lại vì Giang giật lại không tiếc để người mượn cớ, cũng muốn phái tộc nhân ra sân. Giang hận thủy trong mắt một tia hận ý chợt lóe lên, thủ hạ công kích mãnh liệt hơn mấy phần. Chỉ là mấy chiêu liền đem một tên dương ra con em trọng thương xuống đài, ánh mắt của hắn quét về phía Giang giật, đôi mắt chỗ sâu một tiêu án độc làm sao cũng che giấu không ở. Giang giật nhìn thấy đúng là một tên chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả ra sân hơi kinh ngạc, không bằng hắn đã suy yếu đến cũng nhanh té ngã trên đất, lập tức cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trong đôi mắt tàn khốc lóe lên, miễn cưỡng tỉnh lại toàn lực vận chuyển nguyên lực, còn đem cuối cùng một tia hắc sắc nguyên lực triệu tập ra, thân thể như cuồng long hướng kia chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả phóng đi. A, à, kia chú đỉnh cảnh tam trọng cơ ra con em vốn là đi lên đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế chuẩn bị đi một vòng tựu đi, tự nhiên không dám cùng Giang Giật thật giao chiến. Giờ phút này nhìn thấy Giang Giật kia như là dã thú hung ác ánh mắt, kia đập vào mặt khí thế cường đại, Lập tức dọa đến thân thể run lên, lui lại mấy bước lại lật ngược hạ lôi đài. Ha ha ha, một mảnh cười vang vang lên, giữa sân bầu không khí cũng buông lỏng, vốn là tranh tài thi đấu lại cho giang giật làm cho như chiến trường chém giết, để lòng của mọi người đều như kéo căng dây cung đại khí không dám phun ra. Hôm nay chiến đấu mọi người ngờ tới sẽ rất kịch liệt, nhưng đều không nghĩ tới kịch liệt đến trình độ như vậy. Loảng xoảng, xác định thứ 10 chiến thắng, giang giật không thể kiên trì được nữa thân thể lay động lại một lần nữa một chân quỳ xuống hắn nhưng như cú quật cường một tay chống đất để cho mình thân tử không ngã xuống hưu một thân ảnh theo võ điện trên sân thượng như diều hâu trực tiếp lướt đến vững vàng rơi vào trên lôi đài chặn ngang ôm lấy giang giật trực tiếp hướng võ điện lướt tới chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại mọi người trong tầm mắt a à, giang giật tại võ điện làm bồi luyện dù sao chỉ có một số nhỏ người biết những người còn lại đều rất kinh ngạc giang ra người vì sao không cứu chữa giang giật ngược lại võ điện người ra mặt thật chẳng lẽ như giang giật nói tại giang ra trong mắt hắn liền một con chó cũng không sánh nổi giang giật rất nhanh biến mất tại trong võ điện mọi người chỉ có thể quay đầu nhìn về còn lại lôi đài bất quá đầu vẫn như cú kích động trong lòng không ngừng hiển hiện vừa rồi giang giật mấy trận chiến đấu trước mắt tranh tài trong mắt bọn hắn cũng biến thành nhà tròi ngây thơ giang giật thiếu ra giang giật thiếu ra người nhất định muốn hảo, hảo a người nhất định muốn chịu đựng a người nếu là chết rồi tiểu nô sợ là cũng không sống nổi Giang giật không biết là, trong một góc Xuân Nha thân thể gầy yếu đang không ngừng run rẩy. hôm nay Xuân Nha vốn là ra mua chút đồ vật lại ngoài ý muốn phát hiện Giang giật, vẫn là đứng tại trên lôi đài. Nhìn xem Giang giật một trận lại một trận thắng lợi, Xuân Nha vui vẻ ghê gớm, nhìn thấy hắn lần lượt lại một lần thụ thương, nàng cũng lo lắng đến đại khí không dám phun ra, cuối cùng nhìn thấy Giang giật bị võ điện người mang đi về sau, nàng mới thở ra một hơi thật dài. Ừm, um, trở về, ra đã lâu như vậy, tiểu nô nên lo lắng. Xuân Nha thấp giọng thì thào hai câu, lần nữa hướng võ điện phương hướng nhìn một bước hướng giang ra đại viện đi đến. Trên đường đi trong nội tâm nàng đều tại suy nghĩ, chờ sau đó có nên hay không cùng Giang Tiểu Nô nói Giang Giật sự tình nàng rất rõ ràng Giang Tiểu Nô đến cỡ nào lo lắng Giang Giật, nếu không phải chân còn không có toàn bộ tốt khẳng định sẽ ra ngoài tìm kiếm Giang Giật. Ừm, chế chút cùng Tiểu Nô nói tại võ điện cửa ra vào trông thấy Giang Giật thiếu ra, nhưng không nói hắn tham gia trận đấu. Các loại đi trở về Giang gia đại viện Xuân Nha rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, giống như nói cho Giang Tiểu Nô Giang giật tham gia trận đấu, nàng trời sáng khẳng định hội kéo lấy tổn thương chân đến xem Giang giật so tài, đến lúc đó tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Giang giật phát huy. Tiểu Nô, ta trở về nha, đi đến bản thân Tiểu Viện, Xuân Nha đẩy mở cửa lớn tiếng hô lên, nhưng trong sân yên tĩnh, một điểm thanh âm không có, nàng bốn phía quét qua lập tức sắc mặt thay đổi, bởi vì trong sân có chút lộn xộn, giống như là có sinh ra đi vào. Tiểu Nô vào ban ngày cha mẹ của hắn đều không ở nhà, nhà nàng nghèo đến không có một kiện đồ vật ra hồn, tự nhiên không có khả năng chiêu tặc, giải thích duy nhất liền là giang tiểu nô rất có thể xảy ra chuyện. Ầm, um, ngay tại nàng vội vàng phòng nghỉ trong phòng đi đến, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trong phòng vọt ra, tại nàng còn không có phản ứng trước đó một cái trưởng đao chém vào sau gáy nàng, để nàng trực tiếp ngất đi. Trói lại, miệng cúng che, mặt khác, để Vinh quản sự kéo cha nàng nương, sự tình không có làm tốt trước ta không hy vọng nơi này tin tức có nửa điểm tiết ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng tại bên ngoài viện vang lên, trong sân người lập tức đem Xuân Nha mang vào gian phòng bên trong dùng dây thừng một mực chói chặt, còn đem miệng cho chặn lại, cuối cùng đem một cái đã sớm bị đánh ngất xỉu gầy yếu thiếu nữ mang ra ngoài, rõ ràng là Giang Tiểu Nô. Bên ngoài viện đứng đấy mấy người, người cầm đầu thân thể mập mạp như heo, một cái chân khập khánh, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, không phải Giang như hổ là ai ánh mắt của hắn tại Giang Tiểu Nô trên thân quét qua, cười lạnh nói, đi, bên trên Tây Sơn. Lú quét, người đi võ điện cho Giang giật báo tin, để hắn lập tức lăn đến Tây Sơn đến, nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng kinh động đến võ điện người, người liền nói ngươi là hắn biểu đệ. Hổ ca cao minh, giờ phút này Giang giật bản thân bị trọng thương, hắn dám lên Tây Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể thấp bé gầy yếu như một đầu xài lang Giang báo lập tức giơ ngón tay cái lên, không bằng hắn vẫn còn có chút lo lắng nói ra, Giang giật chiến lực như vậy, bằng vào chúng ta những người này được không long ca sẽ đi sao giang như hổ gật đầu nói ca của ta khẳng định đi không tự tay giết giang giật ca của ta sao có thể nuốt xuống khẩu khí này yên tâm đi lần này cũng không chỉ chúng ta những người này chúng ta còn có viện quân đến lúc đó các ngươi liền biết toàn bộ mang lên ra hỏa lên núi bởi vì linh thú sơn chiêu sinh giang ra đại viện giờ phút này có thể rất là yên tĩnh mấy người đem giang tiểu nô chứa ở một cái bao tải bên trên lặng yên né tránh giang gia hạ nhân bước nhanh đi ra giang gia tây môn, thẳng đến tây sơn. Xin chào, ta tìm giang giật, cũng chính là thương lang, ta là hắn đường đệ. Sau nửa canh giờ, giang ra một cái chi thứ con em lũ quét đến võ điện bên ngoài, đối một gã hộ vệ thấp giọng nói. Gần nhất giang giật rất là bị võ điện điện chủ nhìn hộ vệ bọn họ đều biết, tự nhiên không dám thất lễ lập tức đi vào đưa tin. Chỉ là hộ vệ rất nhanh liền ra, hờ hững đối lũ quét nói ra, thương lang giờ phút này ngay tại chữa thương, vẫn còn đang hôn mê bên trong dương quản sự nói bất luận kẻ nào cũng không thấy người quay đầu lại đến đi a à, vậy ta chế chút lại đến tốt lú quét buồn bực chắp tay rời đi qua hai canh giờ về sau lại tới hỏi thăm lại bị cáo chi vẫn còn đang hôn mê bên trong cuối cùng tại đang lúc hoàng hôn hắn lại để van cầu gặp một lần kết quả giang giật còn không có tỉnh hắn đành phải bất đắc dĩ thẳng đến tây sơn bẩm báo đi giang giật hoàn toàn chính xác tại chứa thương bất quá cũng không có hôn mê hai canh giờ trước đó tự tỉnh lại chỉ là dương quản sự không muốn hắn bị người quấy dày, sở dĩ để hộ vệ cản lại lũ quét. Địa giai thuốc chữa thương quả nhiên, sắc trời hoàn toàn đen lại, giang giật cũng mở mắt, sắc mặt của hắn lần nữa khôi phục huyết sắc, chỉ là lớn nửa ngày trị liệu, thương thế của hắn vậy mà tốt bảy tám phần. Võ điện quả nhiên không có lửa hắn, chỉ cần hắn không chết võ điện đều có thể để hắn phục hồi như cũ, đương nhiên. Lần này võ điện dòng giã bỏ ra năm mai địa giai thuốc chữa thương đại giới, Dương quản sự còn tự thân xuất thủ vận công giúp hắn chữa thương dòng giã hai canh giờ. 20 tháng liên tiếp, Giang giật thở ra một hơi thật dài, mã ra rất nhiều con em bị đả thương nặng, tăng thêm hôm nay đã ảnh hưởng rất ác liệt. Trời sáng tuyệt đối không dám như thế giống chống khua chiêm tiếp tục hố hắn đi ra tộc khác khẳng định cũng không dám, hắn xem như vượt qua gian nan nhất một ngày. Trời sáng bắt đầu trận đánh cường độ hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều, hắn đoán chừng có thể nhẹ nhõm 90 tháng liên tiếp cuối cùng một ngày trận đánh cường độ mới có thể gia tăng đến tối cường. Tu luyện, chữa thương, chờ đến buổi sáng ngày mai thương thế của ta hẳn là sẽ toàn bộ tốt. Giang giật nhắm mắt lần nữa ngồi xếp băng, nội tâm ẩn ẩn cũng hưng phấn lên, nếu là hắn thật có thể trăm thắng liên tiếp, hắn đem có thể mang theo Giang tiểu nô cao chạy xa bay đi linh thú sơn học viện, cũng không tiếp tục lo lắng tùy thời có người hội uy hiếp hai người sinh mệnh. Nhưng mà, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Tại Giang Giật ngày thứ hai vừa mới lên lôi đài, hoa bào lão giả còn không có tuyên bố tranh tài bắt đầu, một người vậy mà trực tiếp lên đài. Đây là một cái chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả, Giang Giật còn rất là quen mặt. Lũ quét, người ở bên ngoài xem ra, Giang ra con em ra sân là Giang ra chuẩn bị cho Giang Giật đưa đồ ăn, nhưng Giang Giật lại cũng không cho rằng như vậy, sắc mặt hắn trở nên âm trầm vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm lũ quét, trên thân sát khí như hồng. Hưu, lũ quét thân thể lóe lên hướng Giang Giật phóng đi, vừa mới tới gần Giang giật xa ba thước mắt thấy hắn muốn động thủ, Giang Hồng lập tức hạ giọng nói ra, ta không phải đến cùng ngươi khai chiến, ta chỉ là truyền lời hổ ca để cho ta nói cho ngươi không muốn Giang Tiểu Nô chết, lập tức lặn đi bên trên Tây Sơn đi, sau nửa canh giờ ngươi còn không có xuất hiện, Giang Tiểu Nô sẽ bị gian sát trí tử. mươi 52, lên núi, lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu, cơ thiên cùng học viện ba vị đạo sư vừa mới ngồi xuống. Hoa bào lão giả gặp Giang giật bên này đã khai chiến, bất đắc dĩ chỉ có thể sớm tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lũ quét hắn lên đài bên trên cái gì? Giang Vân Sơn cũng không không biết lũ quét, Giang Vân Sà là Giang gia nội vụ đường tổng quản tự nhiên rất là tinh tường. Hắn nghi ngờ cao mày, cùng Giang Vân Sơn liếc nhau, hai người không hiểu cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Hiu, Giang giật nghe xong lũ quét hậu thân con động, hắn một cái tay như như độc xà như thiểm điện tìm kiếm, nhưng không có bắt lú quét cánh tay, mà là nhẹ nhõm tránh thoát hai tay của đối phương trực tiếp nắm cổ đối phương sau đó đột nhiên đem lũ quét thân thể nhấc lên lơ lửng giữa không trung hắn băng lãnh tới cực điểm con mắt nhìn chằm chằm lũ quét trên người trùng thiên sát khí để lôi đài phụ cận người đều cảm giác được ngạt thở hắn cực lực áp chế thanh âm của mình mở miệng nói ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa khụ khụ lũ quét bị nắm cổ cảm giác khí đều không xuyên thấu qua được đâu còn có thể nói chuyện hắn chỉ có thể không ngừng ho khan đưa tay chỉ giang giật tay ra hiệu hắn buông ra một chút giang giật không có buông ra ngược lại đột nhiên sách theo thân thể của hắn đối lôi đài mặt đất hung hăng nện xuống, lực lượng cường đại dẫn tới rắn chắc lôi đài chấn động, giang giật một quyền hung hăng đánh vào lũ quét trên đầu, đánh cho hắn máu mũi bão táp, lần nữa hạ giọng quát lên, tiểu nô thế nào nói. Không nói ta đánh chết ngươi, lũ quét mắt thấy giang giật nắm đấm lại muốn nện xuống, vội vàng hoảng sợ nói ra, giang tiểu nô không có việc gì, ngươi nhanh lên tây sơn đi, nếu không nàng khẳng định sẽ xảy ra chuyện, đừng đánh nữa. Ta chỉ là cái truyền lời, oanh, Giang giật nắm đấm hung hăng rơi xuống, lần này lực đạo 10 phần, trực tiếp đem lũ quét đầu một quyền nện vào lôi đài dày đặc dưới ván gỗ. Hưu, Giang giật thân ảnh hướng dưới lôi đài trực tiếp bay xuống, lại rất nhanh vọt lên, trên quảng trường vô số đầu người bên trên không điểm đứt qua, thẳng tắp hướng Giang ra đại viện phương hướng tiêu xạ mà đi. A, à, toàn trường kinh ngạc, Giang giật đây coi là cái gì đối thủ còn không có đầu hàng. Cũng không có đá xuống lôi đài hắn làm sao trước hạ lôi đài dạng này tính người nào thắng mà lại tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn làm sao một câu không nói muốn đi, hắn đây là chuẩn bị rời khỏi tranh tài sao. Hoa bào lão giả sám trắng lơ lỏng lông mày cũng nhíu lại, hắn nhìn thấy giang giật đã lao nhanh ra ngoài mấy chục trượt, vội vàng quát to, 536, người đi làm cái gì tranh thủ thời gian trở về, nếu không ta đem hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài. Giang giật thân thể không có một khắc dừng lại, thậm chí đều không quay đầu lại, toàn lực hướng giang ra đại viện phóng đi, hoa bào lão giả lập tức nổi giận, lần nữa quát to, ta lặp lại lần nữa, lập tức trở về đến, nếu không đem phán định ngươi tự động bỏ quyền, hủy bỏ tư cách tranh tài. Giang giật thân ảnh đã bay vụt đến dọc theo quảng trường, hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, quay đầu quét qua hú dài, không cần phán định, trận đấu này ta không đánh. Xoạt, đưa mắt nhìn Giang giật thân ảnh biến mất ở phương xa, toàn bộ quảng trường như vỡ tổ huyên náo, tự liền nhìn trên đài rất nhiều đại nhân vật đều vô cùng ngạc nhiên. Giang giật hôm qua vượt qua khó khăn nhất một ngày, hắn liều mạng phía dưới thành công xông phá mã ra trận đánh, đánh bại thập đại thiên tài một trong mã hắc kỳ, cầm xuống 20 thắng liên tiếp. Giang giật nghĩ không sai, hôm nay hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì gia tộc chuẩn bị tại trận đánh hắn, trừ phi hắn cầm tới 90 thắng liên tiếp, sau cùng một ngày các gia tộc mới có thể phái ra người mạnh nhất liên hợp trận đánh. Nói một cách khác Giang giật chỉ cần tiếp tục làm hạ thấp đi, lại vượt qua cuối cùng một ngày trận đánh, hắn đem rất có thể cầm xuống trăm thắng liên tiếp, trực tiếp đạt được một cái linh thú sơn học viện danh ngạch. Nhưng mà, hắn lại đột nhiên nói không dự thi hôm qua hắn lấy mạng thật vất vả liều xuống tới 20 tháng liên tiếp đơn giản từ bỏ. Nhất định có đại sự xảy ra, đây là vô số người trong đầu hiển hiện suy nghĩ, nhưng có chuyện gì có thể sánh được linh thú Sơn học viện chiêu sinh hắn không phải rất thụ võ điện coi trọng sao hắn không phải giang ra con em sao vì sao hắn không cho người khác hỗ trợ ngược lại tình nguyện từ bỏ tư cách tranh tài cũng muốn hành sự lỗ mãng. Tất cả mọi người không nghĩ ra, cơ thính vũ mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, giang hận thủy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lãnh thiên thiên không ngừng bắt đầu, ba vị học viện đạo sư cùng cơ thiên bọn người vẻ mặt nghi hoặc, tự liền Giang Vân Sơn đều không hiểu, chỉ có Giang Vân Sơn cùng Giang Vân xà hai người liếc nhau lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Vân xà, người để cho người ta đi xem một chút, chuyện gì xảy ra a à? Giang Vân Sơn hơi kinh ngạc hướng Giang Vân xà phân phó một câu, Giang Vân xà lập tức gật đầu đi ra nhã các hướng giang ra võ đường một gã hộ vệ thấp giọng hạ lệnh giang cưới đi theo nhìn xem chuyện gì xảy ra nhớ kỹ hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội làm hắn, làm xinh đẹp điểm. Hộ vệ này rõ ràng là Giang Vân xài nhất hệ, tuổi không lớn lắm chừng 30 tuổi, thực lực cũng không tính quá mạnh chỉ có tử phủ cảnh nhất trọng, bất quá đối phó Giang giật ngược lại là dư xài. Mã Doãn, người cũng đi nhìn xem, Mã Phi hôm qua đi tìm Hắc Kỳ, cũng không biết làm cái quỷ gì, cũng đừng ra loạn gì. Một bên khác Mã Phi lão cha Mã Vĩnh Cát lặng lẽ cùng một tên Mã gia hộ vệ dặn dò một tiếng, người kia lập tức thối lui, rất nhanh chui vào một đầu trong ngõ nhỏ không thấy. Điện chủ, xảy ra chuyện, trong võ điện dương quản sự khẩn cấp cầu kiến võ điện điện chủ, đem giang giật tình huống dị thường phản ánh thoáng cái, võ điện điện chủ trầm ngâm một chút, rất là thất vọng thở dài nói, tiểu tử này quá không biết nặng nhẹ, cơ hội tốt như vậy lại từ bỏ, lãng phí ta nhiều như vậy chân quý đan dược. Ai, phái một người nhìn chầm chầm đi, hắn xem như chính mình thua đổ ước, muốn cho võ điện cả một đời làm nô, chết võ điện tự thua thiệt. Giang giật vừa đi, kinh động đến tam phương thế lực, bất quá giờ phút này thiên võ thành nội tình huống phức tạp, ba bên cạnh đều không dám làm to chuyện, chỉ là phái người âm thầm theo dõi giang giật mà đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trên quảng trường rất nhanh liền bình tĩnh lại, cứ việc còn có vô số người tiếc hận nhưng càng nhiều người hưng phấn lên, dù sao giang giật bỏ thi đấu bọn hắn liền có hơn một cái cơ hội. Được chứng kiến hôm qua thảm liệt, ngược lại là trong lúc nhất thời không ai dám lên đài tiếp tục khiêu chiến lôi đài so tài, trên thực tế giờ phút này hạ gia công tử Trúc Đao đều hối hận, cái này lôi đài thi đấu rất khó khăn đánh. Thiếu đi giang giật lôi đài thi đấu tựa hồ có chút bình thản, cũng không có hôm qua kịch liệt như vậy. Lôi đài thi đấu lại biến thành thi đấu luận võ, thấy vô số người buồn ngủ, rất nhiều người đều âm thầm có chút hoài niệm lên giang giật, trong lòng suy nghĩ giang giật đến cùng chuyện gì xảy ra, đến cùng đi đâu. Hưu, giang giật một đường phi nhanh như gió, thẳng tắp vào tới giang gia đại viện, hắn cũng không có đi vào mà là chuyển hướng hướng tây sơn trên phóng đi tại mọi người xem ra linh thú sơn học viện danh ngạch vô cùng chân quý hắn lại kinh thường một chú ý giống như không phải muốn mang lấy giang tiểu nô trốn ly thiên vũ thành hắn đều chẳng muốn tham gia trận đấu này giờ phút này giang tiểu nô xảy ra chuyện vạn nhất nếu là chết rồi hắn coi như đạt được danh ngạch còn có cái gì ý nghĩa tây sơn hắn lên rất nhiều lần đối với tây sơn đường quá quen thuộc hắn cũng không có đi ban đầu đại lộ mà là theo bên cạnh trên đường nhỏ nhanh chóng lên núi. Hắn biết gió tây sơn trên khẳng định mai phục rất nhiều võ giả chờ đợi lấy chính hắn đưa tới cửa. Hắn không sợ chết nhưng có thể còn sống không có người muốn đi chết. Hắn là đi cứu người mà không phải đi chịu chết. Phía trước mai phục có người đi đến giữa sườn núi. Hắn thân thể dừng lại đến vừa lên sơn hắn tự điều tập một tia hắc sắc nguyên lực bên tai đóa bên trong. Thính lực của hắn cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Giờ phút này dừng lại là bởi vì hắn nghe được bên trái đằng trước xa 10 triệu địa phương, một cái trong bụi cỏ có một đạo rất nhỏ tiếng hít thở. Trong mắt của hắn lộ ra một tia sát cơ, vận chuyển nguyên lực khinh thân vây quanh lùm cây khía cạnh, sau đó đột nhiên vọt lên, trong tay thanh minh kiếm thoáng hiện đối trong bụi cỏ nhanh chóng đâm xuống. A, à, trong bụi cỏ người cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương sát cơ, lập tức ngẩng đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy một cái màu xanh đoản kiếm hiện ra hàn quang như thiểm điện đâm tới, hắn lập tức hoảng sợ kêu to lên.